Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 456. Chỉ bất quá, mà tổ vô thiên khẳng định không nghĩ tới, thật ra thì Diệp thần thương thế, đã sớm khôi phục. Đệ nhất cỏ thần Tử Lan, dâng ra mình thân thể, cùng Diệp thần quan hệ vui vẻ, là Diệp thần chữa thương. Diệp thần không chỉ là thương thế khôi phục, Thanh Liên phân thân vậy thu bổ hoàn thành, liền phù sinh tuyệt mệnh, cũng ở đây vững bước khôi phục bên trong. Bất quá, những chuyện này, bởi vì có tiểu thảo thần che giấu nhân quả, cho nên cho dù là ma tổ vô thiên, hôm nay vậy không theo dõi đến, chỉ là mơ hồ suy tính đến, Diệp thần đã không có ở đây thiên thảo sơn trang. Ha ha, tiểu thảo thần, chỉ cần ngươi giao ra luân hồi chi chủ, ta Di La cung sẽ không cùng ngươi là địch. Mang Thiên La chắp hai tay sau lưng, thanh âm lạnh lùng nói. Ở hắn vừa dứt lời xong không lâu, thiên thảo sơn trang bên trong, một cổ màu xanh thần huy tách thả ra ra, mơ hồ có một bụi thanh liên nhô lên. Đó là một bụi đủ để xanh phá trời thanh liên, là lúc ban đầu sáng thế thanh liên khí tượng. Thanh liên cánh hoa dương ra, một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, nổi lên, chính là tiểu thảo thần Xanh Nghiên. Tiểu thảo thần đại nhân hạ xuống. Thiên thảo sơn trang các đệ tử, thấy tiểu thảo thần Xanh Nghiên hạ xuống, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ, vừa lo lắng. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, tiểu thảo thần cũng không thể phát huy nhiều ít thực lực, muốn độc chiến ma tổ vô thiên, Mang Thiên La, Lý Tuyệt Vân ba đại cao thủ, lại nói dễ vậy sao? Ma tổ vô thiên, các ngươi thật muốn cùng ta là địch. Tiểu thảo thần Xanh Nghiên bề ngoài non nớt, nhưng trong mắt nhưng mang mãi mãi vậy uy áp, nhìn thẳng ma tổ vô thiên các người. Cà chua. Ma tổ vô thiên ha ha cười một tiếng, nói, ngươi một cái đứa nhỏ, cùng đệ nhất cỏ thần tướng so, đó là liền nàng một cái chút nào mau cũng không bằng, ta liền cùng ngươi là địch, ngươi vừa có thể như thế nào. Lời nói này mười phần chói tai, tiểu thảo thần Xanh Nghiên nghe vào trong tai, cũng là vô cùng tức giận, mặt cũng đỏ lên vì tức. Ta là không bằng Tử Lan tỷ tỷ, nhưng còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ trỏ. Tiểu thảo thần Xanh Nghiên tức giận dưới, tiêm vung tay lên, xanh biếc thần huy tách thả ra, tràn ngập hư không. Một bụi to lớn cổ thụ hư ảnh, chậm rãi từ trong hư không nổi lên. Thế giới thụ, hạ xuống đi. Tiểu thảo thần thét mắng một tiếng, lại là trực tiếp triệu hoán ra thế giới thụ. Bụi thế giới thụ này, là đã từng đệ nhất cỏ thần trồng trồng. Thế giới thụ nhất xung xuê thời điểm, từng nối liền chư thiên thế giới, thậm chí có thể trực tiếp liên tiếp đến tâm linh của mỗi người bên trong. Đệ nhất cỏ thần dựa vào thế giới thụ, có thể nhìn thấu mỗi một người nội tâm, cực kỳ lợi hại. Cho tới bây giờ, thế giới thụ đã sớm bị chém đứt, nhưng tiểu thảo thần nghịch chuyển thời gian sông dài, vẫn có thể từ đi qua trong năm tháng, đem thế giới thụ hư ảnh triệu hoán xuống. Thế giới thụ một hạ xuống, hào hùng sinh mạng hơi thở, liền ở chung quanh giữa trời đất lan tràn, to lớn cây cối xuyên qua chân trời vân tiêu, từng cái chạc cây, từng cái rễ cây, còn thật nhiều dây leo, như mãng long vậy kéo dài ra, quấn quanh hướng ma tổ vô thiên các người. Cảm nhận được thế giới thụ hào hùng uy áp, ma tổ vô thiên nụ cười trên mặt thu liếm, trong con người cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng ý. Thế giới này cây, uy năng đổ như người thú, chính là không biết người cái này cái đứa nhỏ, có thể sử dụng nhiều ít uy lực. Ma tổ vô thiên bàn tay một chiêu, mênh mông ma khí hội tụ, thiên ma tinh hải dơ bẩn hạ xuống, hóa thành một cái đen nhánh ma đạo sông dài, hướng thế giới thụ cuộn sạch đi. Vừa động thủ một cái, trước áp chế thế giới thụ. Mang Thiên La con người lạnh lẽo, hướng Lý Tuyệt Vân nhìn một cái, trong tay nặn quyết động một cái, cũng là thả ra vô cùng mãnh liệt ma khí, hỗn hợp ở ma tổ vô thiên hơi thở bên trong. Oanh! Ma tổ vô thiên phóng thích ra ma đạo sông dài, khí thế nhất thời bạo tăng, hắc ám đợt sóng nổ tung, phát ra kinh thiên bảo hiếu. Thời gian đại lộ, thiên địa mài mòn. Lý Tuyệt Vân cũng là ngang nhiên ra tay, từng cái thời gian pháp tắc, mang trắng xóa sương mù, bơm vào đến vậy cái ma đạo sông dài bên trong. Hắn nơi phóng thích ra thời gian pháp tắc, mang theo đặc biệt kinh khủng khí tức hủy diệt, đủ để mài mòn thiên địa, làm nhật nguyệt bại mục nát. Ở Lý Tuyệt Vân và Mang Thiên La trợ lực hạ, ma tổ vô thiên phát ra ma đạo sông dài, hung hăng đánh vào đến thế giới thụ phía trên. Oanh! Một màn kinh người xuất hiện, làm vậy ma đạo sông dài, đụng đến thế giới thụ bên trên, vô số hắc ám cùng dơ bẩn, còn có quỷ bí ma khí, chính là ngay tức thì nổ lên, cũng đem vậy xanh biếc mà tràn đầy sinh cơ thế giới thụ, cũng hoàn toàn ô nhiễm.
thế giới thụ thân cây, đổi được đen nhánh, hơn nữa gặp phải thời gian pháp tắc nghiền mài, lại là xuất hiện một chút suy hủ, thật giống như đi về phía điêu mất vậy. Phốc xích, tiểu thảo thần gặp cắn trả, tại chỗ hộc máu, non nớt trên khuôn mặt, nhất thời một phiến trắng bệch. Nếu như chỉ là ma tổ vô thiên một người nói, nàng có lẽ có thể áp chế, nhưng hơn nữa mang thiên la, nàng lấy một địch ba, nhất thời liền rơi vào hạ phong. Là ta quá yếu. Nhưng, thế giới thụ, tuyệt không cho phép bị ô nhiễm. Tiểu thảo thần nhìn dần dần biến thành màu đen khô héo thế giới thụ, trong suốt trong tròng mắt lướt qua một chút đoạn tuyệt, lập tức cắn chót lưỡi, phun ra ra máu tươi. Ở nàng máu tươi phun ra hạ, thế giới thụ lần nữa tách thả ra chói lọi, một phiến miếng lá cây như mỹ ngọc vậy dịu dàng, đối kháng ma tổ vô thiên đám người ma đạo sát khí. Nhưng, tiểu thảo thần máu tươi cháy, tự thân trạng thái nhưng là đặc biệt không ổn. Ngày xưa đạo đức thiên tôn, thí thần chứng đạo, chúng ta ngày hôm nay, vậy hiệu pháp đạo đức thiên tôn, thí thần chứng đạo đi. Ma tổ vô thiên trong mắt lướt qua một chút tàn khốc ý, hướng mang thiên la và Lý Tuyệt Vân tỏ ý. Mang thiên la hì hì một tiếng cười âm hiểm, nói, giữa lúc như vậy. Lý Tuyệt Vân hướng tiểu thảo thần nói, tiểu thảo thần, ngươi ngày hôm nay luân lạc tới tình cảnh này, thật là mất hết chín thần mặt mũi. Ba người thả ra linh khí, còn có các loại đại lộ quy luật, cuối cùng hóa thành một chuôi kinh thiên cự kiếm, từ chân trời bạo rơi, hung hăng chém về phía tiểu thảo thần. Tiểu thảo thần non nớt hiểu điệu thân thể, ở đó kinh thiên cự kiếm nổi bật hạ, liền giống như con kiến hôi nhỏ bé. Nhìn vậy kinh thiên cự kiếm chém xuống, tiểu thảo thần trong mắt lướt qua vẻ bối rối, rồi sau đó lộ ra vẻ cười khổ. Có lẽ, hôm nay nàng, phải giống như hỏa thần thiên tôn như vậy, bị người thí sát. Ma tổ vô thiên, mang thiên la, Lý Tuyệt Vân ba người, nếu như có thể giết chết nàng mà nói không chừng thật có thể thí thần chứng đạo, đột phá thực tế hạn chế, thực lực nhô lên bay mãnh vào. Thiên Thảo Sơn Trang các đệ tử, người người kinh hãi muốn chết, Dạ Lan, Trang Hải các người, muốn phải bảo vệ tiểu thảo thần, nhưng, vậy kinh thiên cự kiếm, ma khí nhô lên, thời gian đại lộ quy luật vần quanh, hội tụ ma tổ vô thiên, mang thiên la, Lý Tuyệt Vân ba người kinh thế thần thông. Đủ để chém chết tiên đế. Người bình thường nếu là dám can đảm đến gần, sợ rằng tại chỗ sẽ bị kinh khủng kia kiếm khí mũi nhọn, trực tiếp tiêu diệt. Ma tổ vô thiên, tội gì làm khó tiểu thảo thần. Các ngươi người muốn tìm, bất quá là ta thôi. Mắt xem tiểu thảo thần liền phải bị giết, nhưng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm, từ chân trời vang lên. Đó chính là Diệp Thần thanh âm. Oanh! Khí lưu nổ, màu tím viêm mang che trời. Phượng hót tiếng xuyên thấu hư không. Chỉ gặp Diệp Thần bóng người, ở chân trời hiện lên, đạp một đầu màu tím Phượng Hoàng. Đầu kia màu tím Phượng Hoàng, tóe ra vô cùng minh mông thần thú khí tượng, trong con người các loại phù văn xen lẫn, như hàm chứa trời trăng sao lớn dị tượng, từng cái màu tím viêm mang, như vậy loại nào đó mãi mãi quy luật, còn quấn màu tím kia Phượng Hoàng thân thể, không ngừng chìm nổi trước, làm người ta rung động. Màu tím kia Phượng Hoàng, chính là Hải Đường Tử Hoàng. Diệp Thần, là ngươi. Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần xuất hiện, nhất thời thất kinh. Hắn ngưỡng nhìn phía bầu trời, liền thấy Diệp Thần hơi thở viên mãn, không có bị thương chút nào hình dáng. Lý Tuyệt Vân thấy Diệp Thần xuất hiện, cũng là sợ hết hồn, rồi sau đó thần sắc đại biến hét dầm lên, ngươi thằng nhóc này, thương thế làm sao toàn bộ tốt. Cái này không thể nào. Hắn không dám tin tưởng mình ánh mắt, ban đầu ở Minh Đô đánh một trận. Diệp Thần cưỡng ép triệu hoán liệt nhật mệnh tinh, sở thụ cắn trả cực kỳ nghiêm trọng. Kinh khủng như vậy thương thế, thậm chí để cho Lý Tuyệt Vân lấy là, Diệp Thần không sống qua đêm đó. Nhưng hiện tại, Diệp Thần nhưng là một bộ dáng mạnh như rồng như cọp, thần thái sáng láng, trong con người mang theo lạnh lùng ý định giết người, làm người ta không lạnh mà run. Cùng hơi thở ác liệt Diệp Thần so sánh, đồng dạng là đứng ở Hải Đường Tử Hoàng phía trên Hải Đường Linh Mẫu. Thì không có đưa tới người nào chú ý. Đầu này Phượng Hoàng, là Hải Đường nhà tím hoàng thần thú. Mang thiên la thần sắc cũng là lớn đổi, bởi vì hắn đã nhìn ra, vậy tím hoàng thần thú huyết mạch, cực kỳ khủng bố, chính là không không lúc nào không thần thú bảng hạng thứ 5 Hải Đường Tử Hoàng, năm đó từng ở thiên ngoại thiên, dẫn phát rất nhiều gió tanh mưa máu. Theo Hải Đường Tử Hoàng xuất hiện, trong hư không mây tía tràn ngập, viêm mang sôi trào, hào hùng uy áp chấn động bốn phía. Làm được giết hướng tiểu thảo thần vậy cầm kinh thiên cự kiếm, lại cũng là dừng lại. Diệp Thần ca ca,
Tiểu thảo thần xanh nhiên thấy Diệp thần tới, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, thậm chí trong hốc mắt cũng xuất hiện nước mắt. Mang đi tiểu thảo thần, không nên quá liều mạng, ta có dự cảm, phượng cầu hoàng trong yến hội, có thể sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Hải đường linh mẫu liếc tiểu thảo thần một mắt, hướng Diệp thần nói. Tuy nói ma tổ vô thiên ở nơi này, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải quyết chiến thời điểm. Thứ nhất, phù sinh tuyệt mệnh còn ở uẩn dưỡng bên trong, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Thứ hai, ba ngày sau chính là phượng cầu hoàng tiệc, kỳ thư thanh hơn phân nửa sẽ xuất hiện ở trong yến hội mặt, rất có thể có phát sinh ngoài ý muốn. Diệp thần bên này, nhất định phải tiết kiệm thể lực, tránh gây thêm rắc rối. Diệp thần gật đầu một cái, hắn lúc này thương thế đã khôi phục, cho dù là đối kháng ma tổ vô thiên, cũng sẽ không lại chật vật. Long đằng mệnh tinh, mở. Đi đôi với quát to một tiếng, Diệp thần mở long đằng mệnh tinh, hào hùng oai rồng nổ lên, hắn thân thể bão táp ra, trực tiếp rơi xuống tiểu thảo thần xanh nhiên trước mặt, một cái long quyền, mang kinh thiên uy thế, cuồng oanh ra. Phịch, ma tổ vô thiên, mang thiên la, Lý Tuyệt Vân ba người liên thủ ngưng tụ ra cự kiếm, trong nháy mắt liền bị Diệp thần đánh bể, hóa thành nguyên thủy nhất ma khí tán loạn đi. Cảm nhận được Diệp thần như vậy cuồng mãnh uy thế, ba người đều là sắc mặt cuồng biến. Giờ khắc này Diệp thần, nhìn như một người xuất chiến, nhưng trong thực tế, sau lưng có hải đường tử hoàng linh khí chống đỡ, cho nên đặc biệt cường hãn. Xanh nhiên muội muội, chúng ta đi thôi. Diệp thần đem tiểu thảo thần ôm vào trong ngực, thì phải mang nàng rời đi. Cho ta lưu lại. Ma tổ vô thiên tức giận, vĩnh xanh chi môn thả ra, ngày xưa tôn vinh đắt tiền môn hộ, ở hắn hắc ám ma khí xâm nhiễm hạ, đã hóa thành đen nhánh, mang theo mãnh liệt ma uy. To lớn mà bóng tối vĩnh xanh chi môn, liền hướng Diệp thần trấn áp xuống đi. Động thủ, làm thịt thằng nhóc này. Mang Thiên La và Lý Tuyệt Vân thấy vậy, trong mắt cũng là hung mang nổ lên, muốn cùng ma tổ vô thiên liên thủ, cưỡng ép đem Diệp thần lưu lại. Này, các ngươi lấy nhiều ăn hiếp ít, có biết hổ thẹn không? Ngay vào lúc này, hải đường tử hoàng phát ra khinh thường thanh âm, hai cánh một miếng, cuồng bạo màu tím đợt khí, mang số mệnh thiên uy, cuồn cuộn hướng ma tổ vô thiên ba người cuộn sạch đi xuống. Ở nơi này cổ số mệnh mây thiếu uy áp hạ, ma tổ vô thiên ba người đều là cảm thấy vô cùng to lớn áp lực. Thậm chí, bọn họ cảm giác được, cái này hải đường tử hoàng huyết mạch, cùng Diệp thần huyết mạch, lại có một cổ đặc thù đồng tình. Giống như là vận mệnh đại lộ, cùng luân hồi đại lộ sinh đôi đồng tình vậy. Ở nơi này vậy cộng minh dưới tác dụng, hải đường tử hoàng huyết mạch thần uy, lợi hại hơn. Ma tổ vô thiên ba người, ở nơi này cổ số mệnh mây tía dưới áp chế, không thể không sau lui ra. Ồ, bổn cô nương huyết mạch uy áp, làm sao cường hãn như thế nhiều. Hải đường tử hoàng thấy ma tổ vô thiên ba người lui về phía sau, cũng là 10 phần bất ngờ. Nàng phát hiện huyết mạch của mình uy áp, so với lúc bình thường, cường hãn rất nhiều. Cẩn thận cảm ứng, nàng chính là phát hiện, tự thân huyết mạch, lại có thể cùng Diệp thần luân hồi huyết mạch, khó hiểu sinh ra một chút đồng tình. Đồng tình dưới, nàng huyết mạch thần uy, lại là ngắn ngủi đẩy lui ma tổ vô thiên ba người. Đi! Diệp thần không do dự, đây là tuyệt hảo cơ hội, hắn lập tức mang tiểu thảo thần, bay đến hải đường tử hoàng gánh triền núi trên, rồi sau đó ngự gió rời đi. Nếu quả thật muốn quyết chiến, Diệp thần cũng không có phần thắng, bởi vì ma tổ vô thiên bên này, còn liên hiệp Di La cung thế lực. Nếu là thật khai chiến, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Lập tức, Diệp thần mang tiểu thảo thần, nhanh chóng rời đi. Thiên thảo sơn trang các đệ tử, thấy tiểu thảo thần yên ổn rời đi, cũng vội vàng tứ tán tránh lui, nhanh chóng đi xa. Đáng chết! Ma tổ vô thiên thấy Diệp thần rời đi, nhất thời tức giận không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp thần thương thế khôi phục, thậm chí không biết từ nơi nào thu phục một đầu cao cấp phượng hoàng thần thú. Ở đó phượng hoàng thần thú trợ lực hạ, Diệp thần nhưng là ung dung mang đi tiểu thảo thần. Mang Thiên La sắc mặt cũng là giống nhau khó khăn xem, thật sâu cảm thấy luân hồi khí vận mạnh mẽ, không có thể tưởng tượng. Cung chủ, muốn đuổi không? Thật giống như Minh Đô nữ vương cũng ở đây hắn bên người. Lý Tuyệt Vân nhìn Diệp thần thân ảnh đi xa, trong lòng mơ hồ bất an. Bởi vì hắn thấy, ở Diệp thần bên người, còn có Minh Đô nữ vương tồn tại. Hắn lúc này đã dòm ngó hôm nay cơ hội, biết Minh Đô nữ vương thân phận chân thật,
chính là biển đường nhà duy nhất người sống sót, hải đường linh mẫu, cũng là hải đường tử hoàng chủ nhân. Ở thiên ngoại thiên bên trong, hải đường tử hoàng danh tiếng lớn vô cùng, là đã từng đưa tới rất nhiều tinh phong huyết vũ cao cấp thần thú, có vô số người thèm thuồng. Nhưng, vậy hải đường tử hoàng, ngang bướng khó thuần, cho dù là hải đường nhà, cũng không từng chân chính thuần phục qua. Chỉ bất quá, hôm nay hải đường tử hoàng, rõ ràng đã bị thuần phục, thậm chí đại hiển thần uy, trợ lực Diệp thần cứu đi tiểu thảo thần. Không cần, vậy tiểu tử lại có thể thu phục hải đường tử hoàng, sự việc có thể không dễ làm. Mang Thiên La trong mắt âm lãnh, tự nhiên cũng biết hải đường tử hoàng sau lưng, dính líu tới vô số nhân quả. Trước chiếm cứ thiên thảo sơn trang nói sau, chỗ này, dẫu sao cũng coi là vậy tiểu thảo thần lãnh địa, nàng sẽ không dễ dàng buông tha, sớm muộn muốn đoạt lại tới. Nàng nếu là dám và luân hồi chi chủ trở về, chính là ngày dỗ bọn hắn. Ma tổ vô thiên trong mắt lướt qua một chút che lấp, làm dưới có quyết định. Thà lãng phí thời gian, đuổi theo giết Diệp thần, ngược lại không như há miệng chờ sung dụng, chiếm cứ thiên thảo sơn trang, lặng lẽ đợi Diệp thần và tiểu thảo thần trở về. Ngày hôm nay hải đường tử hoàng hạ xuống, để cho hắn và Mang Thiên La, Lý Tuyệt Vân, đều có điểm bất ngờ không kịp đề phòng, trước chuyện hoàn toàn không có phòng bị, cuối cùng bị Diệp thần trở lui toàn thân. Nhưng nếu như, bọn họ có đầy đủ chuẩn bị, cho dù là hải đường tử hoàng, cũng không khả năng phách lối nữa. Lập tức, Ma Tổ Vô Thiên, Mang Thiên La, Lý Tuyệt Vân đoàn người, hoàn toàn chiếm cứ thiên thảo sơn trang, đem trong sơn trang nhiều năm tích lũy thiên tài địa bảo, toàn bộ chiếm đoạt cướp không còn một mống. Thật may thiên thảo sơn trang các đệ tử, đã thoát đi, không có xuất hiện nhân viên thương vong. Chỉ là cái này lớn như vậy một tòa cỏ thần lãnh địa, lúc này mất hút ở trong tay địch nhân. Cùng lúc đó, Diệp thần ca ca, hải đường linh mẫu, tử hoàng thiên tử, cảm ơn các ngươi cứu ta. Đang bay qua hải đường tiên đảo trên đường đi, tiểu thảo thần xanh nghiên tiếng non nớt ngây thơ, lại tràn đầy đoan trang, trịnh trọng hướng Diệp thần các người nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn. Diệp thần cười nói. Tiểu thảo thần, người thần minh lực, so với trước kia lại giảm xuống. Hải đường linh mẫu khẽ cau mày trước, từ mới vừa tiểu thảo thần biểu hiện tới xem, nàng cảm thấy tiểu thảo thần trở nên yếu đi. Tiểu thảo thần lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng quẫn bách diễn cảm, nói ừ, đúng vậy, ta đức không xứng vị, ta thật ra thì căn bản không xứng là một cái thần minh, ta lực lượng đang không ngừng suy thoái. Ta chỉ muốn mau sớm tìm được một cái truyền nhân, thừa kế Tử Lan tỷ tỷ quyền bính, ta là không được. Cỏ thần quyền bính, nhưng thật ra là đặc biệt kinh khủng, năm đó đệ nhất cỏ thần xưng bá chư thiên thời điểm, chín thần đô còn không ra đời, thế giới thụ bộ dễ, lại là liên tiếp đến tâm linh của mỗi người. Thần lực lượng, ở thời đại kia, không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ cùng khủng bố. Chỉ bất quá, tiểu thảo thần xanh nghiên vẫn không có thể phát huy ra cỏ thần quyền chuôi lớn nhất uy năng. Hải đường linh mẫu hỏi, người tìm được thích hợp truyền nhân chứ? Tiểu thảo thần xanh nghiên gật đầu một cái, nói ừ, tìm được, nàng kêu Tôn Di, là Diệp thần ca ca bằng hữu, ta đã từng triệu hoán nàng tới không không lúc nào không, nhưng tiếc là gặp chút ngoài ý muốn, nàng bị kẹt ở trên trời ma tinh trong biển. Diệp thần ca ca, người lúc nào có thể đi không không lúc nào không? Cầm Tôn Di tỷ tỷ cứu ra, để cho nàng thừa kế ta quyền bính, ta liền có thể giải thoát. Diệp thần sờ một cái tiểu thảo thần đầu, nói, xin lỗi, ta bây giờ còn chưa tư cách đi không không lúc nào không, nhưng, ta đáp ứng ngươi, xanh nghiên, chờ ta đi đến không không lúc nào không, thời gian đầu tiên liền đem Tôn Di cứu ra, để cho nàng thừa kế ngươi đạo thống. Tiểu thảo thần xanh nghiên mỉm cười cười một tiếng, nói, vậy thì tốt, ta đang mong đợi ngày hôm đó đến. Đoàn người trở lại hải đường tiên đảo, Diệp thần hơi đẩy một cái coi là, liền cảm giác được thiên thảo sơn trang đã thất thủ, rơi vào ma tổ vô thiên cùng trong tay người. Đây là tiểu thảo thần lãnh địa, địa mạch bên trong tích lũy có thâm hậu thần năng lượng ánh sáng, tự nhiên không thể tùy tiện chắp tay nhường cho người. Bất quá, muốn phát động phản công, nhưng cũng không phải là chuyện dễ. Xanh nghiên muội muội, cùng phù sinh tuyệt mệnh linh khí ẩn dưỡng khôi phục, ta giúp ngươi đoạt lại lãnh địa của ngươi. Diệp thần trong lòng có quyết định, dự định chờ một tháng sau, phù sinh tuyệt mệnh khôi phục, hắn liền giết về thiên thảo sơn trang, cùng ma tổ vô thiên quyết tử chiến một trận. Cái này một tháng thời gian, hắn vậy dự định thật tốt tu luyện, tăng lên thực lực. Ừ, cảm ơn ngươi,
Diệp thần ca ca, à, thật xin lỗi, ta. Ta thật là quá nhỏ bé, bàn về sức chiến đấu, hôm nay ta, tối đa chỉ tương đương với cao cấp thiên đế. Tiểu thảo thần than thở một tiếng, thật sâu tự trách. Nàng thần minh quyền năng, biến hóa đa đoan, nhưng chân thật sức chiến đấu, phỏng đoán kém không nhiều cũng chỉ là cao cấp thiên đế. Cao cấp thiên đế, ở thế giới hiện thật bên trong, dĩ nhiên là đứng ở đỉnh tháp nhân vật. Nhưng đối với chân chính thiên đế chủ thần mà nói, phần này tu vi, nhưng là có chút không đủ nhìn. Không có chuyện gì, không cần tự trách, người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp thần yêu thương sờ một cái tiểu thảo thần xanh nghiêng đầu, để cho nàng không nên tự trách. Lập tức, tiểu thảo thần liền ở hải đường tiên đảo trên, nghỉ ngơi, dự định chờ một tháng sau, phù sinh tuyệt mệnh khôi phục, có khắc chế ma tổ vô thiên thủ đoạn, lại phản công thiên thảo sơn trang. Diệp thần, hải đường linh mẫu, tử hoàng tiên tử ba người, thì kế hoạch ở ba ngày sau, đi tham gia phượng cầu hoàng tiệc. Truyền thuyết bên trong, phượng hoàng thần tinh thượng, lúc ban đầu sản sinh ra huyết mạch, chính là phượng hoàng nhất mạch, bọn họ cũng không phải cái gì phượng hoàng thần thú, mà là có phượng hoàng máu nhân tộc, chủ yếu có hai cây, một chi là phượng gia, khác một chi hoàng nhà. Hải đường tử hoàng và xích hoàng, ở phía sau tới ra đời, cũng không phải là nhân tộc, mà là thần thú loại, bị phượng gia và hoàng nhà, coi là vận mệnh tặng cho lễ vật. Bọn họ muốn đem tím hoàng và xích hoàng, toàn bộ thu là thú cưng, gặp phải cự tuyệt mà tức giận. Cuối cùng, phượng gia hoàng nhà liên thủ giết chết xích hoàng, cũng tổn thương nặng tím hoàng. Diệp thần suy tính đến đi qua thiên cơ, thì biết những thứ này bí mật. Hắn luân hồi mộ địa bên trong xích hoàng tiên tử, chân thân chính là một đầu xích hoàng thần thú, năm đó chính là ở phượng hoàng thần tinh thượng mặt, bị phượng gia hoàng nhà liên thủ chém chết. Nếu như không phải là bởi vì cái ý này bên ngoài, có lẽ xích hoàng tiên tử đã sớm chứng đạo thành thần. Còn như hải đường tử hoàng, bởi vì ngoài định mức có tiểu thảo thần chúc phúc, may mắn còn sống xuống, nhưng vậy bị thương nặng, chưa từng không lúc nào không đánh mất, bị thiên ngoại thiên một cái gia tộc nhỏ nhặt được. Cái đó gia tộc nhỏ, bởi vì bị nàng huyết mạch bồi bổ, một bước lên trời, trở thành một khối cự phách, cuối cùng lại cả nhà diệt tuyệt, chỉ còn lại một cái trẻ mồ côi sống tạm, chính là hôm nay hải đường linh mẫu. Năm đó, đi theo hải đường tử hoàng rớt xuống, còn có mười mấy phượng hoàng nhất mạch tộc nhân. Vạn cổ thời gian trôi qua, vậy mười mấy phượng hoàng nhất mạch tộc nhân, đã sớm ở thiên ngoại thiên đâm chồi nảy lộc, trở thành một khối thế lực lớn, tộc nhân số lượng mở rộng đến triệu người hơn. Cái gọi là phượng cầu hoàng tiệc, chính là phượng hoàng nhất mạch bên trong, phượng gia và hoàng nhà thông gia. Chàng này đám tiệc nhân quả nhiên không đơn giản. Diệp thần ánh mắt như điện, suy tính các loại nhân quả, liền cảm thấy đặc biệt phức tạp. Phượng hoàng nhất mạch, xuất từ phượng hoàng thần tinh, sau lưng dính líu vận mệnh đại lộ. Hải đường tử hoàng bị thương nặng, xích hoàng tiên tử bị giết chết, cũng cùng phượng hoàng nhất mạch có liên quan. Bọn họ là phía sau màn bàn tay gây tội ác. Còn có hải đường linh mẫu, cùng phượng hoàng nhất mạch cũng có cực lớn cửu hận ăn tết. Bởi vì, năm đó gia tộc của nàng, âm thầm nuôi dưỡng hải đường tử hoàng, bị phượng hoàng nhất mạch phát hiện. Phượng hoàng nhất mạch nhiều lần đến cửa, nói vậy hải đường tử hoàng, là vận mệnh ban cho bọn hắn lễ vật, yêu cầu hải đường nhà trả lại. Hải đường linh mẫu đích gia tộc, tự nhiên không chịu, hai bên từng có qua chém giết thảm thiết. Sau đó, hải đường nhà tiêu diệt, phượng hoàng nhất mạch ở phía sau màn vậy dính máu, cho nên hai bên cừu hận cực lớn. Hôm nay, phượng hoàng nhất mạch cử hành tiệc cưới, ở thiên ngoại thiên mời không thiếu tân khách. Hải đường linh mẫu chỗ ở tiên đảo, tự nhiên không có nhận được mời, nàng cùng phượng hoàng nhất mạch tới giữa, thù oán cực sâu, nếu là xuất hiện ở tiệc cưới trên, sợ rằng phải bị phượng hoàng nhất mạch nghi kỵ. Thật may, thiên thảo sơn trang được mời. Tiểu thảo thần là hải đường linh mẫu, tử hoàng thiên tử, diệp thần ba người che giấu hơi thở, để cho bọn họ ngụy trang thành thiên thảo sơn trang đệ tử, lại cho đòi tới dạ lan cùng trang hải, để cho bọn họ mang diệp thần ba người, đi trước dự tiệc. Có tiểu thảo thần hỗ trợ, ngược lại là để cho diệp thần các người, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vội vã ba ngày trôi qua, tiệc cưới ngày đến, diệp thần đoàn người chính thức lên đường. Dạ lan theo thật sát diệp thần bên người. Tràn đầy khẩn trương, nói, Diệp thần đại ca, nghe nói vậy phượng hoàng nhất mạch, là tới từ không không thời không thế lực, người cùng bọn họ từng xích mích. Ở thiên ngoại thiên bên trong, phượng hoàng nhất mạch thanh danh hiển hách,
Bọn họ Phượng gia và Hoàng nhà hai tộc, đều là tới từ không không thời không thế lực, lúc ban đầu từ Phượng Hoàng thần tinh ra đời, từ vừa sanh ra, liền lấy được vận mạng chúc phúc. Hôm nay là Phượng Hoàng nhất mạch hai gia tộc lớn, quan hệ thông gia ngày, nghe nói hai gia tộc lớn lần này thông gia, muốn cháy vạn thế tích lũy tín ngưỡng lực, đốt Phượng Hoàng thánh hỏa, khẩn cầu chí cao tới vĩ vận mệnh đại đạo ban phúc. Chàng này thông gia, có thể nói là hai gia tộc lớn, vạn cổ tới nay, trọng yếu nhất một lần thông gia, vạn thế tích lũy tín ngưỡng, thiên tài địa bảo, cũng sẽ ở ngày hôm nay cháy, hóa thành cung phụng vận mệnh đại đạo tế phẩm. Nếu có thể lấy được vận mệnh đại đạo ban phúc, Phượng Hoàng nhất mạch ở thiên ngoại thiên thế lực, sợ rằng sẽ bành trướng đến một cái kinh khủng bước. Phượng Hoàng nhất mạch thế lực như vậy hừng hực, nếu là Diệp Thần cùng bọn họ từng xích mích mà nói, sợ rằng phiền toái không nhỏ, cho nên Dạ Lan mới như thế khẩn trương. Hôm nay Thiên Thảo Sơn Trang thất thủ, mà tổ vô thiên đại địch trước mặt, nàng chân thực chẳng muốn kêu thêm chọc cường địch. Không có, ta cùng bọn họ không có xích mích, ngày hôm nay chỉ là muốn đi trong yến hội mặt, gặp một người. Diệp Thần cũng không có tiết lộ xích Hoàng Thiên Tử, Hải Đường Tử Hoàng đám người nhân quả, miễn được tướng Dạ Lan dắt kéo vào. Càng đến gần Phượng Hoàng nhất mạch lãnh địa, Diệp Thần lại càng có một loại dự cảm mãnh liệt, hắn rất nhanh liền muốn gặp được Kỷ Tư Thanh. Phượng Hoàng nhất mạch, cùng vận mệnh đại lộ liên quan mật thiết, ngày hôm nay lại là thông gia cung phụng thịnh làm ăn lớn, Kỷ Tư Thanh cái này mệnh vận chi chủ, nếu là xuất hiện ở trong yến hội mặt, không biết sẽ đưa tới bao lớn chập chờn. Ngươi cùng bọn họ không ăn Tết, vậy thì tốt, ta lấy vì ngươi khắp nơi đều là địch nhân, cứu mạng. Dạ Lan vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm, cũng thì thầm nói một tiếng, cùng Diệp Thần sống chung một đoạn thời gian, nàng cảm giác luân hồi kẻ địch thực ra quá nhiều. Diệp Thần cười khổ một tí, lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Diệp Thần, Dạ Lan, Trang Hải, Hải Đường Linh Mẫu, Tử Hoàng Tiên Tử đoàn người, chính là đi tới Phượng Hoàng nhất mạch thánh địa. Chỉ gặp cái này phiến Phượng Hoàng thánh địa, sáng mờ ngàn trượng, thủy thải vạn đạo, từng cái chí cao tới vĩ vận mệnh quy luật, như thác vải thiên hà vậy, treo ngược ở trên trời mạc bên trong, đặc biệt nguy nga. Thánh địa bên trong, rất nhiều kỳ hoa dị thảo nở rộ, tiên thú bay vút lên, nhất phái tiên khí hòa hợp thở mạnh voi. Ở Phượng Hoàng thánh địa trung ương nhất, ngàn vạn nặng đám mây thủy hà vờn quanh tới giữa, đứng sừng sững một tòa thật to điêu xem. Đó là tương lai vận mệnh nữ thần, chí cao tới vĩ mệnh vận chi chủ điêu xem. Phượng Hoàng nhất mạch, bất kể là Phượng gia vẫn là Hoàng nhà, đều là mệnh vận chi chủ tín đồ trung thành. Bọn họ có thể ra đời, chính là bởi vì có vận mạng chúc phúc. Ngày hôm nay, Phượng gia và Hoàng nhà thông gia, chính là chuẩn bị hiến tế hai nhà tích lũy thiên tài địa bảo, cháy vạn cổ lấy để tích lũy tín ngưỡng lực, cung phụng vận mệnh đại lộ, khẩn cầu vận mạng ban phúc. Diệp Thần ánh mắt híp lại, từ trời cao bên trong, nhìn về trong thánh địa ương, tòa kia mệnh vận chi chủ điêu xem. Sau đó, Diệp Thần liền kinh ngạc phát hiện, tòa kia điêu xem, lại là không có gương mặt ngũ quan. Hoặc là nói, vậy điêu giống ngũ quan, hoàn toàn là trống không. Hừ, cái này Phượng Hoàng nhất mạch, không chịu đồng ý Tư Thanh tỷ tỷ, bọn họ sớm muộn sẽ gặp phải vận mạng thiên phạt. Tử Hoàng Tiên Tử xa xa thấy được, khinh thường hừ một tiếng, trong giọng nói lại mang nổi nóng ý. Tương lai mệnh vận chi chủ, rốt cuộc là ai, cái vấn đề này, ở chư thiên vạn giới, cũng có thể đưa tới to lớn phân tranh. Ở Tử Hoàng Tiên Tử trong lòng, nàng chỉ nhận Kỷ Tư Thanh. Nhưng, trước mắt Phượng Hoàng nhất mạch, rõ ràng chẳng phải cho rằng. Bọn họ cũng không đồng ý Kỷ Tư Thanh, còn như chân chính vận mệnh nữ thần là ai, bọn họ vẫn không thể xác định. Bây giờ Thiên Phượng nhà Hoàng nhà thông gia, chuẩn bị cháy tín ngưỡng, đốt Phượng Hoàng thánh hỏa, cũng có khẩn cầu vận mệnh đại lộ chỉ dẫn, xác định sau cùng mệnh vận chi chủ, rốt cuộc là ai ý. Diệp Thần đoàn người hạ xuống, chỉ gặp thánh địa lối vào, tiếng người ồn ào, thiên ngoại thiên có rất nhiều thế lực, cũng tới tham gia chàng này Phượng cầu Hoàng tiệc. Ngày hôm nay chàng này tiệc vui, thật đúng là đại bài mặt. Đúng vậy, Phượng gia Hoàng nhà thông gia, muốn cháy tín ngưỡng. Khẩn cầu vận mệnh ban phúc, nói không chừng cuối cùng mệnh vận chi chủ thân phận, cũng có thể công bố đi ra. Các ngươi nói vậy mệnh vận chi chủ, rốt cuộc sẽ là ai? Các tân khách bàn luận sôi nổi, so với tiệc cưới, bọn họ quan tâm hơn mệnh vận chi chủ thân phận. Chân chính mệnh vận chi chủ, rốt cuộc là ai? Cái vấn đề này, người người cũng muốn biết. Diệp Thần,
Hải Đường Linh Mẫu, Tử Hoàng Tiên Tử ba người, có Tiểu Thảo Thần che chở, hơi thở đã sớm thu liếm, cũng không có đưa tới người ngoài chú ý. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ chính là Thiên Thảo Sơn Trang đệ tử bình thường. Mà Dạ Lan và Trang Hải, ở Thiên Ngoại Thiên cũng có chút danh tiếng, đều là bởi vì Dạ Lan là Thảo Thần Thiên Tôn lắng nghe người, thân phận hết sức đặc thù. Cho nên, làm Dạ Lan đưa lên thiệp mời, nói muốn tham gia tiệc cưới thời điểm, Phượng Hoàng nhất mạch đón khách các trưởng lão, cũng không có chút nào hoài nghi, lập tức liền để cho nàng mang Diệp Thần các người tiến vào. Nghe nói các ngươi Thiên Thảo Sơn Trang, bị ma tổ Vô Thiên công hãm, ha ha, nếu không các ngươi đổi tín ngưỡng, từ đây thờ phượng mệnh vận chi chủ, nói không chừng còn có thể được vận mạng chỉ dẫn, nghịch chuyển cục diện. Phượng Hoàng nhất mạch trưởng lão, còn cười ha hả hướng Dạ Lan truyền giáo, muốn để cho nàng đổi tin số mạng vận đại lộ. Không nhọc trưởng lão phí tâm, ta chỉ tin Tiểu Thảo Thần đại nhân. Dạ Lan lắc đầu cười một tiếng, lời nói dịu dàng xin miễn, mang Diệp Thần các người tiến vào thánh địa. Chàng này Phượng Cầu Hoàng tiệc cưới, ngay tại thánh địa trung ương nhất, mệnh vận chi chủ điêu xem trước trên quảng trường cử hành. Trên quảng trường, đã sớm răng đèn kết hoa, treo đầy hôn lễ trang sức, mười phần náo nhiệt. Ở mệnh vận chi chủ đá điêu trên, cũng có rất nhiều trang sức, điêu xem trước lại để rất nhiều thiên tài địa bảo, vậy cũng là chuẩn bị cung phụng vận mệnh đại đạo tế phẩm. Chỉ bất quá, mệnh vận chi chủ điêu xem, gương mặt lại không có ngũ quan, một phiến chỗ trống, nhìn như quả thực có chút cổ quái. Trên quảng trường, từng tờ một bàn rượu trưng bày, phía trên đã bày đầy rượu ngon món ngon, chú rể ăn mặc vui mừng đồ đỏ, đang cùng mấy trưởng lão, ở gọi tân khách. Diệp Thần các người ngồi yên xuống, lặng lẽ đợi hôn lễ bắt đầu. Này, Luân, Ho, Trần Dạ, Tư Thanh tỷ tỷ rốt cuộc ở địa phương nào? Tử Hoàng Tiên Tử ngồi ở Diệp Thần bên người, lại là không cố kỵ chút nào bấm bóp Diệp Thần trên cánh tay thịt, thấp giọng hỏi nói. Lúc này Diệp Thần che giấu thân phận, là dùng Trần Dạ dùng tên giả. Tử Hoàng Tiên Tử không hề liên quan tim tiệc cưới, nàng chỉ muốn lập tức thấy Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, mơ hồ tới giữa, bắt được Kỳ Tư Thanh hơi thở, nhưng không xác thực đặt ở nơi nào, nói yên tâm, nàng rất nhanh sẽ xuất hiện. Tử Hoàng Tiên Tử hừ một tiếng, nói, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, ta liền giết ngươi. Diệp Thần cười một tiếng không lên tiếng, yên tĩnh chờ, đồng thời âm thầm suy tính tương lai có thể sự tình phát sinh, xem bói cát hung. Cái này một tí suy tính, Diệp Thần cũng cảm giác được, một cổ nguy cơ vô hình, xông lên đầu. Khách quý đến, băng hoàng giới chủ làm thịt, nguyện vọng thần giáo giáo chủ, đảm nhiệm thiên nữ tiên đế đến. Đột nhiên, một cái đón khách trưởng lão, căng giọng cao quát lên, nhất thời toàn trường đều kinh hãi. Chỉ gặp một người mặc trắng như tuyết quần áo, da thịt như tuyết, dung mạo tuyệt thế cô gái, sải bước đi tới, chính là thiên nữ. Ở trên trời nữ bên người, còn đi theo một người đàn ông, chính là Di La Cung Thánh Tử Lý Tuyệt Vân. Hai người đến, nhất thời để cho được toàn bộ tiệc cưới quảng trường, đều là ánh sáng bắn ra bốn phía. Lý Tuyệt Vân mắt nhìn thiên nữ, mặt đầy đều là nhún nhường ngưỡng mộ nụ cười, hoàn toàn không có ở trước mặt người khác vậy cổ cao cao tại thượng hình dáng. Tha hồ tưởng tượng mạng tiếng Trung. Mới vừa vậy đón khách trưởng lão, chỉ hát thiên nữ tên chữ, không nói hắn tên chữ, hắn cũng không để ý. Sư muội ngồi. Lý Tuyệt Vân phụng bồi thiên nữ, đi tới trên quảng trường, đón khách các trưởng lão đã sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi, mời bọn họ ngồi xuống, Lý Tuyệt Vân lại khách khí để cho thiên nữ ngồi xuống trước. Thiên nữ gật đầu một cái, yên ổn ngồi xuống, con người đạm như vậy nhìn bốn phía, khi thấy Diệp Thần đoàn người thời điểm, nàng trong mắt hơi co rúc lại, ngón tay trong lơ đãng nhẹ nhàng co lại suy tính, muốn nhìn thấu Diệp Thần đám người thân phận. Nhưng, Diệp Thần hơi thở, đã sớm bị Tiểu Thảo Thần che lại, cho dù là lấy thiên nữ năng lực, cũng khó mà nhìn thấu. Tiểu Thảo Thần sức chiến đấu tuy nhỏ yếu chút, nhưng thân là thần minh, thần thông của nàng biến hóa thủ đoạn, tự nhiên không phải thế giới hiện thật người có thể so sánh. Toàn trường rất nhiều các tân khách, thấy thiên nữ tới, đều là kinh hãi, xì xào bàn tán, không ít người nhìn về thiên nữ trong ánh mắt, lại mang ngưỡng mộ ý. Ở cực kỳ lâu trước kia, cùng ngày nữ vẫn là vạn khư người thời điểm, nàng danh tiếng, liền phân bố thái thượng thế giới, bị vô số người coi là nữ thần trong mộng. Nhìn cái gì xem, các ngươi ai dám đối sư muội ta sinh lòng ác ý, bản thánh tử cái đầu tiên giết hắn.
Lý Tuyệt Vân cảm thấy được ánh mắt chung quanh, nhưng là cảm thấy không vui, lập tức lạnh giọng nói. Lời nói này 10 phần không có khí độ, lộ vẻ được lòng hắn ngực hẹp hết sức, nhưng hắn cũng không để bụng, cũng không cảm giác được mất lễ, cười híp mắt nhìn về phía thiên nữ, nói. Sư muội, bây giờ thiên phượng nhà hoàng nhà thông gia, nghe nói bọn họ muốn tế bái vận mệnh đại lộ, hy vọng ngươi cũng có thể lắng nghe đến vận mạng chỉ dẫn. Thiên nữ chăn thủ nhẹ một chút, đạm đạm uống một hớp trà, ánh mắt vừa nhìn về phía vậy không có ngũ quan mệnh vận chi chủ điêu xem, nói thật không biết tương lai mệnh vận chi chủ, rốt cuộc sẽ là ai, ta đoán có thể chính là luân hồi trận doanh cái đó gọi kỳ tư thanh phụ nữ. Lý Tuyệt Vân nói, làm sao có thể, trong truyền thuyết vận mệnh nữ thần, chỉ sẽ đứng ở sư muội bên này, sẽ không đứng ở luân hồi chi chủ bên kia. Hắn ở trước mặt người là thánh tử, nhưng ở thiên nữ trước mặt, hết sức hiến mị lấy lòng. Thiên nữ chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không hề lời nói. Diệp thần xa xa thấy thiên nữ, nội tâm cũng là rét một cái, không nghĩ tới thiên nữ cũng bị mời tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn bầu trời nữ hình dáng, nàng tựa hồ là muốn lắng nghe vận mạng chỉ dẫn, giải đáp nội tâm nghi ngờ. Đúng rồi, nàng muốn giết ta, nhưng không biết như thế nào giết ta, là chuẩn bị hướng vận mệnh cầu nguyện, lắng nghe chỉ dẫn. Diệp thần trong bụng một hồi bi thương, nhưng chợt lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hắn cùng thiên nữ tới giữa, nhất định là phải có một chàng cuối cùng quyết chiến, ở cực kỳ lâu trước kia, từ thiên nữ uê heo bắt đầu từ ngày đó, chàng này số mệnh tỉ thí, liền không thể tránh. Chỉ bất quá, Diệp thần và thiên nữ, đại khái hai người cũng không nghĩ tới, vì cuộc tỉ thí này, ở giữa sẽ đưa tới như thế nhiều trắc trở. Tông gia thiên kiêu, Phượng Thái Hư, Hoàng Thiến Hy đến. Bỗng nhiên, lại có hai đạo khí tức cường đại, hạ xuống xuống. Đó là một nam một nữ, bọn họ trên mình, lưu chuyển phượng hoàng máu, quanh thân phượng hoàng đồ đằng vần quanh, trong con người giống như ẩn chứa trời trăng sao, lóng lánh sáng chói. Hơn nữa, bọn họ còn tản mát ra một cổ đặc thù hơi thở, cái này cổ hơi thở, mơ hồ, hư hư ảo ảo, mang theo một cổ thời không vặn vẹo, lại là không không thời không đặc thù hơi thở. Cái này hai người, lại là đến từ không không thời không cường giả. Xem bóng người bọn họ, mơ hồ hình dáng, rõ ràng không phải bản thể, hẳn là phân thân. Nhưng cho dù là phân thân, mang cho người uy áp, vậy là đặc biệt to lớn. Là không không thời không cường giả. Toàn trường các tân khách, nhất thời hứng thú, ánh mắt rối rít rơi vào một nam một nữ kia trên mình. Mà Phượng Hoàng nhất mạch các tộc nhân, nhìn vậy hai tên thiên kiêu cường giả đến. Chính là người người bộ dạng sợ hãi, ánh mắt lại mang kính sợ. Tông gia người đến, là Phượng gia thiên kiêu Phượng Thái Hư, còn có Hoàng nhà kiều nữ Hoàng Thiến Hy, bọn họ đều là nhất lưu cao thủ à, bọn họ hạ xuống. Ta nghe các trưởng lão nói, bọn họ cũng muốn làm chứng hôm nay thông gia. Hừ, ta xem là bọn họ tông gia, sợ chúng ta đạt được vận mệnh ban phúc, từ đây nghịch thiên quật khởi chứ. Phượng Hoàng nhất mạch tộc nhân, thấp giọng nói thì thầm trước. Không ít người trong mắt mang kiêng kỵ. Thiên ngoại thiên phượng hoàng nhất mạch, thật ra thì chỉ là chi nhánh, năm đó lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có mười mấy người mà thôi, là vì đuổi giết hải đường tử hoàng, chưa từng không lúc nào không rớt xuống. Còn như phượng hoàng nhất mạch chân chính tông gia, ở không không lúc nào không bên trong. Thái Hư đại ca, Thiến Hy tỷ, cung nghênh đại giá. Chú rể đi tới, cung kính hướng vậy hai tên thiên kiêu cường giả thi lễ. Tất cả trưởng lão, vậy rối rít tới đây thi lễ. Cái đó gọi Phượng Thái Hư nam tử, búng ngón tay một cái, cười lạnh một tiếng, nói các vị không cần đa lễ, chúng ta tuy là tông gia người đến, nhưng mấy vạn năm trước một trận tai họa lớn, làm Phượng Hoàng thần tinh vẫn rơi, chúng ta tông gia cũng được chó chết chủ, không có gì không dậy nổi. Phượng Hoàng nhất mạch tông gia, đã từng chiếm cứ ở Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt, ở không không lúc nào không xưng bá một khối. Nhưng mấy chục ngàn năm trước, Phượng Hoàng thần tinh bất ngờ chết, Phượng Hoàng nhất mạch chạy nạn ra, thế lực đã thật to suy giảm. Nhưng, dù vậy, tại chỗ Phượng Hoàng nhất mạch chi nhánh mọi người, đều biết, tông gia thế lực, coi như suy sụp, cũng không phải bọn họ có thể va chạm. Đối đãi tông gia hạ xuống thiên kiêu, bọn họ tự nhiên phải giữ vững lễ phép chu đáo, quyết không thể chậm trễ. Một cái trưởng lão cười nói, Phượng Hoàng thần tinh vẫn rơi. Sớm muộn sẽ có lần nữa dâng lên một ngày. Phượng Thái Hư cười lạnh một tí,
không nói nữa nói, cùng Hoàng Thiến Hy ngồi xuống. Rất nhiều tân khách lục tục đến sân, rất nhanh ngồi đầy toàn bộ tiệc cưới quảng trường, bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Hôn lễ sắp bắt đầu, Diệp Thần trong lòng nguy cơ cùng cảm giác bất an, vậy bộc phát nồng nặc. Báo! Đột nhiên, cả người phi trọng giáp, xem hình dáng là thánh địa chấn thủ người người, sải bước đi đến trên quảng trường, hướng một cái trưởng lão báo cáo. Khải bẩm trưởng lão, có người xa lạ xông vào cấm địa, muốn ăn trộm Phượng Hoàng Thánh Bôi, đã bị chúng ta bắt, không biết như thế nào xử lý, mời trưởng lão chỉ thị. Vậy quản sự trưởng lão nhướng mày một cái, nói có người dám xông vào cấm địa, thậm chí ăn trộm Phượng Hoàng Thánh Bôi, vậy trực tiếp giết chính là. Vậy chấn thủ người mặt lộ vẻ khó xử, nói, nhưng mà, vậy người xâm nhập thân phận, có chút đặc thù, thuộc hạ không dám lộn xộn sát thủ. Trưởng lão kia nói, có cái gì đặc thù, Phượng Hoàng Thánh Bôi là tộc ta thánh khí, ai dám lấy trộm, bỏ mặc thân phận gì, đó chính là tự tìm cái chết. Vậy chấn thủ người nói, có thể người nọ kêu Kỳ Tư Thanh, nghe nói là luân hồi trận doanh nữ võ thần, cũng là hôm nay mệnh vận chi chủ. Lời nói này rơi xuống, toàn trường tân khách đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Kỳ Tư Thanh lại có thể xông vào Phượng Hoàng Thánh Địa cấm địa, còn muốn lấy trộm Phượng Hoàng Thánh Bôi. Vậy Phượng Hoàng Thánh Bôi, là Phượng Hoàng nhất mạch cao nhất thánh khí, bên trong hội tụ Phượng gia và Hoàng nhà, vạn cổ tới nay tín ngưỡng lực. Diệp Thần nghe được Kỳ Tư Thanh trộm đồ bị bắt, nhất thời sắc mặt cuồng biến. Tử Hoàng Tiên Tử cũng là ai yêu một tiếng thét kinh hãi, muốn nói gì, bị Diệp Thần cô vào trong ngực, bụng miệng nàng lại. Trưởng lão kia thần sắc đại biến, nói, lại là cái đó Kỳ Tư Thanh sao? Cái gì mệnh vận chi chủ, nàng còn chưa xứng. Nàng chẳng qua là vận mạng tiếm quyền người, cầm nàng giết đi. Vậy chấn thủ người trần chờ, nói, nàng là luân hồi chi chủ người phụ nữ, nếu là giết nàng. Luân hồi chi chủ trách tội xuống, chỉ sợ tội họa không nhỏ. Trưởng lão kia nghe lời nói này, vậy cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa, một cái không xử lý tốt, liền có thể là Phượng Hoàng Thánh Địa, cho đòi tới tai họa ngập đầu, lập tức liền nói. Đem người Kỳ Tư Thanh tội kia người. Trước đặt lên tới, ta đi bẩm báo thánh chủ, mời hắn xuất quan xử lý. Vậy chấn thủ người nói, liền xoay người lui ra. Trưởng lão kia vậy cháy phù chiếu, mời thánh chủ xuất quan. Chỉ chốc lát sau, chấn thủ người áp giải một người cô gái, đi tới tiệc cưới trên quảng trường. Phụ nữ kia tướng mạo tuyệt đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng mà không khuất, quanh thân phun trào ra vận mạng lực lượng. Chính là Kỳ Tư Thanh. Chỉ gặp Kỳ Tư Thanh trên khuôn mặt, có một đạo nghiêm trọng đả thương dấu vết, vết thương kia, nhìn như giống như là một đạo Phượng Hoàng đồ đằng, lượn lờ xích diễm lửa mang, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần thấy Kỳ Tư Thanh bị đặt lên tới, hơn nữa bị thương, nội tâm đại chấn. Kỳ Tư Thanh hôm nay đối vận mệnh đại đạo hiểu, càng ngày càng lợi hại, ban đầu thậm chí có thể đánh chết Lá Lâm Uyên, dõi mắt toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Địa, có thể làm bị thương nàng người, không hề nhiều. Diệp Thần dòm ngó thiên cơ, cũng biết Kỳ Tư Thanh là bị Phượng Hoàng Thánh Bôi gây thương tích. Vậy Phượng Hoàng Thánh Bôi, là Phượng Hoàng Thánh Địa truyền thừa vạn cổ thánh khí, tích lũy vạn cổ tín ngưỡng, Kỳ Tư Thanh muốn trộm đi Thánh Bôi, vốn là thần không biết, quỷ không hay, nhưng không ngờ kích động Thánh Bôi cấm chế, gặp phải Phượng Hoàng thần lực phản tổn thương, cuối cùng thua chuyện bị bắt. Nếu như không phải là bị Phượng Hoàng Thánh Bôi cắn trả, nàng cũng sẽ không như vậy chật vật bị bắt. Trần Dạ. Mau cứu người. Diệp Thần lúc này đang che Tử Hoàng Tiên Tử miệng, Tử Hoàng Tiên Tử liền hung hăng cắn một tí hắn lòng bàn tay, thấp giọng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy nóng nảy vẻ khẩn cấp, chỉ muốn lập tức giải cứu Kỳ Tư Thanh. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn tuyệt không thể nhìn Kỳ Tư Thanh xảy ra chuyện, hôm nay Kỳ Tư Thanh gặp nạn, hắn khẳng định sẽ cứu. Chỉ là, nơi này là Phượng Hoàng Thánh Địa, là Phượng Hoàng nhất mạch địa bàn, Phượng Hoàng nhất mạch tông ra hai vị thiên kiêu. Đều ngồi chấn ở chỗ này, còn có Thiên Nữ và Lý Tuyệt Vân, cũng ở đây hiện trường. Nếu như Diệp Thần tùy tiện bại lộ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, rất có thể cứu không ra Kỳ Tư Thanh, ngược lại phải đem mình nhập vào. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, tự định giá cứu người người. Lúc này, chợt nghe trên trời tiếng sấm nổ tung, như chư thần đồng tình, vô số ánh sáng lung linh tuyệt đẹp lan tràn, một cái ông già, đạp một đầu hoàng chim, từ trên trời hạ xuống. Cung nghênh thánh chủ. Rất nhiều Phượng Hoàng Thánh Địa các đệ tử, rối rít khom người hướng vậy ông già thi lễ.
Vậy ông già chính là Phượng Hoàng Thánh Địa nắm giữ, Hoàng Thiên Thanh. Hôm nay chàng này Phượng cầu hoàng tiệc, chính là Hoàng Thiên Thanh gả con gái. Hắn vốn là bế quan, hiểu cao nhất đại lộ, cho dù là gả con gái trọng yếu như vậy ngày, đều không từng xuất quan. Nhưng hôm nay, Kỳ Tư Thanh bị bắt, hắn nhưng tự mình xuất quan xử lý. Đây đều là bởi vì, Kỳ Tư Thanh thân phận quá đặc thù, là luân hồi trận doanh người, nếu như không xử lý tốt mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoàng Thiên Thanh mặt đầy che lấp, hiển nhiên bế quan bị quấy rầy, để cho hắn đặc biệt không vui mau. Diệp Thần, chú ý cái này Hoàng Thiên Thanh. Bỗng nhiên, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra Xích Hoàng Thiên Tử thanh âm. Xích Hoàng Thiên Tử thấy Hoàng Thiên Thanh xuất hiện, trong mắt lướt qua một chút hàn mang cùng hận ý, năm đó chính là hắn giết chết ta, cũng là hắn dẫn người đuổi theo giết tiểu tử muội muội. Diệp Thần nghe Xích Hoàng Thiên Tử vậy tràn đầy hận ý tiếng nói, nội tâm rét một cái, nhìn về Hoàng Thiên Thanh, trong đầu nghĩ, nguyên lai là cái lão gia hỏa này. Hoàng Thiên Thanh tu vi, sâu không lường được, hẳn là cao cấp tiên đế, đối mặt này nhóm cường giả, cho dù là Diệp Thần, cũng phải nghiêm túc đối phó. Hắn đã dòm ngó hôm nay cơ hội, mơ hồ tới giữa, cũng nhìn thấy năm đó Hoàng Thiên Thanh, chém chết Xích Hoàng Thiên Tử thời điểm hình ảnh. Đang giết chết Xích Hoàng Thiên Tử sau đó, Hoàng Thiên Thanh tiếp tục dẫn người đuổi giết Hải Đường Tử Hoàng, cuối cùng Hải Đường Tử Hoàng trọng thương, đánh mất thiên ngoại thiên. Nhưng Hoàng Thiên Thanh các người, bởi vì không gian bể tan tành, tự thân vậy bị thương, đi theo Hải Đường Tử Hoàng cùng đánh mất. Ban đầu Hoàng Thiên Thanh bên người, có mười mấy người, đều là Phượng Hoàng nhất mạch cường giả, bọn họ ở thiên ngoại thiên sinh sôi nảy nở, sáng lập bây giờ Thiên Phượng Hoàng Thánh Địa Huy Hoàng. Không nghi ngờ chút nào, Hoàng Thiên Thanh liền là tuyệt đối nắm giữ. Vậy hai vị đến từ Tông Gia Thiên Kiêu, Phượng Thái Hư và Hoàng Thiến Hy, khi nhìn đến Hoàng Thiên Thanh hạ xuống hạ, trong mắt cũng là lướt qua vẻ kiêng kỵ ý. Hiển nhiên, cho dù là bọn họ, cũng không dám khinh thị Hoàng Thiên Thanh, dù sao đối phương huyết mạch cũng là vô cùng thuần chánh tồn tại, năm đó một loại là Tông Gia Cường Giả. Này, Trần Dạ, chú ý cái lão gia hỏa này. Tử Hoàng Thiên Tử tiến tới Diệp Thần bên tai, thấp giọng nói, năm đó chính là hắn giết chết Xích Hoàng tỷ tỷ, cũng là hắn dẫn người đuổi giết ta. Lão này bản lãnh bình thường thôi, nhưng pháp bảo quả thực lợi hại, hắn Phượng Hoàng Thánh Bôi, chính là Thiên Khải Chí Tôn tự tay chế tạo thần khí, ngươi có thể được chú ý. Lúc đầu Phượng Hoàng Thánh Địa Chí Bảo Phượng Hoàng Thánh Bôi, chính là Hoàng Thiên Thanh pháp bảo, là Thiên Khải Chí Tôn tự tay chế tạo thần khí. Thánh chủ đại nhân, Kỳ Tư Thanh cái này tội nữ, mưu toan ăn trộm Phượng Hoàng Thánh Bôi, cô gái này thân phận đặc thù, không biết phải như thế nào xử lý, xin Thánh chủ chỉ thị. Một cái trưởng lão hướng Hoàng Thiên Thanh hỏi nói. Hoàng Thiên Thanh trong mắt mang lạnh lùng ý, trên dưới quan sát Kỳ Tư Thanh, nói Kỳ cô nương, vì sao phải ăn trộm ta Phượng Hoàng nhất mạch thánh khí. Kỳ Tư Thanh lúc này cả người bị xích sắt trói, linh khí toàn bộ bị phong cấm, cũng bị cưỡng bách quỳ xuống đất. Nhưng nàng trong mắt nhưng là bất khuất thần sắc, nghe Hoàng Thiên Thanh chất vấn, nàng nghiêng đầu đi, không hề giải thích rõ. Hoàng Thiên Thanh gặp nàng không nói lời nào, ha ha cười một tiếng, nói, người lấy là không nói lời nào liền có thể. Người khác nói ngươi là mệnh vận chi chủ, nhưng ta Phượng Hoàng nhất mạch, nhưng cũng không như thế cho rằng, người bất quá là một cái tiếm quyền người. Cho một mình ngươi cơ hội, thành thật khai báo, vì sao phải ăn trộm thánh bôi, nếu như ngươi không nói. Vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Kỳ Tư Thanh nghe Hoàng Thiên Thanh vậy tàn bạo lời nói, vẫn là mặt không đổi sắc, không nói một lời. Toàn trường các tân khách, chính là xì xào bàn tán, không biết chuyện này, cuối cùng sẽ như thế nào thu tràng, nếu là thật giết Kỳ Tư Thanh, vậy Phượng Hoàng nhất mạch, và Diệp Thần luân hồi trận doanh, thì phải hoàn toàn xé rách ra mặt. Diệp Thần sắc mặt yên lặng, bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, xúc thế đãi phát. Nếu như Kỳ Tư Thanh thật gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc giá phải trả ra tay. Dĩ nhiên, Diệp Thần còn không muốn lập tức xé rách ra mặt. Hắn hướng Dạ Lan cùng Trang Hải truyền âm nói, các ngươi ra mặt, xem có thể hay không người cứu được. Trang Hải hội ý, lúc này đọc một tiếng A-di-đà Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng Hoàng Thiên Thanh nói, Hoàng Thánh Chủ, vị này Kỳ Cô Nương, là luân hồi trận doanh nữ võ thần, cũng là ta cỏ thần nhất mạch bằng hữu. Hy vọng ngươi có thể xem ở ta cỏ thần nhất mạch mặt mũi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thả qua Kỳ cô nương. Dẫu sao vậy Phượng Hoàng Thánh Bôi, cũng không có chân chính mất trộm,
Như ngươi chịu nương tay cho, ta cỏ thần nhất mạch, nhất định có hậu tạ. Hắn cũng không có nói Thiên Thảo Sơn Trang, mà là nói toàn bộ cỏ thần nhất mạch. Bởi vì hôm nay Thiên Thảo Sơn Trang, đã thất thủ. Nhưng, cỏ thần nhất mạch, như cũ có không kém thế lực cùng nội tình. Ở Thái Thượng Thế Giới và Thiên Ngoại Thiên, cũng có rất nhiều thảo thần thiên tôn tín đồ. Hoàng Thiên Thanh nghe được Trang Hải ra mặt người bảo lãnh, ha ha cười một tiếng, nói, đại sư lời ấy sai rồi, tộc ta Phượng Hoàng Thánh Bôi, tuy không chân chính mất trộm, nhưng cái này cái tội nữ, có ăn trộm chi tâm, xúc phạm ý, ta Phượng Hoàng nhất mạch há có thể thả qua nàng. Chính nàng không chịu giải thích rõ, vì sao phải ăn trộm thánh bôi, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Trang Hải gặp Hoàng Thiên Thanh cố ý không chịu thả người, trong chốc lát vậy vô kế khả thi, liếc mắt nhìn Diệp Thần một mắt, không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã có cưỡng ép xuất thủ ý tưởng. Hoàng Thánh Chủ, vị này Trang Hải Đại Sư nói không sai, nếu không vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không liền chứ. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, lại là thiên nữ lên tiếng. Thiên nữ mở miệng. Lại là Kỷ Tư Thanh cầu tha thứ. Hôm nay là các người Phượng Hoàng nhất mạch, Phượng cầu Hoàng tiệc cưới ngày vui, cần gì phải đại động can qua. Thiên nữ cười nói. Hoàng Thiên Thanh nghe được thiên nữ mở miệng cầu tha thứ, nhất thời bất ngờ. Toàn trường các tân khách, cũng là 10 phần bất ngờ, không nghĩ tới thiên nữ sẽ mở miệng. Người người đều biết, thiên nữ cùng Diệp Thần, quyết chiến sắp tới, hai bên thế thành nước lửa. Ở nơi này giờ phút quan trọng. Thiên nữ lại còn muốn là Kỷ Tư Thanh cầu tha thứ. Hoàng Thiên Thanh trầm giọng nói, thiên nữ tiên đế, nghe nói người cùng luân hồi trận doanh, không chết không thôi, sao thay luân hồi trận doanh người xin tha. Thiên nữ cười nói, nếu là vị này kỷ cô nương chết, vậy Diệp Thần khẳng định sẽ rất thương tâm. Ta không muốn nhìn thấy hắn thương tâm, mong rằng Hoàng Thánh Chủ thông cảm. Thiên nữ lời nói này, gió nhẹ mây đạm bên trong, lại mang lưu luyến tình ý. Trong tròng mắt tràn đầy tình nhân vậy ôn nhu, để cho thiên địa tập tục cũng đổi được nhu hòa xuống. Toàn trường các tân khách, nghe được thiên nữ lời này, nội tâm đều là vô cùng chấn động. Người người cũng có thể nghe được, thiên nữ đối Diệp Thần trung tình tới sâu, nhưng muốn hết lần này tới lần khác muốn cùng Diệp Thần là địch. Sư muội, Lý Tuyệt Vân thấy thiên nữ bộ dáng này, nội tâm rất không phải mùi vị, đối Diệp Thần lại tràn đầy ghen tị căm hận. Hoàng Thiên Thanh nói, thiên nữ tiên đế, người muốn giết luân hồi chi chủ, nhưng lại sợ hắn thương tâm, điều này thật sự là. Thiên nữ lắc lắc đầu nói, Hoàng Thánh Chủ, người không cần phải để ý đến như thế nhiều, tóm lại, vị này kỳ cô nương, người không thể giết. Nàng giọng 10 phần bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, nếu là Hoàng Thiên Thanh dám giết Kỷ Tư Thanh, nàng khẳng định sẽ rơi xuống kinh thiên lửa giận. Diệp Thần nghe được thiên nữ là Kỷ Tư Thanh cầu tha thứ. Là bởi vì là sợ nàng chết, mình sẽ thương tâm, trong lòng lập tức liền bị kích động, dùng mọi cách mùi vị tạp trần. Cái này, Hoàng Thiên Thanh nhất thời do dự, 10 phần làm khó. Hắn không muốn đắc tội thiên nữ, nhưng càng không thể nào tùy tiện thả Kỷ Tư Thanh. Hoàng Thiên Thanh, ta xem cái này Kỷ Tư Thanh, tuy tiếm quyền vận mệnh, nhưng dẫu sao cùng vận mệnh đại lộ, quan hệ mật thiết. Nếu là cứ như vậy giết nàng, không khỏi đáng tiếc. Không bằng. Liền do bổn thiếu gia mang nàng hồi không không lúc nào không, để cho nàng làm ta nô tỳ thôi. Vừa lúc đó, cái đó gọi Phượng Thái Hư Tông ra thiên kiêu, đứng lên, cười lạnh một tiếng, hướng Hoàng Thiên Thanh nói. Hắn lại là muốn nhận Kỷ Tư Thanh làm nô, mang về không không lúc nào không. Lời nói này nói ra, toàn trường người đều là chấn động. Chỉ có ngồi ở Phượng Thái Hư bên người Hoàng Thiên Hy, là một bộ đạm như vậy hình dáng, thật giống như đã thấy có lạ hay không. Phượng Thái Hư, người muốn nhận cái này tội nữ làm nô. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Hoàng Thiên Thanh nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Hắn đang giàu không biết như thế nào xử lý, nếu Phượng Thái Hư chịu nhận tay, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Kỷ Tư Thanh, như thế nào? Ngươi sau này thì đi theo bổn thiếu gia, ta sẽ ban cho ngươi vô thượng sung sướng, có thể làm bổn thiếu gia nô tỳ, cũng là phúc khí của ngươi. Phượng Thái Hư cười nói. Hắn là Phượng Hoàng nhất mạch tông gia thiên kiêu, thiên phú lớn lao, tu vi mạnh mẽ, ở không không lúc nào không bên trong, không biết có nhiều ít cô gái kính mến tại hắn. Hắn hôm nay nói muốn thu Kỷ Tư Thanh làm nô, ở hắn trong mắt, cũng không phải là cái gì trừng phạt,
mà là thiên đại ban cho. Hừ, Kỷ Tư Thanh nhìn Phượng Thái Hư bộ dáng này, không nói gì, chỉ là cực kỳ chán ghét hừ liền một tiếng. Thấy Kỷ Tư Thanh cự tuyệt, Phượng Thái Hư nhất thời chân mày cau lại, giọng nói mang lạnh lùng ý, nói, ngươi muốn cự tuyệt bổn thiếu gia. Kỷ Tư Thanh nghiêng đầu đi, không nói gì. Thiên nữ Liễu nhíu mày một cái, nói, ngươi là người nào, luân hồi chi chủ người phụ nữ, đến phiên ngươi tới chấm mút. Phượng Thái Hư nói, được rồi, bổn thiếu gia chính là Phượng Hoàng nhất mạch tông gia chân truyền, đảm nhiệm thiên nữ, ngươi ở thế giới hiện thật tuy lợi hại, nhưng ở bổn thiếu gia trong mắt, ngươi tối đa vậy chẳng qua là tiên đế, bổn thiếu gia muốn làm chuyện gì, ngươi còn không tư cách ngăn trở. Lý Tuyệt Vân giận dữ lên, quát lên, to gan, dám khinh vũ sư muội ta, ngươi tự tìm cái chết. Hắn cả người thời gian pháp tắc năng lượng nổ, liền muốn ra tay, lại bị thiên nữ nhấn xuống tới. Đừng xung động. Thiên nữ trong mắt mang lạnh lùng ý, nhìn chằm chằm Phượng Thái Hư, nói. Nơi này không phải không không lúc nào không, ngươi còn không tư cách ở ta trước mặt ngang ngược. Ngươi nếu là dám động vị này Kỷ cô nương một cái chút nào mau, ta lập tức liền đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Những lời này cuồng ngạo mà thô bạo, cho dù đối mặt không không thời không cường giả, thiên nữ cũng không từng chút nào yếu thế. Phượng Thái Hư vui vẻ cười to, nói cái này Kỷ Tư Thanh, ta chính là muốn mang nàng hồi không không lúc nào không, muốn nàng làm ta nô tỳ, mỗi ngày cho ta thiếp thân noãn giường, ngươi có thể làm ta thế nào? Dứt lời, Phượng Thái Hư lắc người một cái, liền vọt tới Kỷ Tư Thanh trước mặt, bàn tay chụp vào đầu vai của nàng. Hắn hoàn toàn bỏ mặc thiên nữ cảnh cáo, chính là muốn mang đi Kỷ Tư Thanh. Thiên nữ tức giận, liền muốn ra tay. Không cho phép Tư Thanh tỉ tỉ. Nhưng vừa lúc đó, một cái tướng mạo vô cùng xinh đẹp, thanh âm nhưng lại vô cùng thanh thông cô gái vọt ra, một chưởng hướng Phượng Thái Hư vỗ tới. Cái này xuất thủ cô gái, chính là Tử Hoàng Tiên Tử. Nàng thấy Phượng Thái Hư muốn bắt Kỷ Tư Thanh, tâm tình so thiên nữ còn kích động, không cách nào nhẫn nại mình, lập tức liền ra tay. Nàng ra tay một cái, hơi thở hoàn toàn bại lộ, màu tím thần mang tách thả ra, sáng chói mây tía như sao sông vậy từ chân trời lững lờ, cuộn sạch xuống, huyễn hóa ra các loại màu tím phượng hoàng khí tượng, còn có một đóa đóa hoa hải đường, ở trong sân bay lượn lên. Hải đường Tử Hoàng, là người cái này nghiệt xúc. Phượng Thái Hư thấy Tử Hoàng Tiên Tử ra tay, nhất thời chấn động, lập tức liền nhận ra. Năm đó bọn họ Phượng Hoàng nhất mạch, và Hải Đường Tử Hoàng, cũng chung nhau cuộc sống ở Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt, bọn họ còn muốn thu phục Hải Đường Tử Hoàng làm thú cưng, nhưng không thể như nguyện thôi. À, lại là tím hoàng thần thú. Toàn trường các tân khách, nhìn quanh mình nổ lên tử mang khí tượng, cũng là vô cùng chấn động. Hải Đường Tử Hoàng đầu này thần thú. Ở thiên ngoại thiên danh tiếng lớn vô cùng, không biết đưa tới quá nhiều thiếu gió tanh mưa máu. Kỷ Tư Thanh thấy Tử Hoàng Tiên Tử ra tay, sửng sốt một tí. Bởi vì, nàng cũng không nhận ra Tử Hoàng Tiên Tử, đối phương lại gọi nàng làm tỷ tỷ. Mơ hồ tới giữa, nàng cũng là dòm ngó thấy thiên cơ, bắt được một chút nhân quả. Cái này Tử Hoàng Tiên Tử, rất có thể là mình tín đồ. Phượng Thái Hư mắt gặp Tử Hoàng Tiên Tử một trường quay chụp. Linh khí hung mãnh, vội vàng nghiêng người né tránh. Diệt Hoàng thoi, lên. Ở né tránh Tử Hoàng Tiên Tử một trường sau đó, Phượng Thái Hư nhanh chóng sử dụng pháp bảo, bắn ra bốn đạo hắc lựu lựu đĩa bay, phù văn tách thả ra, hắc ám khí tức ngất trời, bắn chết hướng Tử Hoàng Tiên Tử trán, tim, ngực, bụng vân. Vân chỗ hiểm. Ai yêu? Tử Hoàng Tiên Tử thấy vậy bốn đạo đĩa bay bắn tới, khó hiểu cảm thấy huyết mạch một hồi đau đớn. Tựa như bị khắc chế, cả người khí lực không sử ra được. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền nhìn ra đầu mối, là Thiên Khải Chí Tôn chế tạo pháp bảo, đặc biệt khắc chế Hải Đường Tử Hoàng huyết mạch. Phượng Thái Hư sử dụng Diệt Hoàng Thoi, xem phía trên chế tạo công nghệ dấu vết, chính là xuất từ Thiên Khải Chí Tôn. Diệp Thần thậm chí có thể thấy được, Thiên Khải Chí Tôn ở nơi này mấy đạo Diệt Hoàng Thoi bên trong, trộn một ít chân quý đen ngục tinh, thật to tăng lên Diệt Hoàng Thoi lực sát thương. Cái này Diệt Hoàng Thoi, chính là chuyên môn dùng để khắc chế Hải Đường Tử Hoàng huyết mạch. Diệt Hoàng Thoi vừa ra, Tử Hoàng Tiên Tử cả người huyết mạch bị áp chế, lập tức rơi vào mềm nhũn, mắt xem sẽ bị bắn chết. Thật may, Diệp Thần vẫn luôn ở lưu ý, mắt xem Tử Hoàng Tiên Tử gặp nạn, hắn lập tức sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia. Vù vù, Thiên Quân Phong Thần Bia thả ra, rơi vào Tử Hoàng Tiên Tử trước mặt,
đinh 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 một hồi vang, đem bắn tới Diệt Hoàng Thoi, toàn bộ cản lại. Hạ một sát, Diệp Thần bước chân bay vút ra, giết tới Phượng Thái Hư trước mặt, một quyền bạo giết ra. Thốn kình, khai thiên. Cuồng bạo vô cùng, dã man hung mãnh kình lực, từ Diệp Thần trên nắm tay bộc phát ra, không có chút nào lòe loẹt, một quyền tuôn ra, chính là trời long đất lở, đại lộ chấn động, phải đem Phượng Thái Hư đánh bể. Phượng Thái Hư kinh hãi, vội vàng huy trưởng ngăn cản. Nhưng Diệp Thần quyền kính, chân thực quá mãnh mãnh liệt, hắn lại là có chút không đỡ được, bàn tay bị đánh được dán chặt đến trên ngực, thẻ xem kỹ một tiếng, xương sườn nổ tung, lại phốc xích một tiếng, máu tươi ói như điên, thân hình hoảng hốt lui về phía sau, thiếu chút nữa muốn rơi xuống, bị Hoàng Thiến Hy đỡ. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Phượng Thái Hư trong mắt lộ ra to lớn rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, mặt đầy kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc đầu Diệp Thần ở nơi này, hơn nữa thực lực như vậy khủng bố, ra tay một cái liền đem hắn đả thương. Tuy nói hắn chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa mới vừa lại không có phòng bị, nhưng thân là không không thời không cường giả, vừa đối mặt liền bị thương nặng, không khỏi quá mức chật vật. Diệp Thần thực lực, cũng quá mức khủng bố. Diệp Thần lần này ra tay, luân hồi hơi thở vậy bại lộ, không cách nào lại che giấu thân phận. Toàn trường tân khách một phiến xôn xao, người người mang to lớn vẻ khiếp sợ. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lúc đầu Diệp Thần lại có thể tới. A-di-đà Phật. Trang Hải thở dài một cái, biết Diệp Thần lần này bại lộ, sự việc liền khó mà thu thập. Diệp Thần rút kiếm, chặt đứt Kỷ Thư Thanh cấm chế trên người xích sắt, cùng Tử Hoàng Tiên Tử cùng nhau, trở lại chỗ ngồi. Tư Thanh tỷ tỷ, không sao. Tử Hoàng Tiên Tử mặt đầy mừng rỡ, kéo Kỷ Tư Thanh tay, trong mắt như có tinh thần lóe lên vậy, trong nháy mắt, cười hì hì nói, người có thể còn không biết ta là ai, ta kêu Tử Hoàng Tiên Tử, là thư của ngươi đổ đây. Kỷ Tư Thanh lúc này đã dòm ngó hôm nay cơ hội, biết được hết thảy, sờ một cái Tử Hoàng Tiên Tử đầu, cười nói, tốt lắm, ta biết, đa tạ tín ngưỡng của ngươi. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt mang vẻ ngưng trọng. Nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ xuất hiện ở đây trận Phượng Cầu Hoàng trong yến hội, còn đích thân xuất thủ cứu nàng. Chỉ là, hiện tại Diệp Thần ra tay một cái, liền đả thương Phượng Thái Hư, có thể nói là ngất trời, sự việc khó mà thu thập. Thiên nữ thấy Diệp Thần hiện thân đi ra, sửng sốt một tí, trong mắt mang một ít mê ly, trong lòng thầm nghĩ, hắn thật là càng ngày càng lợi hại, ra tay một cái lại đả thương cái này Phượng Thái Hư. Nàng biết Diệp Thần càng lợi hại, mình liền càng nguy hiểm, quyết chiến có bầu chết vẫn diệt có thể, nhưng thấy Diệp Thần mạnh mẽ, nàng nội tâm vẫn là không che giấu được vui sướng. Lý Tuyệt Vân thấy thiên nữ bộ dáng như vậy, nội tâm căm hận đố kỵ ý, như lửa cháy bừng bừng vậy cháy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, bàn tay cầm được thẻ xem kỹ vang dội, hận không được lập tức tới ngay đem Diệp Thần giết. Chỉ bất quá, thiên nữ không ra tay, hắn là không dám loạn động, rất sợ chọc thiên nữ tức giận. Phượng Hoàng Thánh Địa bên này, tất cả trưởng lão hộ pháp, trấn thủ các người, người người một mặt đờ đẫn, bọn họ vậy hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể che giấu thân phận tới, đến hiện tại mới bại lộ ra. Hoàng Thiên Thanh thần sắc tràn đầy âm trầm, quát lên, luân hồi chi chủ, ta Phượng Hoàng Thánh Địa, cùng các ngươi luân hồi trận doanh, không thù không oán, ngươi vì sao phải tới quấy rối? Ngươi và cái này Kỷ Tư Thanh, là muốn trộm lấy tộc ta chí bảo Phượng Hoàng Thánh Bôi. Diệp Thần cười nói, không thù không oán, vậy ngược lại chưa chắc, ta và Tử Hoàng Tiên Tử, Xích Hoàng Tiên Tử, còn có Hải Đường Linh Mẫu, cũng là bạn, năm đó các ngươi Phượng Hoàng nhất mạch, muốn giết các nàng, ta cái này làm bạn, tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Hoàng Thiên Thanh mặt liền biến sắc, nhìn xem Tử Hoàng Tiên Tử, lại nhìn xem Hải Đường Linh Mẫu. Lúc này Hải Đường Linh Mẫu hơi thở, vậy hoàn toàn bại lộ ra. Năm đó Hải Đường nhà tiêu diệt, Hoàng Thiên Thanh sau lưng cũng có tham dự, cùng Hải Đường thù nhà oán cực sâu. Hắn thấy Hải Đường Linh Mẫu, vậy đi theo Diệp Thần bên người, trong lòng nhất thời rét một cái, giữ tợn nói. Rất tốt, các ngươi len lén lẻn vào tới, là muốn báo ngày xưa thù, lấy trộm Phượng Hoàng Thánh Bôi, là muốn ngưng ta Phượng Hoàng nhất mạch căn cơ à? Diệp Thần nhẹ giọng hướng Kỷ Tư Thanh hỏi, Tư Thanh, ngươi vì sao phải ăn cắp vậy Phượng Hoàng Thánh Bôi? Kỷ Tư Thanh nói, ta lắng nghe đến vận mạng chỉ dẫn, nếu là có thể cháy Phượng Hoàng Thánh Bôi tích lũy tín ngưỡng lực,
có lẽ có thể được vận mệnh đại đạo ban phúc, có thiên đại cơ duyên. Lúc đầu nàng muốn ăn cắp Phượng Hoàng Thánh Bôi, là bởi vì là bị vận mệnh đại đạo cảm cho đòi. Bây giờ thiên Phượng Hoàng Thánh Địa, chàng này Phượng cầu Hoàng Tiệc, cũng là Phượng gia và Hoàng nhà thông gia, chuẩn bị đốt Phượng Hoàng Thánh Hỏa, khẩn cầu vận mạng ban phúc. Nhưng, Phượng Hoàng Thánh Bôi, là Phượng Hoàng nhất mạch thánh khí, tuyệt đối không thể nào chắp tay nhường cho nàng. Hôm nay, Diệp Thần bên này, cùng Phượng Hoàng Thánh Địa, coi như là hoàn toàn xé rách ra mặt. Phượng Hoàng Thánh Địa bốn phương tám hướng, rất nhiều cường giả cảm nhận được thay đổi, rối rít phóng tới, còn có chút lánh đời trưởng lão, đều là rối rít xuất quan. Ngay chớp mắt, vô số cường giả, ùn ùn kéo đến, chi chít, đem toàn bộ tiệc quảng trường, cũng vây lại. Vốn là hôn lễ vui mừng sân, giờ phút này nhưng là đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, chú rể tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Phượng Thái Hư cắn răng nghiến lợi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật là to gan, bổn thiếu gia nhất thời khinh thường, bị ngươi đả thương, nhưng ngươi ngày hôm nay, cũng đừng hòng sống trước rời đi nơi này. Nơi này là Phượng Hoàng nhất mạch địa bàn, Phượng gia hoàng nhà chiếm hết ưu thế, muốn là thật quyết chiến, bọn họ phần thắng lớn vô cùng. Sư muội, luân hồi chi chủ đi tìm cái chết, chúng ta vậy ra tay đưa hắn một đoạn đường. Lý Tuyệt Vân gặp Diệp Thần bị vây khốn, trong lòng tất nhiên mừng như điên, rượt dây thiên nữ ra tay, tốt nhất có thể cùng Phượng Hoàng Thánh Địa cùng nhau, mai táng luân hồi. Ta cùng luân hồi chi chủ quyết chiến, không cần và người bất kỳ liên thủ. Thiên nữ đứng dậy, bước ra một bước, khí chất lãnh ngạo vô cùng, sau lưng băng hoàng khí tượng lững lờ, hướng Hoàng Thiên Thanh nói. Hoàng Thiên Thanh, luân hồi chi chủ mệnh, là ta, ngươi nếu là dám động hắn, ta liền ra tay phá hủy các ngươi Phượng Hoàng Thánh Địa. Lần này cuồng ngạo dứt lời hạ, Lý Tuyệt Vân sửng sốt một tí, kêu lên, sư muội. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đến lúc này, thiên nữ còn ở bảo vệ Diệp Thần. Hoàng Thiên Thanh nghe thiên nữ cuồng ngạo tiếng nói, nội tâm vậy hoàn toàn bị chọc giận, vui vẻ cười to, nói. Đảm nhiệm thiên nữ. Ngươi thật làm ta Phượng Hoàng nhất mạch không người. Ngày hôm nay ngươi nếu là dám phách lối, ta liền ngươi vậy cùng nhau giết. Ngươi và luân hồi chi chủ tánh mạng, chính là ta Hoàng Thiên Thanh ngày hôm nay gả con gái đổ cưới. Diệp Thần mạnh mẽ, thiên nữ vậy vô cùng cường đại, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Hoàng Thiên Thanh không hề muốn xé rách ra mặt. Nhưng đương thời giây phút, hắn cũng là không thể nhịn được nữa, không chỉ là muốn giết Diệp Thần. Thậm chí cả ngày nữ cũng muốn cùng nhau giết. Cái ý niệm này, mặc dù điên cuồng điểm, nhưng dẫu sao nơi này là Phượng Hoàng Thánh Địa, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, có lẽ thật có thể làm được. Phượng Thái Hư, Hoàng Thiến Hy, các ngươi giúp ta giúp một tay. Hoàng Thiên Thanh nhìn về Phượng Thái Hư cùng Hoàng Thiến Hy, nói. Phượng Thái Hư cùng Hoàng Thiến Hy, đều là gật đầu. Hôm nay đại địch trước mặt, bọn họ tông gia và chi nhánh mâu thuẫn. Tự nhiên muốn tạm thời để qua một bên. Mới vừa Phượng Thái Hư bị Diệp Thần đả thương, nhưng hắn dẫu sao là không không thời không cường giả, đã sớm dùng thủ đoạn đặc biệt, đem thương thế áp chế xuống, cũng không đáng ngại. Phượng Hoàng Thánh Bôi, hạ xuống đi. Hoàng Thiên Thanh ngửa mặt lên trời bảo hiếu, tiên đế linh khí tách thả ra, câu thông Phượng Hoàng Thánh Địa thiên địa đại thế. Toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Địa, nhất thời kịch liệt đong đưa động lực. Một tôn núi cao vậy to lớn pháp bảo, nhô lên thần quang, chư thiên phượng hoàng vần quanh, phượng hót tiếng vang triệt hoàn vũ, chậm rãi từ chân trời hạ xuống. Vậy pháp bảo, là một tôn to lớn màu vàng thánh bôi, phía trên điêu có khắc vô số phượng hoàng đồ đằng, chính là phượng hoàng nhất mạch chí bảo, phượng hoàng thánh bôi. Cái này phượng hoàng thánh bôi bên trong, hội tụ phượng hoàng nhất mạch vạn cổ tới nay, tích lũy tín ngưỡng lực, hơi thở hung mãnh vô cùng, một hạ xuống. Liền mang cho người vô cùng uy áp, trong hư không nổ ra từng cơn tiếng ngâm sướng, giống như chư thần đồng tình. Phượng Thái Hư cùng Hoàng Thiến Hy, cũng thả ra tự thân linh khí, bơm vào đến Hoàng Thiên Thanh trên mình, trợ giúp hắn thúc giục Phượng Hoàng Thánh Bôi. Phượng Hoàng Thánh Hỏa, cháy đi. Vận mệnh, ban cho ta chúc phúc. Hoàng Thiên Thanh ánh mắt sắc bén, cắn chót lưỡi, phun ra ra tiên đế chân huyết, cuồn cuộn linh khí dốc vào đến Phượng Hoàng Thánh Bôi bên trong. Oanh! Một cổ ngút trời lửa cháy bừng bừng, nhất thời từ Phượng Hoàng Thánh Bôi bên trong nổ ra, nghịch thiên vọt lên, như cơn giận đốt trời, đốt đỏ chân trời. Đó là Phượng Hoàng Thánh Hỏa, là Phượng Hoàng nhất mạch vạn cổ tới nay, tích lũy tín ngưỡng lực,
trong nháy mắt cháy, bộc phát ra thánh hỏa lửa cháy mạnh. Phượng hoàng thánh hỏa ngất trời thiêu hủy, các loại ngọn lửa phượng hoàng khí tượng nổi lên, chư thần đồng tình, ngân hà rủ xuống, từng cái vũ trụ đại thế giới mở ra, vô số đại lộ ba hoa chích chòe, quy luật xích thần xen lẫn, phù văn lóng lánh. Diệp thần, Kỷ Tư Thanh, thiên nữ các người, ở phượng hoàng thánh hỏa bốc cháy sau đó, đều là cảm thấy từng cơn to lớn uy áp hạ xuống, cổ uy áp này, thậm chí còn mơ hồ mang theo vận mệnh đại đạo lực lượng. Hoàng Thiên Thanh đốt phượng hoàng thánh hỏa, đem phượng hoàng nhất mạch tích lũy tín ngưỡng lực, toàn bộ cháy, cùng chí cao tới vĩ vận mệnh đại lộ đồng tình, muốn đưa tới vận mạng chúc phúc tạo hóa, chấn áp diệp thần các người. Ung ung, thẻ xem kỹ xem kỹ. Đại lộ nổ ầm, từng cái vận mệnh sông dài, ở chân trời nổi lên, chợt giống như thác nước vậy rủ xuống. Bầu trời chỗ sâu, tựa như lại truyền ra vận mệnh bánh răng xe chuyển động thanh âm. Tất cả người, từ trong đáy lòng cũng toát ra một cổ kinh quý, tựa như tự thân vận mệnh, gặp phải người khác xẻ thịt. Toàn trường tân khách sợ hãi, bọn họ chỉ là tới tham gia tiệc cưới, cũng không muốn cuốn vào diệp thần và phượng hoàng nhất mạch tranh đấu bên trong đi. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Thanh cháy tín ngưỡng, cung phụng vận mệnh đại lộ, muốn có được vận mạng ban phúc. Vận mệnh đại lộ phát ra đáp lại, đầy trời đều là vận mệnh hiển hóa thở mạnh voi. Theo phượng hoàng thánh bôi bên trong thánh hỏa, cháy được càng ngày càng mãnh mãnh liệt, trong thiên địa vận mệnh khí tượng, cũng là càng ngày càng mãnh liệt, khắp nơi đều là vận mệnh sông dài thác nước, khắp nơi đều là số mệnh ánh sáng. Thậm chí, tòa kia không có ngũ quan mệnh vận chi chủ điêu xem, lúc này vậy hiển hóa ra dị tượng, muốn dần dần hiện ra ngũ quan. Rốt cuộc, vận mạng ban phúc hạ xuống. Ung ung, đi đôi với to lớn khí lưu tiếng nổ ầm, một viên u tối tinh thần, ở trên trời nổi lên. Cái ngôi sao kia, bề ngoài không rõ ràng, tử khí trầm trầm, nhưng như cũng tràn ngập một cổ khiếp người thần uy, làm người ta không thể khinh thị. Vô số vận mạng lực lượng, như thác vải vậy dốc vào đến cái ngôi sao kia trên. Chết ám tinh thần, nhanh chóng khôi phục trói lọi, ông ông tác hưởng, khoảnh khắc tới giữa, liền toát ra vạn nặng sáng mờ. Lại lần nữa đổi được huy hoàng. Huy hoàng tinh thần, thất thải phượng hoàng vần quanh, các loại thần thú bôn tẩu, vận mệnh sông dài lưu chuyển, phơi bày ra vô cùng nguy nga khí tượng. À, là phượng hoàng thần tinh. Vận mệnh đại lộ ban thưởng tới tạo hóa cơ duyên, lại là phượng hoàng thần tinh. Hoàng Thiên Thanh thấy một màn này, nhất thời rất kinh hãi, lại là vui sướng, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn đốt phượng hoàng thánh hỏa, khẩn cầu có thể được vận mạng ban phúc khen thưởng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vận mệnh hạ xuống khen thưởng, lại chính là Phượng Hoàng Thần Tinh. Phượng Hoàng Thần Tinh, là vận mệnh thất tinh một trong, uy năng vô cùng minh mông. Bất kể là Tử Hoàng Tiên Tử, Xích Hoàng Tiên Tử, vẫn là Phượng Hoàng Nhất Mạch, toàn bộ đều là từ Phượng Hoàng Thần Tinh thượng sản sinh ra sinh linh. Sớm ở mấy chục ngàn năm trước, Phượng Hoàng Thần Tinh cũng đã ở tai biến trong đại chiến chết, không biết đánh mất đi nơi nào. Giờ khắc này, vận mệnh để cho Phượng Hoàng Thần Tinh tái hiện, hơn nữa để cho hắn lần nữa khôi phục huy hoàng. Vận mệnh ban cho khen thưởng, lại là Phượng Hoàng Thần Tinh sao? Nếu có thể đạt được Phượng Hoàng Thần Tinh, chúng ta Phượng Hoàng Nhất Mạch, có thể tái hiện ngày xưa quang vinh. Phượng Thái Hư thấy Phượng Hoàng Thần Tinh xuất hiện, cũng là mừng rỡ không thôi. Một bên Hoàng Thiến Hy, cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng ngày hôm nay và Phượng Thái Hư cùng nhau hạ xuống. Là muốn làm chứng phượng cầu hoàng hôn lễ, xem phượng hoàng thánh đốt lửa sau đó, vận mệnh đại lộ sẽ ban thưởng như thế nào cơ duyên. Nhưng hai người cũng không nghĩ tới, vận mệnh ban thưởng khen thưởng, lại chính là đã sớm rơi xuống phượng hoàng thần tinh. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian, chúng ta tông gia vẫn luôn tìm phượng hoàng thần tinh, không nghĩ tới nhưng sẽ ở chỗ này đụng phải. Hoàng Thiến Hy mắt đẹp ngắm nhìn vậy phượng hoàng thần tinh. Tràn đầy vui sướng khát vọng. Hoàng Thiên Thanh sắc mặt nhưng là biến đổi, nói các ngươi muốn làm gì, viên này Phượng Hoàng Thần Tinh, nhưng mà vận mệnh đại lộ ban thưởng tới, cho chúng ta thánh địa khen thưởng, còn chưa tới phiên các ngươi tông ra người tới chấm mút. Phượng Thái Hư ha ha cười một tiếng, nói các ngươi điều này chi nhánh, chẳng lẽ còn muốn thí chủ không được. Phượng Hoàng Thần Tinh là chúng ta tông ra, các ngươi dám cướp, đó chính là tự tìm cái chết. Hoàng Thiến Hy nói, đúng là như vậy, Hoàng Thiên Thanh, hy vọng ngươi có thể nhận rõ mình thân phận. Mới vừa hai bọn họ người, còn muốn cùng Hoàng Thiên Thanh liên thủ, đối phó Diệp Thần và Thiên Nữ,
nhưng hôm nay, thấy Phượng Hoàng thần tinh hiện lên, bọn họ lập tức trở mặt. Diệp thần và thiên nữ các người, còn có toàn trường các tân khách, thấy Phượng Hoàng nhất mạch lục đục, đều cảm thấy 10 phần bất ngờ. Tất cả người trong lòng cũng muốn, viên kia Phượng Hoàng thần tinh, nhất định là đặc biệt chân quý, nếu không, Phượng Hoàng nhất mạch cũng sẽ không ở lớn địch trước mặt giây phút, lại còn lục đục. Vậy thua thiệt được Diệp thần và thiên nữ, quan hệ không giống như trước như vậy mật thiết, hai bên có rất nhiều ngăn cách, nếu không, bọn họ hai cái đã sớm liên thủ, thừa dịp Phượng Hoàng nhất mạch lục đục, tắm máu cái này phiến địa giới. Diệp thần, ta muốn viên này Phượng Hoàng thần tinh, đây là vận mệnh thất tinh một trong, nếu chúng ta có thể được vận mệnh thất tinh, ta liền có thể thành là chân chính vận mệnh nắm giữ. Kỷ Tư Thanh mắt nhìn Phượng Hoàng thần tinh, trong tròng mắt tràn đầy khát vọng ý. Nàng muốn viên kia Phượng Hoàng thần tinh, nàng trong lòng cũng tin chắc, đó nhất định là thuộc về cơ duyên của nàng. Bởi vì, nàng đã sớm lắng nghe đến vận mạng chỉ dẫn, len lén lẻn vào Phượng Hoàng thánh địa, chính là muốn ăn cắp thánh bôi, trước thời hạn đốt thánh hỏa, chỉ bất quá bất hạnh bị phát hiện thôi. Giờ khắc này, Phượng Hoàng thần tinh ông ông tác hưởng, mơ hồ cùng Kỷ Tư Thanh đồng tình. Giữa quảng trường, tòa kia không có ngũ quan mệnh vận chi chủ điêu xem, giờ phút này vậy rốt cuộc hiện ra ngũ quan. Chính là Kỷ Tư Thanh hình dáng. Tư Thanh tỷ tỷ, người xem, người quả nhiên là chân chánh mệnh vận chi chủ. Tử Hoàng tiên tử chỉ vậy điêu xem, mặt đầy mừng rỡ nói. Nàng là Kỷ Tư Thanh tín đồ, thấy Kỷ Tư Thanh đạt được vận mạng đồng ý, nàng dĩ nhiên là vô cùng vui sướng. Tương lai có rất nhiều cái thời gian tuyến, mệnh vận chi chủ có thể là Kỷ Tư Thanh, cũng có thể là người khác, thậm chí có thể là Kỷ Tư Thanh muội muội Kỷ Lâm. Nhưng giờ khắc này, Phượng Hoàng thần tinh hạ xuống, vậy không mặt điêu xem trên, vậy hiển hóa ra Kỷ Tư Thanh vậy tuyệt đẹp lại để cho người hít thở khó khăn tướng mạo, đủ loại dấu hiệu cũng tỏ rõ, Kỷ Tư Thanh mới là có khả năng nhất vận mệnh nắm giữ. Điêu giống dị tượng, còn có Kỷ Tư Thanh cùng Phượng Hoàng thần tinh đồng tình, tất cả mọi người đều thấy được. Phượng Thái Hư giận dữ, nói Kỷ Tư Thanh, người cái này tội nữ, đừng nghĩ chấm mút Phượng Hoàng thần tinh, đó là vận mệnh ban cho ta Phượng Hoàng nhất mạch lễ vật. Dứt lời, Phượng Thái Hư bàn tay cách không một chảo, bàng bạc linh khí thả ra, phải đem vậy sáng chói Phượng Hoàng thần tinh, bắt tới trong tay. Này, Tư Thanh tỷ tỷ đã lấy được vận mệnh đại đạo đồng ý, các người còn không mau ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, còn muốn phản kháng không được. Tử Hoàng tiên tử hư một tiếng. Lập tức hiển hóa ra hải đường tử hoàng chân thân, ngưỡng thiên phượng minh, minh mông thần uy thả ra, ngăn trở Phượng Thái Hư bắt lấy, cũng vỗ cánh bay lên, phải đem viên kia Phượng Hoàng thần tinh, tha xuống đưa cho Kỷ Tư Thanh. Nhiệt xúc, người dám, Phượng Hoàng thánh bôi, lửa trời kiếm lưu, cho ta trấn áp. Hoàng thiên thanh cuồng nộ, Phượng Hoàng thần tinh chân quý như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho rơi vào bên ngoài trong tay người. Xuy xuy xuy. Hoàng thiên thanh cháy tiên đế khí huyết, cuồng như vậy thúc giục Phượng Hoàng thánh bôi, vô số thánh hỏa lửa cháy mạnh, hóa thành phi kiếm, phóng lên cao, chém về phía Tử Hoàng tiên tử. Chú ý! Diệp thần mở ra tự do rực, hướng trời bay lên, vận chuyển thiên quân phong thần bia, đem Hoàng thiên thanh bắn chết tới phi kiếm, toàn bộ ngăn cản tới, rồi sau đó cưỡi ở Tử Hoàng tiên tử trên mình, bay về phía Phượng Hoàng thần tinh, phải đem ngôi sao này tháo xuống, tặng cho Kỷ Tư Thanh. Ngăn lại hắn. Phượng Thái Hư cùng Hoàng Thiến Hy nhìn nhau, hai người thân thể nổ lên, từng cái quỷ bí quy luật, từ bọn họ trên mình nổ ra, đó chính là không không thời không đặc thù quy luật, mang theo nhân quả luật chập chờn. Hai người còn không giết tới, Diệp Thần liền cảm thấy có một cổ lực lượng vô danh, hình như là chặn một cái không khí tường, ngăn ở trước mặt mình, lại để cho hắn không cách nào tiến thêm. Diệp Thần biết, đó là nhân quả luật ngăn trở. Phượng Thái Hư cùng Hoàng Thiến Hy, liên thủ sử dụng nhân quả luật, muốn ngăn trở hắn thu lấy Phượng Hoàng thần tinh. Muốn ngăn ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp thần hư một tiếng, quả đấm cuồng oanh ra, thốn kình khai thiên. Cuồng bạo mà dã man lực lượng, từ Diệp thần trên nắm tay tuôn ra, trong nháy mắt liền đem trước mặt không khí tường đánh bể. Phượng Thái Hư cùng Hoàng Thiến Hy, cuối cùng không phải bản thể hạ xuống, bọn họ chỉ có phân thân nói. Cho dù thi triển nhân quả luật, cũng khó mà ngăn trở Diệp thần. Diệp thần đột phá ngăn trở hạ, bàn tay một chảo, liền muốn bắt Phượng Hoàng thần tinh. Thằng nhóc, cho ta dừng tay. Phượng Thái Hư nổi nóng vạn phần, sử dụng phi kiếm, cách không một kiếm như sao sông cuộn sạch, cuốn thẳng hướng Diệp thần,
thể cũng muốn ngăn cản Diệp Thần cướp lấy Phượng Hoàng Thần Tinh. Diệp Thần huy động Luân Hồi Thiên Kiếm đối kháng, Phượng Thái Hư giết tới trước mặt hắn, hai người ngay tức thì kích chiến. Trên mặt đất, thiên nữ thấy Diệp Thần rơi vào chiến đấu, nhất thời nhướng mày một cái. Sư muội, vậy Phượng Hoàng Thần Tinh nếu là rơi vào Diệp Thần trong tay, ngươi liền nguy hiểm. Luân Hồi Trận Doanh có Phượng Hoàng Thần Tinh chúc phúc, ngươi và Diệp Thần quyết chiến, vậy cần phải rơi vào hạ phong. Lý Tuyệt Vân khẽ cắn răng, nội tâm đặc biệt lo âu. Thiên nữ chăn thủ nhẹ một chút, cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Nàng tuy trung tình Diệp Thần, vậy không muốn nhìn thấy Diệp Thần bị người ngoài tổn thương, nhưng, viên này Phượng Hoàng Thần Tinh, nàng là không thể trắng trắng để cho Diệp Thần lấy được. Lý Tuyệt Vân nói không sai, Phượng Hoàng Thần Tinh cực kỳ chân quý, chính là vận mệnh thất tinh một trong, nếu là Diệp Thần bên này lấy được, khí vận tuyệt đối muốn bạo tăng, tương lai quyết chiến nàng rất có thể phải thua. Chúng ta vậy ra tay, cướp đoạt Phượng Hoàng Thần Tinh. Thiên nữ phi thân lên, vậy hướng Phượng Hoàng Thần Tinh bắt đi. Lý Tuyệt Vân đại hỉ, hoảng vội vàng đi theo lên. Ta thiên nữ sư muội muốn Phượng Hoàng Thần Tinh, các ngươi ai dám cướp, ta liền đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lý Tuyệt Vân giữ tợn bào hiếu đứng lên, huyết mạch hoàn toàn cháy, trụ quang linh khí tách thả ra, từng cái thời gian pháp tắc hiển hóa đi ra. Rồi sau đó, hắn bàn tay lộ ra, chụp vào Phượng Hoàng Thần Tinh. Diệp Thần đang cùng Phượng Thái Hư kịch chiến, Hoàng Thiến Hy mới vừa vậy gia nhập chiến trận bên trong. Diệp Thần là lấy một chọi hai. Nhưng, ba người thấy Lý Tuyệt Vân ra tay, muốn cướp lấy Phượng Hoàng Thần Tinh, liền lập tức dừng lại chiến đấu, xoay đầu lại, công hướng Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân bị ba người công kích, chỉ cảm thấy vô cùng uy áp tập sát tới, hắn hô hấp đều có điểm hít thở không thông, vội vàng lui về phía sau. Thiên nữ thấy vậy, liền tự mình ra tay, đi lấy đi Phượng Hoàng Thần Tinh. Nhưng lúc này, Hoàng Thiên Thanh cũng giết đi lên. Già nua bàn tay như trời ngục bao phủ, ngăn trở ở thiên nữ. Nhất thời lúc đó, tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Toàn trường các tân khách, thấy trên bầu trời đại chiến, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, chàng này Phượng Cầu Hoàng tiệc cưới, cuối cùng lại nổ ra hỗn loạn như vậy chiến đấu. Diệp Thần, Thiên Nữ, Lý Tuyệt Vân, Tử Hoàng Tiên Tử, Hoàng Thiên Thanh, Phượng Thái Hư, Hoàng Thiến Hy các người, hỗn chiến thành một đoàn. Cũng không biết ai mới là ai kẻ địch. Phía dưới hải đường Linh Mẫu và Kỳ Tư Thanh thấy vậy, cũng muốn gia nhập chiến đấu, nhưng tình cảnh hỗn loạn như vậy, các nàng lại thì không cách nào nhúng tay vào. Diệp Thần các người hỗn chiến, toàn là vì cướp đoạt Phượng Hoàng Thần Tinh. Kịch liệt chiến đấu khí tượng, long trời lở đất, cuộn sạch mưa gió, chấn động thương khung, các loại quy luật năng lượng dâng trào bảo hiếu, linh khí uy năng như sao sông rơi xuống. Vậy Phượng Hoàng Thần Tinh, vô số thủy hà khí tượng vần quanh, thải phượng bay lên trời, yên tĩnh trôi lơ lửng ở trên không. Diệp Thần các người cũng muốn đem Phượng Hoàng Thần Tinh tháo xuống, nhưng hỗn chiến bên trong, ai cũng không cách nào thoát thân. Hoặc là, ta có thể thử nghiệm trộm xuống. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức chấn động tự do rực, đi về sau bay ngược liền một lớn đoạn khoảng cách, không biết tránh ra đến từ công kích của người nào. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền động trộm tinh ý niệm. Đại hoang trộm thiên thuật, cho ta ăn cắp. Diệp Thần bàn tay một chảo, quỷ bí thuật pháp thi triển ra, thân thể chung quanh tràn ra từng luồng hoang không hơi thở, mơ hồ cùng Phượng Hoàng Thần Tinh đồng tình. Hắn lại là muốn thi triển đại hoang trộm thiên thuật, ăn cắp tinh thần, đem Phượng Hoàng Thần Tinh trộm xuống. Đại hoang trộm thiên thuật vừa thi triển, thần kỳ một màn liền xuất hiện, trên bầu trời Phượng Hoàng Thần Tinh, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt. Sau đó rớt xuống, nhanh chóng bay rơi xuống đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần đại hoang trộm thiên thuật một sử dụng, quả nhiên liền đưa đến kỳ hiệu, lập tức đem Phượng Hoàng Thần Tinh trộm xuống. Quá tốt, viên này thần vận mệnh tinh, là của ta. Diệp Thần nội tâm đại hỉ, thân thể thoáng một cái, lập tức xông vào Phượng Hoàng Thần Tinh bên trong, hạ xuống đến thần tinh trên vùng đất. Chỉ cần đem máu tươi nhỏ vào mặt đất, cùng địa mạch xung hợp, là có thể nhỏ máu nhận chủ. Thành công bắt sống ngôi sao này. Thiên nữ, Lý Tuyệt Vân, Hoàng Thiên Thanh, Phượng Thái Hư, Hoàng Thiến Hy các người, đang tự hỗn chiến, đột nhiên thấy Diệp Thần ra tay, trộm tinh thành công, thậm chí bước vào Phượng Hoàng Thần Tinh mặt đất, phải chuẩn bị nhỏ máu nhận chủ, đều là kinh hãi. Thằng nhóc này, lúc nào trộm đi Phượng Hoàng Thần Tinh? Hoàng Thiên Thanh kinh hãi không thôi,
vội vàng thúc giục Phượng Hoàng thánh bôi trên lửa cháy mạnh nổ tung, như nham thạch nóng chảy vậy phún ra ngoài, hóa thành nóng rực lửa cháy mạnh kiếm lưu, cuồn cuộn hướng Phượng Hoàng thần tinh thượng Diệp Thần dốc vào đi xuống. Diệp Thần, người thủ đoạn, thật đúng là thần không biết, quỷ không hay, dọa người giật mình. Thiên nữ mắt đẹp động một cái, cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên trộm tinh thành công. Nàng không thể mặc cho Diệp Thần nắm trong tay Phượng Hoàng thần tinh, nếu không nàng liền nguy hiểm. Suy rồi. Thiên nữ băng hoàng kiếm vung chém ra, lau một cái rét lạnh kiếm khí, hỗn hợp đến hoàng thiên thanh lửa cháy mạnh kiếm lưu bên trong, băng lửa hòa hợp, cuồn cuộn giết hướng Diệp Thần. Thằng nhóc, người thật là to gan, ở bổn thiếu gia trước mặt, người cũng muốn trộm tinh. Phượng Thái Hư vành mắt hết sức nứt ra, lập tức tuôn ra không không thời không quy luật chập chờn, quỷ bí quy luật năng lượng, hội tụ thành từng cái bóng tối xích sắt trên điêu có khắc màu đen Phượng Hoàng đóng dấu, đặc biệt quỷ dị, phá không càn quét hướng Diệp Thần. Diệp Thần mới vừa bước lên Phượng Hoàng thần tinh bề mặt trái đất, liền gặp phải như vậy mãnh liệt công kích, nhất thời cảm thấy áp lực to lớn. Diệp Thần ca, chú ý sao? Tử Hoàng tiên tử cả kinh thất sắc, vỗ cánh bay tới, nội tâm tràn đầy lo âu, muốn giúp Diệp Thần. Nàng mới vừa coi như là cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến, dĩ vãng ngăn cách ít đi rất nhiều. Nhân quả luật, vô niệm, vô tưởng, vô ngã, đoạn tuyệt. Diệp Thần mắt hôm nay nữ, Phượng Thái Hư, Hoàng Thiên Thanh đám người khủng bố thế công giết tới, lập tức điều động Phượng Hoàng thần tinh thượng linh khí, quy luật năng lượng dâng trào, thi triển ra nhân quả luật thần thông. Nhân quả luật, là không không thời không đặc thù quy luật, có thể định nghĩa nhân quả, thay đổi thực tế hết thảy kết cục. Nếu như là ở trước kia, Diệp Thần muốn thi triển nhân quả luật thần thông, đặc biệt khó khăn, cơ hồ không thể nào. Bởi vì nhân quả luật quy luật, là không không thời không bí ẩn, thế giới hiện thật thật khó thi triển. Nhưng, hiện tại Diệp Thần ở Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt, liền cảm thấy ngôi sao này, khắp nơi chảy xuôi không không thời không linh khí chập chờn, thậm chí có rất nhiều bí ẩn nhân quả luật diệu pháp. Diệp Thần lợi dụng Phượng Hoàng thần tinh thượng linh khí, thi triển ra nhân quả luật. Hắn định nghĩa nhân quả, chính là đoạn tuyệt hai chữ, đem ngoại giới hết thảy hơi thở chập chờn, toàn bộ ngăn cách. Nhân quả luật vừa ra, một cổ quỷ bí, thần kỳ, giống như thần hành động, không thể đoán quy luật năng lượng, lập tức bao phủ ở nguyên viên Phượng Hoàng thần tinh. Nguyên viên Phượng Hoàng thần tinh, thật giống như bị một mặt không khí tường chặn lại, bất cứ thủ đoạn công kích nào, người bất kỳ khí tức gì, đều không thể xâm nhập Phượng Hoàng thần tinh. Hu hu hu! Thiên nữ, Phượng Thái Hư, Hoàng Thiên Thanh các người, mới vừa thi triển ra kinh thiên thủ đoạn công kích, một chạm được Phượng Hoàng thần tinh, giống như là châu đất xuống biển, không tiếng động tiêu tán đi, cũng không có thể làm bị thương Phượng Hoàng thần tinh chút nào, càng không có thể làm bị thương Diệp Thần. Sư muội, là bởi vì quả luật, thằng nhóc này, lại có thể sử xuất nhân quả luật. Lý Tuyệt Vân thần sắc đại biến, lập tức liền cảm thấy vậy Phượng Hoàng thần tinh, bị không khí tường bao vây, ai cũng không vào được. Vậy trận không khí tường, mắt thường là không thấy được, thậm chí liền lòng cũng không thấy được, nhưng là đích thực tồn tại, là một loại đặc thù nhân quả quy luật, đặc thù quy luật, như trời đại lộ. Thiên nữ gương mặt cũng là biến sắc, thử nghiệm đến gần Phượng Hoàng thần tinh, lại gặp đến một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, chính là không bức tường khí, không thấy được, không sờ được, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào đột phá. Đây chính là không không thời không quy luật sao? Nhân quả luật bí ẩn, quả nhiên thần kỳ. Thiên nữ tiếu mặt trầm xuống, nàng là cao cấp tiên đế, trong giơ tay nhấc chân, tiêu diệt hàng tỷ vũ trụ tinh không, cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào đột phá nho nhỏ này chặn một cái không khí tường. Bởi vì không khí này tường, trên thực tế là nhân quả luật phép tắc hiển hóa, vậy thủ đoạn căn bản không cách nào đột phá. Hoàng Thiên Thanh vậy thử nghiệm đột phá, nhưng căn bản không dùng, ngược lại bị không khí tường đụng được cái mũi mặt xương xanh. Đáng chết! Hoàng Thiên Thanh không khỏi chú mắng lên, hắn từng đến từ không không lúc nào không, tự nhiên biết nhân quả luật thần kỳ. Ở bên trong thế giới hiện thật mặt, nhân quả luật đơn giản là nghịch thiên vậy tồn tại, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể nghịch chuyển. Liên liên Phượng Thái Hư và Hoàng Thiên Hy, bởi vì chỉ là phân thân duyên cớ, lại bị thực tế phép tắc hạn chế, cũng khó mà đột phá cái này nhân quả luật không khí tường. Diệp Thần gặp nhân quả luật có hiệu lực, tất cả mọi người đều bị ngăn cách bên ngoài, nhất thời đại hỉ, lúc này cắn bể đầu ngón tay,
liền muốn đem mình máu tươi, nhỏ vào Phượng Hoàng thần tinh địa mạch, nhỏ máu nhận chủ. Thiến Hy, giúp ta đột phá đi vào. Phượng Thái Hư mắt gặp Diệp Thần thì phải thu phục Phượng Hoàng thần tinh, nội tâm khẩn trương, hướng Hoàng Thiến Hy quát lên. Hoàng Thiến Hy con ngươi ngưng trọng, vậy cảm giác sâu sắc tình thế gay gắt. Nếu là Phượng Hoàng thần tinh, rơi vào Diệp Thần trong tay, vậy bọn họ Phượng Hoàng nhất mạch, liền hoàn toàn mất đi vạn cổ sinh tồn căn cơ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức, Hoàng Thiến Hy đầu ngón tay để ở Phượng Thái Hư sau lưng, linh khí toàn bộ bơm vào đi vào, dùng sức đẩy một cái, đem Phượng Thái Hư đẩy về phía Phượng Hoàng thần tinh. Thằng nhóc, người muốn nhận lấy Phượng Hoàng thần tinh, vậy nằm mộng. Phượng Thái Hư đến khi Hoàng Thiến Hy trợ lực, ngay tức thì linh khí nổ, tóc kích trương, con ngươi như có sấm sét lao nhanh, ngân hà rơi xuống, khí thế đặc biệt cuồng dã. Hắn thân thể đi về trước một tí đụng, lập tức chọc thủng Diệp Thần không khí tường hạn chế, hạ xuống Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt, một kiếm chém chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhân quả luật, có thể chống đỡ Thiên Nữ và Lý Tuyệt Vân các người, nhưng muốn ngăn cản Phượng Thái Hư mà nói, nhưng không dễ dàng. Bởi vì Phượng Thái Hư, bản thân liền là tới từ không không thời không cường giả, hắn đối nhân quả luật có cao vô cùng sâu điều nghiên. Dĩ nhiên, nếu như Thiên Nữ chịu tiêu phí tâm cơ, nàng vậy có thể đột phá cái này nhân quả luật không khí tường, nhưng nàng không thể nào có cái này thời gian. Giờ khắc này, chỉ có Phượng Thái Hư một người, dựa vào Hoàng Thiến Hy trợ lực, đột phá giết đi vào. Suy, Phượng Thái Hư kiếm khí như nước thủy triều, ép được Diệp Thần từng bước lui về phía sau. Ồ, người hơi thở, làm sao đột nhiên cường đại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, liền cảm thấy Phượng Thái Hư hơi thở, so với mới vừa ở bên ngoài, cường đại rất nhiều. Hi hi, không nghĩ tới sao, thằng nhóc, cái này Phượng Hoàng thần tinh, có thể coi như là địa bàn ta. Phượng Thái Hư trong mắt nhìn xung quanh bốn phía sơn sơn thủy thủy, thật giống như đang quan sát gia viên mình, nở nụ cười lạnh. Phượng Hoàng thần tinh địa mạch. Lại là cùng hắn mơ hồ đồng tình, là hắn mang đến thiên thời địa lợi khí vận trợ lực. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, Phượng Hoàng nhất mạch từ Phượng Hoàng thần tinh thượng ra đời, đây là bọn họ lúc ban đầu gia viên. Phượng Thái Hư chính là Phượng Hoàng nhất mạch người, hắn hạ xuống đến Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt, liền giống như là về nhà vậy, trên đất mạch khí vận trợ lực hạ, tự nhiên uy thế bạo tăng. Ngươi chính là một tên cường đạo, muốn chiếm đoạt nhà ta vườn. Phượng Thái Hư trong con ngươi tràn đầy tức giận cừu hận, tay nắm chặt, Phượng Hoàng thần tinh phương xa, một cái thao thao bất tuyệt Phượng Hoàng sông dài, cuốn tới, vô số thiên phượng, vô số kiều hoàng, vô số mênh mông thần bí linh khí, vần quanh Phượng Thái Hư toàn thân. Hắn vung lên kiếm, ở Phượng Hoàng thần tinh địa mạch khí tượng trợ lực hạ, kiếm khí như điên triều vậy cuốn giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng là cảm thấy Phượng Thái Hư uy năng khủng bố. Vội vàng huy động luân hồi thiên kiếm, thiên lôi thần mạch mở, đạo tiếng sấm nổ ra, ngăn cản Phượng Thái Hư kiếm khí đợt sóng. Hai người kiếm khí cuộn sạch va chạm, nổ được Phượng Hoàng thần tinh sơn hà, khắp nơi văng tung tóe, thiên địa thất sắc. Cái gì cường đạo, viên này Phượng Hoàng thần tinh, chính là vận mệnh tinh thần, là mệnh vận chi chủ đồ, các ngươi muốn cãi lại vận mệnh, ắt gặp thiên phạt. Diệp Thần con ngươi ác liệt, cũng không có bị Phượng Thái Hư lời nói sở kích. Bởi vì hắn biết, viên này Phượng Hoàng thần tinh, vốn là thì hẳn là thuộc về Kỳ Tư Thanh. Hôm nay thiên địa đều có vận mệnh đại đạo khí tượng hiển hóa, chí cao tới vĩ vận mệnh đại lộ, cũng công nhận Kỳ Tư Thanh thân phận, nhưng Phượng Thái Hư cũng không muốn cúi đầu. Cái gì mệnh vận chi chủ, các ngươi chẳng qua là một đám tiếm quyền người. Phượng Thái Hư hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy cừu hận ý, nhưng lần nói chuyện này, lại không có nhiều ít sức lực. Mới vừa ngoại giới khí tượng thay đổi, hắn cũng nhìn thấy. Tòa kia không có ngũ quan mệnh vận chi chủ điêu xem, hiện ra Kỳ Tư Thanh hình dáng. Vận mệnh đã phát ra dự kỳ, Kỳ Tư Thanh liền là chân chánh mệnh vận chi chủ. Nhưng, cho dù biết cái này chân tướng, Phượng Thái Hư vậy là không thể tiếp nhận. Một khi đón nhận, vậy thì đồng nghĩa với, Phượng Hoàng nhất mạch muốn phụng người ngoài làm chủ nhân, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Mệnh vận chi chủ nhất định phải từ Phượng Hoàng nhất mạch bên trong ra đời. Chân chính cãi lại vận mạng người, là Phượng Thái Hư, không phải Diệp Thần. Nhưng một điểm này, Phượng Thái Hư là không thể nào thừa nhận, đây là quan hệ đến toàn bộ Phượng Hoàng nhất mạch, tương lai sống chết quyền thế sự việc. Chăm chim hướng Phượng, nhân quả luật giết hại,
phá cho ta. Phượng Thái Hư quát to một tiếng, cả người linh khí sôi trào, sau lưng từng cái kiếm khí phóng lên cao, như trăm chim hướng phượng, vạn kiếm quy tông, biến dạng hư không, tóe ra động trời âm bạo thanh. Cuồn cuộn kiếm khí phi lưu, hướng Diệp Thần bạo rơi đi. Đạo này kiếm lưu, Phượng Thái Hư hội tụ cực hạn nhân quả luật lực lượng, còn có Phượng Hoàng thần tinh địa mạch linh khí, uy thế cực kỳ khủng bố. Không tốt. Diệp Thần cảm thấy động trời áp lực, nếu như chỉ là đơn thuần phi kiếm khí lưu sát phạt, hắn có thể ngăn trở. Nhưng Phượng Thái Hư một chiêu này, hỗn hợp nhân quả luật cùng địa mạch lực lượng, cực kỳ khủng bố, đủ để giết phá hàng tỷ thời không, làm chư thiên tinh thần nghiền, làm run sợ lòng người. Long đằng mệnh tinh, mở. Thiên quân phong thần bia, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mở long đằng mệnh tinh, sử dụng thiên quân phong thần bia. Vù vù. Thiên quân phong thần bia kịch liệt ông minh đứng lên, tách thả ra ngàn vạn thụy khí sáng mờ, phía trên vô số rồng thần vần quanh, long đằng mệnh tinh tinh thần ánh sáng, sáng chói lóng lánh, bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Oanh. Phượng Thái Hư động trời phi kiếm khí lưu, mang nhân quả luật cùng địa mạch uy thế, hung hăng đánh vào thiên quân phong thần bia phía trên. Phốc xích. Diệp Thần tại chỗ hộc máu, mặc dù có thiên quân phong thần bia ngăn cản, nhưng hắn cũng là được liền to lớn chấn động, ngũ tạng lục phủ cũng thiếu chút nữa bị cắn nát. Không thể không nói, mới vừa Phượng Thái Hư toàn lực mà làm một chiêu, để cho Diệp Thần vậy rơi vào chật vật, tại chỗ bị thương. Nhỏ quán sách. Ngoan cố vùng vẫy thì có ích lợi gì? Cái này Phượng Hoàng thần tinh là nhà ta vườn, ta ở nhà ta trên địa bàn, nếu là vẫn không đánh thắng ngươi, vậy thì thật là chuyện tiếu. Phượng Thái Hư cười nhạt liền liền, nếu như ở bên ngoài, hắn không chắc chắn giết chết Diệp Thần. Nhưng ở chỗ này, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi ưu thế, chắc chắn đặc biệt to lớn. Cảnh giới và thực lực càng cường đại tồn tại, nhìn trời lúc địa lợi nắm trong tay lại càng trọng yếu. Đây cũng là tự tin của hắn. Suy rồi. Phượng Thái Hư lần nữa chém ra một kiếm, trăm chim hướng phượng, vạn kiếm quy tông, một kiếm biến ảo ngàn vạn kiếm khí, cuồn cuộn không ngừng. Diệp Thần hơi có chút chật vật, cấp tốc lui về phía sau né tránh. Phượng Hoàng thần tinh ra, thiên nữ, Lý Tuyệt Vân, Hoàng Thiên Thanh, Tử Hoàng Thiên Tử, Hoàng Thiến Hy, còn có Hải Đường Linh Mẫu, Kỷ Tư Thanh, Dạ Lan các người, đều ở đây xem cuộc chiến. Làm mắt thấy Diệp Thần bộ dáng chật vật, tâm tình mọi người khác nhau. Kỷ Tư Thanh, Hải Đường Linh Mẫu các nàng, dĩ nhiên là tràn đầy lo âu. Hoàng Thiến Hy chính là giạt rào mừng rỡ, suy nghĩ cái này Phượng Hoàng thần tinh, rốt cuộc có thể bị bọn họ tông ra người lấy được. Còn như Hoàng Thiên Thanh, già nua gương mặt một hồi lay động. Hắn biết, cái này Phượng Hoàng thần tinh, bỏ mặc rơi vào tông ra trong tay, vẫn là rơi vào Diệp Thần trong tay, hắn cũng sẽ không tốt lắm. Thằng nhóc này phải bị giết. Đây cũng là hắn báo ứng, thứ gì cũng muốn cướp lấy, ha ha. Lý Tuyệt Vân khoanh tay, một bộ biểu tình xem kịch vui, hận không được Diệp Thần lập tức đi chết. Thiên nữ mày liễu hơi cao lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phượng Hoàng thần tinh bên trong, Diệp Thần đối mặt Phượng Thái Hư từng bước ép sát, tình cảnh càng ngày càng không ổn. Xem ra là muốn mở liệt nhật mệnh tinh. Diệp Thần cắn răng, đương thời giây phút, muốn chuyển bại thành thắng, giết ngược Phượng Thái Hư mà nói, chỉ có thể mở liệt nhật mệnh tinh. Hơn nữa, giống vậy mở, tác dụng có thể cũng không lớn, nhất định phải xem ban đầu đối phó ma tổ vô thiên như vậy, không để ý bất cứ giá nào, đem liệt nhật mệnh tinh huy hoàng. Tách thả ra đến nhất sáng chói, nhất cực hạn bước, mới có thể đem Phượng Thái Hư giết chết. Nhưng làm như vậy, Diệp Thần giá phải trả tất nhiên là 10 phần to lớn. Mộ chủ đại nhân, đừng xung động. Ngươi nếu là mở liệt nhật mệnh tinh, giá quá lớn. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Xích Hoàng Thiên Tử thanh âm truyền ra. Xích Hoàng Thiên Tử, ngươi có biện pháp gì tốt, ta không muốn cho mượn dùng ngươi lực lượng. Diệp Thần hỏi. Hắn không hề muốn quá lệ thuộc vào luân hồi mộ địa lực lượng. Không, không cần, người không cần mượn dùng ta lực lượng, nhưng ta có một môn 33 thiên thần thuật, có thể truyền thụ cho ngươi. Ngươi nếu là có thể luyện thành, đủ để giết ngược cái này Phượng Thái Hư. Xích Hoàng Thiên Tử nói. 33 thiên thần thuật, Xích Hoàng Thiên Tử, ngươi lại có thể nắm trong tay 33 thiên thần thuật. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, tự nhiên biết 33 thiên thần thuật lợi hại. Đúng vậy, ta hồn phách,
có thể sáp nhập vào luân hồi mộ địa, tự nhiên có không chỗ tầm thường. Từ ngoài mặt xem, thiên phú ta có lẽ kém hơn tiểu tử muội muội. Nhưng ta từ vừa sanh ra bắt đầu, có được vận mạng ban phúc, kèm một môn 33 thiên thần thuật, tên là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, là ngươi đại thiên trọng lâu trưởng ngọn nguồn. Xích Hoàng tiên tử thanh âm thanh đạm mà thần bí, sử dụng một bản trục cuốn. Cái này trục cuốn phía trên, thần thuật hơi thở lượn lờ, vận mệnh lực chấn động, hiển hóa ra vô cùng minh mông uy thế. Đại thiên trọng lâu trưởng ngọn nguồn, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Diệp Thần đồng lỗ co giúp một cái, hắn đại thiên trọng lâu trưởng, ở 9 tầng trời thần thuật xếp hạng thứ nhất. Cửa này Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, là lớn thiên trọng lâu trưởng ngọn nguồn, uy thế khẳng định vậy là đặc biệt khủng bố. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, vừa là thần thông bí thuật, cũng là pháp bảo, và kinh cức vương tỏa kém không nhiều. Môn thần thuật này, sau khi luyện thành, có thể diễn hóa ra Ngạo Thế Thiên Cung thở mạnh voi. Đã từng, có một vị kêu Ngạo Thế Thiên Tôn viễn cổ đại thần, sáng tạo ra Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên môn thần thuật này, hắn thiết lập Ngạo Thế Thiên Cung, từng hùng bá một cái thời đại. Vị kia Ngạo Thế Thiên Tôn, cũng là vận mạng tín đồ, hắn vì cung phụng vận mệnh, lại là thiêu hủy thân thể, dâng ra mình tất cả. Môn thần thuật này, từ đây quy về vận mệnh đại lộ, ta ra đời lúc vâng mệnh vận ban phúc, đạt được môn thần thuật này, đáng tiếc chỉ lĩnh ngộ chút ra mau, cũng không có thể chân chánh luyện thành, liền bị Phượng Hoàng nhất mạch giết chết, là Hoàng Thiên Thanh giết chết ta. Xích Hoàng tiên tử hướng Diệp Thần giải thích, cái này cuốn Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thần thuật sâu xa bí ẩn. Nói xong lời cuối cùng, nàng giọng nói bên trong lại mang một chút hận ý. Cho dù năm tháng lưu chuyển, cuộc bể dâu, nàng còn hận trước Hoàng Thiên Thanh. Bởi vì, năm đó nàng tu luyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, vốn là có chứng đạo thành thần có thể, kết quả lại bị Hoàng Thiên Thanh chu diệt, tiếc nuối chết. Cho đến ngày hôm nay, nàng đều không có thể chân chánh luyện thành Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Nàng biết Diệp Thần thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa lại có đại thiên trọng lâu trưởng căn cơ, cho nên muốn đem môn thần thuật này, truyền cho Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể luyện thành. Nếu như Diệp Thần có thể luyện thành Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, liền có thể đền bù cùng Phượng Thái Hư chênh lệch, thậm chí giết ngược. Bởi vì, năm đó Xích Hoàng tiên tử, tu luyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thời điểm, chính là ở nơi này viên Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt. Diệp Thần nếu là luyện thành, cũng có thể được Phượng Hoàng thần tinh địa mạch chúc phúc. Như vậy thứ nhất, hắn cùng Phượng Thái Hư, cũng chưa có thiên thời địa mạch chênh lệch, ai thắng ai thua, liền xem hai người ngạnh thật lực. Phượng Thái Hư chỉ là một đạo phân thân, nếu là không có địa mạch gia trì, Diệp Thần có to lớn lòng tin, có thể giết chết hắn. Tiên tử, vậy ta liền tu luyện cái này Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, tinh thần lực thả ra, thấm vào nhập Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thần thuật trục cuốn bên trong. Oanh! Trục cuốn mở ra, thần bí mênh mông bức họa, từ Diệp Thần trước mắt hiện lên. Hắn thấy được vô cùng nguy nga cảnh tượng, giữa trời đất ngàn vạn nắng lưu vân trồng, mây mù bốc hơi lên, tiên khí lượn lờ tới giữa, một tòa thật to thiên cung, trôi lơ lửng ở vân đính bên trên, nhìn xuống phàm trần. Tòa kia thiên cung, thật là giống như là thần vương thần đế chỗ ở, nếu ai có thể chấp trưởng thiên cung, ai liền có thể xưng bá nhất thế, vô địch thiên hạ. Đây là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thần thuật khí tượng, chân chính ngạo thị thiên hạ, nhìn xuống bá tánh, hùng bá vô địch, chấp trưởng chí cao đại lộ, nắm giữ càn khôn. Diệp Thần thiên phú cực cao, lại có đại thiên trọng lâu trưởng căn cơ, hơn nữa người lại đang Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt, các loại thiên thời địa lợi nhân hòa xen lẫn, hắn trong nháy mắt liền đem Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên diệu pháp, toàn bộ lĩnh ngộ tại tim. Vù vù, Diệp Thần mở mắt ra, tinh thần lực trở lại thực tế. Cặp mắt nổ bắn ra ra kim quang, nghịch thiên vọt lên, như vậy muốn xuyên qua tinh thần, vô cùng ác liệt. Hắn mới vừa cùng Xích Hoàng tiên tử trao đổi, là dựa vào thần niệm, lĩnh ngộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, cũng là thể hồ quán đỉnh vậy, ở trong nháy mắt. Ngoại giới thời gian, vậy liền đi qua mấy hơi thở mà thôi. Phượng Thái Hư hơi thở như điên, còn đang không ngừng khua kiếm truy đuổi chém Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần đã không sợ. Hắn nội tâm lưu truyền Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên đủ loại diệu pháp. Hắn thân thể, vậy âm thầm nổi lên một cổ ngạo thị thiên hạ đại khí phách, đại uy thế. Ồ! Phượng Thái Hư thấy vậy, trong lòng rét một cái, liền cảm thấy Diệp Thần xem biến thành người khác vậy, để cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm,
theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Phượng Thái Hư, đánh lâu như vậy, vậy giờ đến phiên ta phản kích. Ngạo thế cửu trọng thiên, ngạo thế thiên cung, hạ xuống đi. Diệp Thần quát to một tiếng, hoàn toàn tuôn ra ngạo thế cửu trọng thiên bí pháp, một cổ động trời thần thuật khí lưu, phóng lên cao, xuyên qua Phượng Hoàng thần tinh vân tiêu, vô số tầng lưu vân trồng, mây trời tới giữa, trên trời cao, hiển hóa ra một tòa cung điện hư ảnh. Tòa cung điện kia, là chân chánh trên trời cung điện, nguy nga, vô số quy luật vần quanh, chư thần chúc phúc ngâm sướng, kim quang lan tràn, ngân hà lượn quanh chuyển, trên thiên cung mặt lại có một đạo thiên địa pháp tướng bóng dáng. Đó chính là Diệp Thần thiên địa pháp tướng, trừng vạn trượng cao, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, như ngạo thị thiên hạ chí tôn, cực kỳ bá đạo. Ùm ùm, cả tòa ngạo thế thiên cung, phát ra to lớn như sấm chấn động tiếng, cùng Diệp Thần đồng tình, các loại vĩ đại lực lượng, hạ xuống đến Diệp Thần cái gì? Đây là, ngạo thế cửu trọng thiên, ngươi lại có thể luyện thành môn thần thuật này, cái này không thể nào. Phượng Thái Hư thấy vậy ngạo thế thiên cung xuất hiện. Cả người nhất thời rơi vào kinh hãi bên trong, chỉ cảm thấy từng cơn to lớn áp lực bao phủ xuống, ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Ngạo thế cửu trọng thiên, chính là 33 thiên thần thuật, hạng hàng đầu tồn tại, uy năng đặc biệt khủng bố. Hắn ấn tượng bên trong, cho dù là năm đó Xích Hoàng thiên tử, vậy không có thể chân chánh luyện thành. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần nhưng hoàn toàn nắm trong tay, ngạo thế thiên cung vừa ra. Hắn liền giống như là ngạo thị thiên địa càn khôn chí tôn nắm giữ, hùng bá vô địch, cả người bộc phát ra khí thế, liền tiên đế đều phải run rẩy. Ngạo thế cửu trọng thiên, đây không phải là Xích Hoàng tỷ tỷ thần thông sao? Diệp Thần ca lại có thể luyện thành. Phượng Hoàng thần tinh bên ngoài, Tử Hoàng tiên tử thấy Diệp Thần bộc phát ra kinh thiên khí tượng, mắt đẹp bên trong cũng là hiện ra nồng nặc vẻ rung động. Nàng nhớ năm đó, Xích Hoàng tiên tử vì tu luyện môn thần thông này, không biết buồn liếc nhiều ít tóc, từ đầu đến cuối không có thể chân chánh luyện thành, chỉ là nắm giữ chút da mao. Nếu như Xích Hoàng tiên tử, thật có thể luyện thành ngạo thế cửu trọng thiên mà nói, nàng thì có thể chứng đạo thành thần, cũng không cần bị Hoàng Thiên Thanh giết chết. Nhưng hôm nay, Diệp Thần dễ dàng, liền bạo phát ra ngạo thế thiên cung khủng bố khí tượng, thiên phú cao, tu vi cao cường, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Tử Hoàng tiên tử trong mắt khiếp sợ hơn, lại có vẻ sùng bái. Thiên nữ và Lý Tuyệt Vân, thấy vậy Lưu Vân Thiên Cung bàng bạc khí tượng, cũng là mặt liền biến sắc, cảm thấy Diệp Thần thực lực khủng bố. Bên kia, Hoàng Thiên Thanh cùng Hoàng Thiến Hy, chính là vô cùng chấn động. Hoàng Thiến Hy trong đầu nghĩ, gai gâu, Thái Hư sư huynh phải thua. Hoàng Thiên Thanh trong bụng nhưng một hồi co rút nhanh, ánh mắt lại nhìn mong Tử Hoàng tiên tử, nghĩ ngợi, Hải Đường Tử Hoàng ở chỗ này, Xích Hoàng tiên tử khẳng định cũng ở đó tiểu tử bên người. Thậm chí truyền thụ hắn ngạo thế cửu trọng thiên thần thông. Gai gâu, lão phu ta năm đó tự tay giết chết Xích Hoàng tiên tử, vừa nặng chế Hải Đường Tử Hoàng, nếu như bị vậy tiểu tử trách tội xuống, tìm ta báo thù, ta chẳng phải là muốn chết. Hắn gặp Diệp Thần bá đạo như vậy lợi hại hình dáng, trong đầu nghĩ coi như mình có liều cái mạng già này, cũng không khả năng là Diệp Thần địch thủ, chỉ mong Phượng Thái Hư có thể đại hiển thần uy, ngăn cản ngạo thế thiên cung uy năng, lại đem Diệp Thần chấn giết. Nhưng, Hoàng Thiên Thanh cũng không thể như nguyện. Đối mặt Diệp Thần ngạo thế thiên cung uy thế, Phượng Thái Hư cả người vậy đang phát run, xương cốt thẻ xem kỹ vang dội, thật giống như toàn thân gân cốt đều phải nổ tung, hoàn toàn không ngăn được ngạo thế thiên cung uy áp. Thằng nhóc, coi là ngươi lợi hại. Phượng Thái Hư cảm thấy nguy hiểm, lập tức xoay người đi bên ngoài phi độn đi, không dám sẽ cùng Diệp Thần tác chiến. Đến lúc này, ngươi còn muốn chạy. Đại Thiên ngạo thế trưởng, cho ta trấn áp. Diệp Thần nhìn chằm chằm Phượng Thái Hư hình bóng, quát lên một tiếng lớn, một trưởng gào thét ra. Một trưởng này, hòa lẫn ngạo thế cửu trọng thiên thần thuật uy thế, hung mãnh đến không thể tưởng tượng nổi bước, giống như hàm chứa thế giới vô biên nội tình, nếu như quân vương hạ xuống, ngạo thị thiên hạ, uy áp bá tánh, hùng bá vô địch. Phượng Thái Hư kinh hoàng, mắt xem Diệp Thần một trưởng quay chụp, đành phải xoay người lại vung ra một trưởng đón đỡ. Nhưng hắn một trưởng, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần trưởng thế. Diệp Thần một trưởng đem bàn tay hắn, đánh được đặt ở trên ngực, cuồng bạo trưởng lực phun, đem hắn cả người gân cốt cũng đánh bể, máu tươi chảy dòng nội tạng ói như điên, chật vật đổ bay ra. Thái Hư sư huynh, Hoàng Thiến Hy vô cùng hoảng sợ, vội vàng đem Phượng Thái Hư thân thể tiếp lấy.
chỉ gặp Phượng Thái Hư người bị thương nặng, trong mắt tràn ngập một chút tử khí. Diệp Thần mới vừa một trường kia, thật ra thì đã đem hắn đánh chết, bất quá hắn là không không thời không cường giả, chỉ cần còn có thời gian sợi tồn tại, thì có sống lại có thể. Sư muội, đi mau, đi mau. Phượng Thái Hư hoàn toàn hốt hoảng sợ hãi, mặc dù sống lại, nhưng Diệp Thần một trường kia, chỉ ít đã diệt hắn một nửa thời gian tuyến. Tại mới vừa ở một chớp mắt kia, hắn chỉ ít trải qua trên 1 triệu lần tử vong, chịu cái thời gian sợi tiêu diệt, mang cho hắn đạo tâm to lớn mài mòn cùng đánh vào, hắn ánh mắt đã là chết. Hoàng Thiến Hy gặp Phượng Thái Hư như vậy hình dáng, trong lòng biết mình người sư huynh này, sau này tiền đồ là hoàn toàn xong đời, đạo tâm mài mòn quá lớn. Không không thời không cường giả, tuy nói mỗi cái trên người, đều có rất nhiều thời gian giải tuyến, trên lý thuyết có thể vô hạn sống lại. Nhưng trong thực tế, không người có thể làm được vô hạn sống lại, bởi vì mỗi lần tử vong, cũng sẽ mang cho đạo tâm to lớn đánh vào cùng mài mòn. Mài mòn tích lũy quá nhiều, đạo tâm bể tan tành, tinh thần tan vỡ, người lại phải chết. Cho nên, mỗi cái không không thời không cường giả, đối mình tánh mạng, đều là vô cùng quý trọng, liền một lần tử vong cũng không muốn, bởi vì sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Diệp Thần thi triển ngạo thế cửu trọng thiên, mới vừa một trường kia, uy thế quá kinh khủng, một trường đánh liền bạo Phượng Thái Hư triệu cái thời gian tuyến, giết chết hắn 1 triệu lần. Phượng Thái Hư đạo tâm, đã kế cận tan vỡ, sau này không thể nào tiến bộ hơn nữa. Hoàng Thiến Hy trong mắt mang to lớn rung động cùng sợ hãi, ngắm nhìn Diệp Thần bóng người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như thế lợi hại, chỉ là một trường, liền để cho Phượng Thái Hư chật vật như vậy. Nàng vậy thật sâu sợ hãi, không dám sẽ cùng Diệp Thần đối kháng, lật đật mang trọng thương Phượng Thái Hư, thoát đi nơi đây, trốn về không không lúc nào không bên trong đi. Đáng tiếc, Diệp Thần thấy mình kinh thiên một trường, không có thể hoàn toàn giết chết Phượng Thái Hư, chỉ là tổn thương nặng, cũng có chút thương tiếc. Hắn vậy cảm giác được, không không thời không cường giả, thời gian tuyến rất nhiều, sinh mệnh lực ương ngạnh, muốn hoàn toàn giết chết nói, cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, Phượng Thái Hư trở lại không không lúc nào không sau đó, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng vậy sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Dĩ nhiên, Diệp Thần không sợ. Thấy Diệp Thần đánh bại Phượng Thái Hư, chém chết liền đối phương triệu cái thời gian tuyến, Thiên Nữ, Lý Tuyệt Vân, Hoàng Thiên Thanh, Kỷ Thư Thanh, Hải Đường Linh Mẫu các người, đều là vô cùng rung động. Diệp Thần ca, người thật là thật lợi hại. Tử Hoàng Tiên Tử cơn sóng trong lòng dâng trào, không khỏi là Diệp Thần hoan hô lên. Nàng nguyên bản rất ghét Diệp Thần, nhưng bây giờ thấy Diệp Thần như vậy hung mãnh, tâm tình cũng lớn lớn đổi cái nhìn. Có lẽ, như vậy cường giả, đúng là có xứng đôi mệnh vận chi chủ tư cách. Mộ chủ đại nhân, người thiên phú năng lực, quả nhiên là siêu phàm thoát tục, ta khổ tu mấy chục ngàn năm, đều không thể lĩnh ngộ thần thuật, người lại có thể ngay tức thì liền lĩnh ngộ thấu triệt. Luân hồi mộ địa bên trong, Xích Hoàng Tiên Tử thấy Diệp Thần đại hiển thần uy hình dáng, nội tâm cũng là vô cùng mừng rỡ cùng vui vẻ yên tâm, lại là sùng bái. Diệp Thần thiên phú mạnh, hoàn toàn vượt quá nàng dự liệu. Không việc gì, là ta đã sớm luyện qua đại thiên trọng lâu trưởng, có cơ sở căn cơ, cho nên mới có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Diệp Thần khoát khoát tay, thư ra một hơi, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Hắn ánh mắt, lần nữa rơi vào Phượng Hoàng Thần Tinh trên vùng đất, Phượng Thái Hư đã bị bại, hiện tại không người có thể cản hắn. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ xuống đến Phượng Hoàng Thần Tinh địa mạch trên. Thoáng chốc tới giữa, nguyên phiến Phượng Hoàng Thần Tinh mặt đất, cũng bung ra máu tươi hồng mang, kịch liệt chấn động ông minh đứng lên, các loại Phượng Hoàng khí tượng xen lẫn, quy luật phù văn như thần liên qua lại, mình mông linh khí như thác vải treo ngược, cực kỳ nguy nga. Diệp Thần cũng cảm giác được, viên này Phượng Hoàng Thần Tinh, đã cùng mình thành lập được mật thiết liên lạc, ngang hàng là hắn thân thể khí quan 1/2. Dĩ nhiên, hắn pháp bảo rất nhiều, cũng không kém viên này Phượng Hoàng Thần Tinh. Hắn dự định đem viên này Phượng Hoàng Thần Tinh, đưa cho Kỷ Tư Thanh. Thật ra thì Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh, không phân lẫn nhau, luân hồi vận mệnh cũng sinh, coi như Phượng Hoàng Thần Tinh, đưa cho Kỷ Tư Thanh, Diệp Thần vẫn có thể mượn dùng lực lượng. Ai chấp trưởng ngôi sao này, cũng không có vấn đề, cho Kỷ Tư Thanh mà nói, có thể tăng lên nàng khí vận thực lực, hiệu quả tốt hơn. Đáng chết tiểu tử, viên này thần tinh, không thể rơi vào trong tay hắn.
Lý Tuyệt Vân vành mắt hết sức nứt ra, thấy Diệp Thần đem Phượng Hoàng thần tinh nhỏ máu nhận chủ, trong mắt nhất thời nổ lên cực kỳ tức giận, muốn ra tay cùng Diệp Thần liều mạng. Hắn biết, nếu là Diệp Thần nắm trong tay Phượng Hoàng thần tinh, luân hồi trận doanh lại nhiều hơn một lá bài tẩy, sau này thiên nữ cùng Diệp Thần quyết chiến, rất bất lợi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiên nữ than thở một tiếng, nhưng lắc đầu một cái, ngừng Lý Tuyệt Vân, chẳng muốn tranh cãi nữa đấu nữa. Sư muội, tại sao? Lý Tuyệt Vân ra mặt run lên, cũng không nguyện lúc này dừng tay. Lần này, là Diệp Thần hắn thắng, vận mệnh đứng ở hắn bên này. Lại đấu nữa, chúng ta vậy không địch lại. Cùng ta đi một chuyến Tím Hoàng Thiên Cung, ta tìm Đạo Đức Thiên Tôn trò chuyện một chút. Thiên nữ giọng đạm đạm, bình tĩnh nói, rồi sau đó xoay người bay khỏi đi. Lý Tuyệt Vân nghe được phải đi gặp Đạo Đức Thiên Tôn, nhất thời trong lòng rét một cái, kêu lên, đợi ta một chút, sư muội. Đuổi theo. Diệp Thần thấy thiên nữ rời đi, thậm chí phải đi gặp Đạo Đức Thiên Tôn, nội tâm cũng là trầm xuống. Hắn biết, mình cùng thiên nữ quyết chiến, khẳng định không phải hai người đánh nhau như thế đơn giản, thế lực khắp nơi đều có thể dắt kéo vào. Ai thắng ai bại, còn rất khó nói. Diệp Thần từ Phượng Hoàng thần tinh thượng bay ra, trên mình đặc biệt là như vậy mang ngạo thế cửu trọng thiên uy mãnh khí thế, còn có chư thiên Phượng Hoàng khí tượng, mười phần bá đạo hung mãnh, làm người ta không dám ngẩng mặt. Toàn trường các tân khách, cũng không dám nhìn thẳng Diệp Thần, rối rít khen ngợi. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là khí vận vô địch. Viên này Phượng Hoàng thần tinh, cuối cùng vẫn là rơi xuống ở trên tay hắn. Ta nguyện là luân hồi tín đồ, mời luân hồi chi chủ ân chuẩn. Không thiếu võ giả, mắt thấy Diệp Thần kinh thiên uy thế, kinh thiên khí vận, tại chỗ khuất phục, quỳ xuống, muốn bái nhập luân hồi trận doanh, trở thành Diệp Thần tín đồ. Phượng Hoàng Thánh Địa rất nhiều các cường giả, chính là chố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Viên này Phượng Hoàng Thần Tinh, có thể nói là so với Phượng Hoàng Thánh Bôi, còn chân quý hơn gấp vạn lần tồn tại, hôm nay lại rơi vào Diệp Thần trên tay. Liền Phượng Hoàng nhất mạch tông gia thiên kiêu, đều bị Diệp Thần tổn thương nặng. Bọn họ Phượng Hoàng Thánh Địa, chỉ là chi nhánh, lại nên đi nơi nào? Thấy Diệp Thần đi ra, Phượng Hoàng Thánh Địa nắm giữ Hoàng Thiên Thanh, cả người run lẩy bẩy, cho dù hắn là tiên đế, nhưng hôm nay ở Diệp Thần trước mặt, cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại. Luân hồi chi chủ, mời tha ta một mạng, ta nguyện ý quy thuận. Hoàng Thiên Thanh lập tức quỳ ngã xuống, sợ hãi cầu xin tha thứ. Thấy Hoàng Thiên Thanh quỳ xuống, Phượng Hoàng Thánh Địa rất nhiều cường giả, còn có bây giờ Thiên Phượng Cầu Hoàng đám tiệc cô dâu chú rể, cũng là rối rít quỳ xuống, cùng nói. Chúng ta nguyện quy thuận luân hồi, phụng luân hồi vi tôn. Diệp Thần thấy Hoàng Thiên Thanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cười lạnh một tí, nói, Hoàng Thánh Chủ, người trước kia giết hại quá nhiều, có thể hay không tha ngươi, cũng không phải là ta định đoạt. Dứt lời, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Tử Hoàng Tiên Tử, Hải Đường Linh Mẫu hai người, tinh thần lại cùng Xích Hoàng Tiên Tử câu thông. Xích Hoàng Tiên Tử đầy mắt chán ghét, nói, giết đi, ta không muốn nhìn thấy nữa hắn. Tử Hoàng Tiên Tử lắc mình một cái, từ Phượng Hoàng biến thành hình người, rơi xuống đất, một cước đem Hoàng Thiên Thanh đạp trên đất, bàn chân ở hắn nét mặt già nua trên nghiền một cái, hừ một tiếng, nói. Người cái này lão già kia, năm đó như thế đáng ghét, hiện tại dập đầu một cái liền muốn tính. Hoàng Thiên Thanh đầy mắt kinh hoàng, đạo tâm đã bể tan tành, hướng Diệp Thần dập đầu, tha mạng, tha mạng. Hải Đường Linh Mẫu đạp tiến lên, nói, năm đó ta Hải Đường nhà tiêu diệt, người cũng có một phần công lao chứ. Diệp Thần, giết hắn đi, đừng nói nhảm. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng Hoàng Thiên Thanh nói, ngươi tự sát đi, ta có thể đảm bảo ngươi Phượng Hoàng Thánh Địa không chết. Diệp Thần danh giới cuối cùng, là Hoàng Thiên Thanh phải chết. Còn như Phượng Hoàng Thánh Địa, nếu quả thật tim chịu quy thuận nói, hắn vậy nguyện ý thu phục. Dẫu sao nói cho cùng, Phượng Hoàng nhất mạch cũng là mệnh vận chi chủ con dân. Chỉ bất quá. Bọn họ là từ đầu đến cuối không chịu đồng ý Kỳ Tư Thanh. Đa tạ luân hồi chi chủ Long Ân. Hoàng Thiên Thanh nghe vậy, cười khổ một tí, nếu như mình thời kỳ tột cùng, há lại sẽ như vậy, đáng tiếc hiện tại hắn thực lực tất nhiên khó mà đối kháng Diệp Thần, hơn nữa hắn tự biết tội nghiệt sâu nặng, tội chết khó thoát, lúc này liền hoành kiếm tự vận, vì gia tộc lưu con đường sống. Phượng Hoàng Thánh Địa mọi người, thấy Hoàng Thiên Thanh chết đi, tất cả đều ám nhiên, vừa vui mừng.
Chí ít, bọn họ không cần bị dính líu, sau này có thể sáp nhập vào Diệp Thần dưới quyền. Cái này một chàng phượng cầu hoàng tiệc sóng gió, đến chỗ này chính thức kết thúc. Tiệc cưới là không làm được, chỉ có thể theo sau. Phượng Hoàng Thánh Địa quy thuận Diệp Thần, dâng lên rất nhiều thiên tài địa bảo. Giống vậy thiên tài địa bảo, Diệp Thần nhìn không thuận mắt, chỉ có thể Phượng Hoàng Thánh Bôi, có thể đưa tới hắn chú ý. Phượng Hoàng Thánh Bôi, là Thiên Khải Chí Tôn tự tay chế tạo pháp bảo, không chỉ là tế tự dùng máy, bản thân cũng là vô cùng là cường hãn pháp bảo. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền đem Phượng Hoàng Thánh Bôi, ban cho Hải Đường Linh Mẫu. Cái này Thánh Bôi ngươi cấp cho ta. Hải Đường Linh Mẫu mười phần bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như thế, như vậy ban thưởng như thế vật chân quý. Ừ, cầm đi, người giúp ta tu bổ Thanh Liên phân thân, còn có phù sinh tuyệt mệnh, hao phí cũng là to lớn, ta không thể trắng nhận không ân tình của ngươi. Diệp Thần cười nói, mặc dù Hải Đường Linh Mẫu giúp hắn, là vì báo đáp Tiểu Thảo Thần, nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần cũng không muốn thiếu nợ người khác quá nhiều. Cái này Phượng Hoàng Thánh Bôi, coi như là hắn cho Hải Đường Linh Mẫu bồi thường. Đa tạ. Hải Đường Linh Mẫu mỉm cười cười một tiếng, trong bụng khá là cảm kích, liền nhận lấy Phượng Hoàng Thánh Bôi. Còn như Phượng Hoàng Thần Tinh, Diệp Thần dĩ nhiên là đưa cho Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh đạt được viên này thần tinh, có vẻ vui sướng, nói, Diệp Thần, chúng ta lấy được rồi Phượng Hoàng Thần Tinh, khí vận thực lực tăng lên, sau này ngươi đối chiến thiên nữ, nhất định đơn giản rất nhiều. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, hy vọng đi. Hắn lại biết, hôm nay thế cục phức tạp, muốn chiến thắng thiên nữ mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ. Tư Thanh tỷ tỷ, chúc mừng ngươi rồi, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể đem 7 viên thần vận mệnh tinh, toàn bộ gom đủ. Tử Hoàng Tiên Tử kéo Kỷ Tư Thanh tay, cười hì hì nói. Hôm nay nàng là hoàn toàn quy thuận Kỷ Tư Thanh, sau này sẽ là Kỷ Tư Thanh bên người thú cưng. Kỷ Tư Thanh sờ một cái đầu nàng, nói, ngươi tuổi tác có thể so với ta lớn hơn, còn kêu ta tỷ tỷ. Tử Hoàng Tiên Tử cũng miệng, phe phẩy Kỷ Tư Thanh cánh tay, nói ta bỏ mặc, ngươi chính là chị tốt của em. Diệp Thần, Hải Đường Linh Mẫu, Kỷ Tư Thanh các người, nghe nói như vậy, đều nở nụ cười. Diệp Thần để cho Dạ Lan, Trang Hải lưu lại, thu xếp Phượng Hoàng Thánh Địa công việc, rồi sau đó cùng Hải Đường Linh Mẫu, Kỷ Tư Thanh, cưỡi hóa thành Phượng Hoàng Tử Hoàng Tiên Tử, trở lại Hải Đường Tiên Đảo. Tiểu Thảo Thần ở Hải Đường Tiên Đảo trên nghỉ ngơi, thấy Diệp Thần các người trở về, đã suy tính đến thiên cơ, biết đoàn người cơ duyên tạo hóa không cạn, cười nói chúc mừng các ngươi, thu hoạch lớn như vậy cơ duyên. Hải Đường Linh Mẫu cười nói, Tiểu Thảo Thần, ở ta tiên đảo trên, ở phải trả thói quen. Tiểu Thảo Thần nói, ta ở chỗ này rất tốt, nghe nói các ngươi muốn khôi phục phù sinh tuyệt mệnh linh khí, ta cũng giúp điểm bận bịu, đại khái 3 ngày sau, vậy cầm binh khí, là được hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, à, Xanh Nhiên muội muội, ngươi cũng tới giúp một tay sao? Vậy thì thật là quá tốt. Phù sinh tuyệt mệnh binh khí kia, vốn là muốn khôi phục nói, có thể cần phải đặt ở tím hoàng bên trong sông máu, uẩn dưỡng 1 tháng thời gian. Nhưng, hiện tại có Tiểu Thảo Thần trợ lực, 3 ngày là được rồi. Nhanh như vậy là có thể khôi phục phù sinh tuyệt mệnh, Diệp Thần trong lòng tất nhiên đại hỉ. Có thanh binh khí này, hắn thì có đối kháng ma tổ vô thiên tư cách. Tiếp theo 3 ngày thời gian, Diệp Thần liền ở Hải Đường Tiên Đảo trên chờ. Kỷ Tư Thanh vậy thừa dịp cái này 3 ngày, dung hợp Phượng Hoàng Thần Tinh, đem ngôi sao này, dung nhập vào mình đan điền bên trong đi, hóa thành mệnh tinh, cùng tánh mạng tương liên. Nàng thừa kế hỏa thần đạo thống, bản thân tu vi, liền mang theo lửa trời chu tước khí tượng, hôm nay dung hợp Phượng Hoàng Thần Tinh, như cá gặp nước, đạo pháp tu vi thật to tăng lên, các loại khí tượng bung ra. Nhỏ quán sách, cái này 3 ngày thời gian bên trong, Hải Đường Tiên Đảo trên, tràn ngập muôn vàn Phượng Hoàng khí tượng, khắp nơi chư thần ngâm sướng, thủy hà bốc hơi lên, lửa trời chu tước bay lượn, tường vân bồng bềnh, mơ hồ lại có từng cái vận mệnh sông dài, thao thao bất tuyệt vây quanh tiên đảo lưu chuyển. Vậy cũng là Kỷ Tư Thanh khí tượng. Kỷ Tư Thanh lột xác như vậy, vậy tăng lên thật nhiều luân hồi trận doanh nội tình. Ở Kỷ Tư Thanh thời điểm đột phá, Diệp Thần trên mình vậy mơ hồ có khí vận kim long nổi lên, điều này đại biểu hắn vậy được lợi. Diệp Thần đi theo Hải Đường Linh Mẫu và Tiểu Thảo Thần, đi đến vậy lòng đất sông máu bên trong. Chỉ gặp phù sinh tuyệt mệnh,
đang ngâm ở bên trong sông máu mặt, linh khí đang dần dần khôi phục. Mảnh máu này sông hoàn cảnh chung quanh, vốn là một cái 10 phần u ám hoang vu lòng đất hang, nhưng vào giờ phút này, trong hang khắp nơi toát ra kỳ hoa thụy thảo, bích lục cỏ cây sức sống đang lan tràn, một phiến phiến linh tâm thần hoa mạnh mẽ sinh trưởng. Các loại cỏ cây tinh hoa, dọc theo địa mạch, hội tụ đến bên trong sông máu mặt, bồi dưỡng phù sinh tuyệt mệnh. Ở nơi này vậy tinh hoa bồi bổ hạ, phù sinh tuyệt mệnh ban đầu hao tổn linh khí, cũng là nhanh chóng khôi phục, phía trên ma tổ vô thiên máu tươi đóng dấu, đã sớm tiêu tán đi. Diệp thần biết, đây là tiểu thảo thần trợ lực. Có tiểu thảo thần hỗ trợ, phù sinh tuyệt mệnh rất nhanh thì phải khôi phục. Diệp thần có thể thấy rõ, ngâm ở bên trong sông máu phù sinh tuyệt mệnh, đã hiển lộ ra một cổ vô cùng là lạnh lùng hàn mang, mũi nhọn so với trước kia còn muốn ác liệt. Một khi phù sinh tuyệt mệnh hoàn toàn hồi phục, lực sát thương sợ rằng so trước kia mạnh hơn. Xa xa, Thiên Thảo Sơn Trang. Ma Tổ Vô Thiên và Di La Cung cung chủ mang Thiên La, chiếm cứ tòa Sơn Trang này, há miệng chờ sung dụng, muốn cùng Diệp Thần trở về. Bọn họ trong lòng, vốn là nắm vững thắng lợi, nhưng, Phượng Hoàng Thánh Địa truyền tới kinh thiên dị biến, nhưng để cho bọn họ chấn động. Còn nữa, Hải Đường Tiên Đảo trên, Kỳ Tư Thanh Phượng Hoàng Thần Tinh khí tượng, còn có lặn núp trong bóng tối phủ sinh tuyệt mệnh mũi nhọn, vậy để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Cung chủ, Vô Thiên Lão Tổ, không xong. Lúc này, Lý Tuyệt Vân lại là từ đàng xa bay tới, sắc mặt âm trầm, lo lắng. Diệp Thần vậy tiểu tử, đã lấy được rồi Phượng Hoàng Thần Tinh. Lý Tuyệt Vân đem Phượng Hoàng Thánh Địa sự tình phát sinh, đơn giản nói một lần. Thật ra thì, không cần hắn nói, Mang Thiên La và Ma Tổ Vô Thiên, đều đã suy tính đến. Không nghĩ tới thằng nhóc này, khí vận lại có thể thâm hậu như vậy, xem ra ta Di La Cung, hoàn toàn không cách nào cùng luân hồi chống lại. Mang Thiên La thật sâu kinh hoàng, hắn vốn là xuất quan, là muốn trấn áp Diệp Thần, cùng Ma Tổ Vô Thiên cùng nhau, chia cắt luân hồi huyết mạch. Nhưng, hôm nay xem ra, Diệp Thần kiêu căng quá hừng hực, đơn giản là thế không thể đỡ. Hắn Di La Cung, chỉ sợ cũng khó mà cùng luân hồi chống đỡ. Cung chủ, làm thế nào? Lý Tuyệt Vân cũng có chút luống cuống, Diệp Thần mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Rút lui trước trở về rồi hãy nói, Ma Tổ Vô Thiên, thật xin lỗi, ta Di La Cung không dám lại chuyến nước đục này, ta cáo từ trước. Mang Thiên La hướng Ma Tổ Vô Thiên chắp tay, lại là muốn trực tiếp rời đi, thối lui ra tranh đấu. Ngươi muốn đi? Ma Tổ Vô Thiên ra mặt run lên, trong mắt lướt qua một chút che lấp. Ở tử thần quyền bính còn không bắt vào tay trước, ta Di La Cung là không dám đi ra ngoài nữa, là ta khinh thường luân hồi chi chủ, xin lỗi. Mang Thiên La suy tính thiên cơ, biết Phượng Hoàng Thánh Điện nắm giữ Hoàng Thiên Thanh đã chết, e sợ cho người chết kế người, chính là mình, lập tức liền dẫn dưới quyền Di La Cung cường giả, rút lui Thiên Thảo Sơn Trang. Vô Thiên Lão Tổ, ta cũng cáo từ. Lý Tuyệt Vân không biết làm sao, đi theo Mang Thiên La cùng đi. Vị này ngày xưa cao cao tại Thượng Thánh Tử, ở gặp liên tục đả kích trắc trở sau đó, lúc này đã lộ ra mệt mỏi ý, nội tâm đối Diệp Thần thống hận hơn, lại là sợ hãi sợ hãi. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn nơi nào nghĩ đến, chính là một cái thiên huyền cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, có thể nghịch thiên đến tình cảnh này. Ngay chớp mắt, Di La Cung người, toàn bộ rút lui đi. Toàn bộ Thiên Thảo Sơn Trang, chỉ còn lại Ma Tổ Vô Thiên và dưới quyền Vực Sâu Thần Điện đệ tử. Vực Sâu Thần Điện đám người trố mắt nhìn nhau, mấy cái hoàng kim ma thần cường giả đi tới, một người trong đó hướng Ma Tổ Vô Thiên nói. Lão Tổ, ta dòm ngó hôm nay cơ hội, phù sinh tuyệt mệnh vậy cầm đại sát khí, rất nhanh thì phải khôi phục linh khí. Đến lúc đó, luân hồi chi chủ mang phù sinh tuyệt mệnh từng giết tới, chúng ta chưa chắc có thể chống đỡ. Nếu như Diệp Thần vẫn là bị thương trạng thái nói, bọn họ dĩ nhiên là chiếm hết ưu thế. Nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Thần thương thế đã sớm khôi phục, hơn nữa ở Phượng Hoàng Thánh Địa bên kia, vậy lấy được đồ sộ đại cơ duyên, hôm nay liền phù sinh tuyệt mệnh vậy mau khôi phục. Một khi hắn lấy đỉnh cấp tư thái, mang theo thần binh giết rơi xuống, chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản. Rất nhiều hoàng kim ma thần, trong lòng liền có tạm lánh mũi nhọn ý tưởng. Không muốn cùng Diệp Thần là địch. Hừ, ta Ma Tổ Vô Thiên người thế nào? Há sẽ sợ vậy tiểu tử? Hắn cho dù có phù sinh tuyệt mệnh, nhưng muốn khắc chế ta,
vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Ta có một lá bài tẩy, có thể đối phó luân hồi chi chủ, nhưng cần các ngươi giúp ta. Ma tổ vô thiên trong mắt lướt qua một chút rét lạnh ý định giết người, nhìn vậy mấy cái hoàng kim ma thần cường giả. Vậy mấy cái cường giả, nhất thời rợn cả tóc gáy, mơ hồ cảm thấy không đúng. Ma tổ vô thiên trong mắt ý định giết người, không chỉ là nhằm vào Diệp Thần, tựa hồ còn nhằm vào bọn họ. Ở Diệp Thần và ma tổ vô thiên, lẫn nhau chuẩn bị chiến đấu thời điểm, không không lúc nào không bên trong, cũng có dòng nước ngầm nổi lên. Hoàng Thiến Hy mang trọng thương Phượng Thái Hư, trở lại không không lúc nào không, trở lại Phượng Hoàng nhất mạch trụ sở bên trong. Ban đầu Phượng Hoàng thần tinh vẫn rơi, Phượng Hoàng nhất mạch liền chạy khó khăn đi ra, rất nhiều cao tầng các cường giả, lợi dụng tự thân đại thần thông, ở ảo tưởng bên trong, tạo ra được một viên mới Phượng Hoàng thần tinh. Hôm nay Phượng Hoàng nhất mạch, vẫn là cư ngụ ở Phượng Hoàng thần tinh thượng mặt. Chỉ bất quá, viên này Phượng Hoàng thần tinh, không là chân thực, mà là hư ảo, là ảo nghĩ tạo vật, chỉ có một cái trống giống, cũng không vận mệnh chúc phúc đặc thù khí tượng. Hoàng Thiến Hy mang Phượng Thái Hư, bước lên viên này hư ảo Phượng Hoàng thần tinh. Có tuần tra trưởng lão, thấy hai người bộ dáng chật vật, nhất thời kinh hãi, nói, hai vị chân truyền, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này. Hoàng Thiến Hy sợi tóc tán loạn, Phượng Thái Hư chính là cả người vết thương chồng chất, ngay cả lời đều không nói được. Bởi vì không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật, tồn tại thứ nguyên vách đá, thiên cơ lẫn nhau không tương thông, cho nên viên này Phượng Hoàng hư tinh thượng mặt, rất nhiều cao tầng các cường giả, cũng còn không biết Phượng Cầu Hoàng trong yến hội kinh biến. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Hoàng Thiến Hy cắn chặt hàm răng, trong mắt tựa hồ đang rỉ máu. Sau nửa giờ, Phượng Hoàng hư tinh, Phượng Hoàng nhất mạch gia tộc trong đại điện. Rất nhiều Phượng Hoàng nhất mạch cao tầng. Ngồi tại đại điện ngai vàng, Hoàng Thiến Hy và Phượng Thái Hư, thì đứng ở phía dưới. Các vị trưởng lão, sự việc chính là như vậy, Kỳ Thư Thanh Thiếm quyền vận mệnh, cùng luân hồi chi chủ liên thủ, cướp đi tộc ta chí bảo Phượng Hoàng thần tinh. Thái Hư sư huynh, càng bị luân hồi chi chủ đánh trọng thương. Hoàng Thiến Hy cúi đầu nói, thanh âm như khóc như máu. Ai có thể nghĩ tới bọn họ không không thời không cường giả hạ xuống sẽ rơi vào lần này ruộng đất. Toàn bộ đại điện, rất nhiều cao tầng trưởng lão, còn có bốn phía Phượng Hoàng nhất mạch các cường giả, đều là vô cùng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, ở đó Phượng Cầu Hoàng trong yến hội, vận mệnh đại lộ rơi xuống khen thưởng, lại là Phượng Hoàng thần tinh. Bọn họ càng không có nghĩ tới, viên này Phượng Hoàng thần tinh, lại bị Diệp Thần cướp đi, liền Phượng Thái Hư cũng bị đánh trọng thương, bị xóa bỏ chưa thời gian giải tuyến, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cái này luân hồi chi chủ. Lại có thể như vậy cuồng ngông, liền tộc ta chí bảo Phượng Hoàng thần tinh, cũng dám cướp đoạt. Một cái râu tóc bạc trắng trưởng lão, nổi nóng tới cực điểm, khí được râu run rẩy. Phượng Thái Hư nói, đại trưởng lão, người nhất định phải thay ta trả thù à. Luân hồi chi chủ tên này, nhất định phải mau sớm giết chết hắn, hắn tiềm năng quá kinh khủng. Hôm nay Phượng Thái Hư, gương mặt khá là trắng bệch yếu ớt, hắn bị xóa bỏ chưa thời gian giải tuyến. Bị thương không chỉ là phân thân, liền mình bản thể, vậy bị nghiêm trọng vết thương. Hắn tâm lý nhớ tới Diệp Thần thời điểm, giống như nghĩ đến một con rắn độc, cả người lỗ chân lông cũng đang co rúc lại, sợ hãi, kinh quý, bất an. Hắn đạo tâm, đã hoàn toàn bị Diệp Thần ảnh hưởng, nếu như không giết chết Diệp Thần mà nói, hắn đạo tâm ma chướng, đời này đều không cách nào tiêu trừ. Đại trưởng lão hừ một tiếng, ánh mắt như đuốc, nói, luân hồi chi chủ khắp nơi thụ địch. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đưa tới diệt vong. Cùng hắn bước vào không không lúc nào không sau đó, ta sẽ liên hiệp cổ tinh môn, hồng quân lão tổ, đà đế cổ thần nhóm thế lực, đem tiêu diệt, vì ngươi trả thù, ngươi không cần lo lắng. Các trưởng lão khác, cũng là gật đầu tán thành. Bọn họ tính cách đặc biệt cẩn thận, biết Diệp Thần lợi hại, cũng không dám nói lập tức đi ngay trả thù, bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp. Dẫu sao muốn đột phá thứ nguyên vách đá. Đi thế giới hiện thật tìm Diệp Thần phiền toái, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, bọn họ muốn cùng Diệp Thần bước vào không không lúc nào không sau đó, lại liên hiệp cái khác thế lực, đem tiêu diệt. Phượng Thái Hư vừa nghe, nhất thời liền không muốn, liền vội vàng nói. Đại trưởng lão, luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, tiềm năng quá kinh khủng, nếu là cùng hắn bước vào không không lúc nào không, chỉ sợ cũng không người có thể đè ép được hắn.
phải thừa dịp hắn còn không phi thăng, đem hắn chém chết, diệt trừ hậu hoạn. Hắn nội tâm thống hận Diệp Thần, chỉ muốn giết liền rồi sau đó mau. Vậy chỉ có giết chết Diệp Thần, hắn mới có thể giải quyết nội tâm ma chướng. Nghe Phượng Thái Hư mà nói, rất nhiều cao tầng trưởng lão nhìn nhau, thật ra thì trong lòng bọn họ, cũng muốn lập tức hướng Diệp Thần trả thù, nhưng làm sao thực tế hạn chế quá lớn. Đại trưởng lão nhìn Phượng Thái Hư, nói Thái Hư, ta biết ngươi nóng lòng báo thù, nhưng hôm nay không phải lúc báo thù, ngươi cũng biết, luân hồi khí vận mạnh mẽ, muốn chỉ dựa vào chúng ta Phượng Hoàng nhất mạch, là không thể nào táng diệt luân hồi, nhất định phải liên hiệp cái khác thế lực. Phượng Thái Hư cắn răng nghiến lợi, nói, không giết luân hồi chi chủ, ta Phượng Hoàng nhất mạch, tương lai sợ rằng có bị tiêu diệt nguy hiểm. Luân hồi trưởng thành quá nhanh, đột phá cũng quá nhanh, nếu là hắn thật bước vào không không lúc nào không, vậy thì không người có thể cản hắn à. Mời các vị trưởng lão xem rõ. Tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau, mơ hồ cũng là dò ngó thấy tương lai thiên cơ, nếu là thật để cho Diệp Thần phi thăng, vậy chỉ sợ sẽ là bọn họ Phượng Hoàng nhất mạch ngày tận thế. Cái này luân hồi chi chủ, thật đúng là khó giải quyết. Đại trưởng lão sờ một cái râu, con mắt không ngừng chớp động, trong lòng lướt qua rất nhiều ý niệm. Cuối cùng, đại trưởng lão con người rét một cái, kiên quyết nói thôi. Vậy thì đi mời Hắc Huyết giáo sát thủ ra mặt, hướng luân hồi chi chủ phát ra trả thù, coi như không thể giết chết hắn, vậy tuyệt đối không thể để cho hắn tốt hơn. Phải đả kích luân hồi kiêu căng. Nghe được đại trưởng lão phải đi mời Hắc Huyết giáo sát thủ, Phượng Hoàng nhất mạch rất nhiều cường giả, nhất thời khiếp sợ bộ dạng sợ hãi. Phượng Thái Hư đại hỉ, nói, đa tạ đại trưởng lão, nếu là có thể mời Hắc Huyết giáo ra tay, vậy luân hồi chi chủ không chết cũng phải lột một lớp ra. Không không lúc nào không có rất nhiều tổ chức sát thủ, trong đó nổi danh nhất, tổng cộng có 4 cái, theo thứ tự là, Sâu Minh Lãnh Vực, Rãnh Trời Cung, Tàn Mộng Thần Giáo, Hắc Huyết Giáo. Ở 4 đại tổ chức sát thủ bên trong, Hắc Huyết Giáo là yếu nhất một cái. Nhưng cái này cái yếu nhất, chỉ là tương đối mà nói. Bàn về thủ đoạn giết hại mà nói, Hắc Huyết Giáo tàn bạo, ở không không lúc nào không bên trong, cũng là làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Hắc Huyết giáo giáo chủ, tên là Hắc Huyết Ma Tôn, là Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp Dạ Xoa đứng đầu, được gọi là đại hộ pháp Chí Tôn Dạ Xoa, cũng là Đà Đế cổ thần dưới quyền trung thành nhất tín đồ. Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp, có không ít người thờ phượng Vũ Hoàng Cổ Đế, xem Phù Đồ Huyền, Gừng Tiêu Mây hai người, thậm chí cho rằng Vũ Hoàng Cổ Đế và Đà Đế cổ thần tới giữa, cũng không khác biệt, tín ngưỡng ai cũng không có vấn đề. Sâu hơn tới, bọn họ còn đi thái thượng thế giới giúp Vũ Hoàng Cổ Đế. Nhưng, Hắc Huyết Ma Tôn không cùng, hắn chỉ thờ phượng Đà Đế cổ thần, hơn nữa hết sức bài xích Vũ Hoàng Cổ Đế. Hắc Huyết giáo tổ chức sát thủ này, thật ra thì cũng là ở Đà Đế cổ thần bày mưu tính kế thiết lập, chủ yếu dùng để diệt trừ đối lập, liền như ban đầu Lôi Thần Thiên Tôn, thành lập ám các vậy. Bất quá, Hắc Huyết giáo vậy hướng ngoại giới mở cửa, chỉ cần có thể đưa ra đầy đủ thù lao. Bọn họ tình nguyện vì ngươi làm cơ hồ bất kỳ chuyện. Hắc Huyết giáo cùng Đà Đế cổ thần, có muôn hình vạn trạng liên hệ. Mà Diệp Thần, vừa vặn chính là Đà Đế cổ thần kẻ địch. Mời Hắc Huyết giáo ra tay, bọn họ khẳng định sẽ chết hết lực, không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ giết chết Diệp Thần. Thỏa thuận xong, đại trưởng lão chuẩn bị Nguyên Ngọc, liền dẫn Phượng Thái Hư, đi máu đen thời không gặp Hắc Huyết Ma Tôn. Từ Phượng Hoàng thần tinh vẫn lạc hậu. Phượng Hoàng nhất mạch thật to suy sụp, nhưng suy sụp chỉ là khí vận, tất cả loại thiên tài địa bảo, nguyên ngọc tài nguyên, vẫn là hết sức phong phú. Hôm nay Phượng Hoàng nhất mạch bên trong, còn dự trữ đại lượng nguyên ngọc, đủ mời Hắc Huyết giáo ra tay. Phượng Hoàng nhất mạch thiếu sót, là động thiên phúc địa, là tu luyện đạo tràng, là một cái xác thật căn cứ. Nếu như không có một cái đủ vững chắc căn cứ, liền không có đầy đủ địa mạch khí vận chống đỡ. Cho dù có lại hơn thiên tài địa bảo cùng nguyên ngọc tài nguyên, cũng là phát triển không nổi. Đại trưởng lão mang Phượng Thái Hư, đi tới máu đen thời không. Máu đen thời không, chính là Hắc Huyết giáo lãnh địa. Không không lúc nào không, trên thực tế là một cái gọi chung, do trăm triệu tỷ vạn thời không thế giới cấu trúc mà thành. Cái này trăm triệu tỷ vạn thời không thế giới, phần lớn là tự ảo tưởng tạo ra được tới. Ở không không lúc nào không bên trong. Cơ hồ mỗi một vị cường giả, cũng có thể ở trong nhất niệm, sáng tạo ra một cái ảo tưởng thời không, cũng có thể vô căn cứ biến hóa ra rất nhiều thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên,
loại biến hóa này cùng sáng tạo, cần giá phải trả. Càng vĩ đại thời không, vĩ đại tạo vật, giá phải trả lại càng lớn. Cái này máu đen thời không, khắp nơi chảy xuôi màu đen máu, đen sẫm máu hội tụ thành sông, ừng ực bất chấp bọt khí, ám huyết con sông bên trong, lại có rất nhiều xương trắng cùng quỷ dị đồ ở sôi trào. Cái loại này quỷ dị bóng tối cảnh tượng, để cho được Phượng Thái Hư gặp được, da đầu cũng có chút tê dại. Vận mệnh đại lộ truyền nhân, Phượng Hoàng nhất mạch, cầu gặp Hắc Huyết Ma Tôn các hạ. Đại trưởng lão trấn định như thường, bước vào cái này phiến thời không sau đó, chính là cao giọng hô to nói. Máu đen sông ngầm sôi trào, trong hư không truyền ra từng trận khặc khặc cười gần tiếng. Ngay sau đó, bóng tối bầu trời đêm bên trong, máu đen dòng nước chảy xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành một tấm kinh khủng dữ tợn, như ma quỷ vậy gương mặt. Gương mặt đó bàng, ngũ quan đều đủ, trong con ngươi đen sẫm phù văn xen lẫn, cực kỳ quỷ dị, chính là Hắc Huyết Ma Tôn khí tượng. Ý nghĩ khách, các ngươi muốn giết luân hồi chi chủ. Hắc Huyết Ma Tôn không cùng đại trưởng lão và Phượng Thái Hư mở miệng, thì đã cảm giác được thiên cơ, dùng vô cùng là lạnh lùng trầm thấp, lại khàn khàn lời khó nghe âm hỏi. Ừ, đại trưởng lão gật đầu. Nguyên đai ngọc đủ chưa? Hắc Huyết Ma Tôn hỏi. Mang đủ. Đại trưởng lão vung tay lên, đếm không hết thượng phẩm nguyên ngọc, liền như nước chảy tự nhiên ra, chất đống ở bên cạnh máu đen con sông cạnh, thành một tòa núi nhỏ. Hi hi, không tệ, không tệ, như thế nhiều nguyên ngọc, trừ thiên đế chủ thần ra, người muốn giết ai cũng có thể. Các ngươi Phượng Hoàng nhất mạch, xem ra năm đó vậy không thiếu đạt được vận mệnh ban phúc, của cải thật đúng là phong phú à. Hắc Huyết Ma Tôn nhìn vậy xếp thành núi nhỏ vậy nguyên ngọc, không khỏi liếm môi một cái, trong tròng mắt toát ra hung quang, thật giống như hận không được muốn giết nhập Phượng Hoàng nhất mạch địa bàn, cướp đoạt tất cả nguyên ngọc bảo vật vậy. Đại trưởng lão mặt không đổi sắc, không không lúc nào không vô cùng là mênh mông, trăm triệu tỷ vạn thời không xen lẫn, hơn nữa mỗi ngày đều có mới ảo tưởng thời không sáng tạo ra, cho dù là thiên đế chủ thần, cũng không thể hoàn toàn thăm dò. Cơ hồ mỗi một cái thời không, đều là ẩn giấu, như sao tinh núp ở vũ trụ bên trong, cát núp ở trong biển khơi, nếu như không có xác thực tọa độ, căn bản không thể nào biết một cái thời không chỗ. Cho nên, coi như Hắc Huyết Ma Tôn muốn cướp Phượng Hoàng nhất mạch tài nguyên, nhưng không có tọa độ nói, hắn liền Phượng Hoàng nhất mạch trụ sở ở nơi nào, cũng không biết. Hắc Huyết Giáo bởi vì muốn tiếp sinh ý, cho nên cái này máu đen thời không, tọa độ là ở phạm vi nhỏ bên trong công khai, một ít có địa vị cường giả, có thể thông qua các phương đường dây, tra được máu đen thời không chỗ, tới đây nói chuyện làm ăn. Dĩ nhiên, cho tới bây giờ không ai dám ở máu đen thời không gây chuyện, bởi vì Hắc Huyết Giáo sau lưng, chính là Đà Đế Thiên Tông, là được gọi là chí cao ý chí Đà Đế Cổ Thần. Các ngươi Hắc Huyết Giáo, có nắm chắc giết chết luân hồi chi chủ? Đại trưởng lão hỏi. Nghe được đại trưởng lão lời này, Hắc Huyết Ma Tôn vui vẻ cười to, nói cái này thế gian, không người có nắm chắc táng diệt luân hồi, coi như ngươi đi gọi Tàn Mộng Thần Giáo, Rãnh Trời Cung, Sâu Minh Lãnh Vực ra tay, cũng không khả năng. Luân hồi khí vận hừng hực, chắc hẳn ngươi cũng biết. Coi như nhà ta Đà Đế Cổ Thần bệ hạ, cũng không dám nói có nắm chắc mai táng luân hồi. Bất quá, hi hi, ta có thể rơi xuống một đạo phân thân, không tiếc giá phải trả hướng luân hồi chi chủ ra tay, không nói có thể giết chết hắn, nhưng lại có cơ hội tổn thương nặng hắn. Hơn nữa, hắn không phải một thân một mình, hắn luân hồi trận doanh nhiều người như vậy, ta có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít, nếu là hắn thấy nhà mình trận doanh bên trong, máu chảy thành sông cảnh tượng thê thảm, hình ảnh kia chắc hẳn sẽ tương đương thú vị. Đại trưởng lão và Phượng Thái Hư, nghe được Hắc Huyết Ma Tôn, lại là muốn đích thân rơi xuống phân thân, ám sát Diệp Thần, trong lòng nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, Hắc Huyết Ma Tôn nhưng mà Đà Đế Thiên Tông 10 đại hộ pháp giả xoa đứng đầu, là không không lúc nào không tiếng tăm lừng lẫy đại hộ pháp giả xoa chí tôn. Hắn tu vi, so với Phủ Đồ Huyền và Gừng Tiêu Mây, còn lợi hại hơn được hơn. Hắn nếu là tự mình ra tay, vậy Diệp Thần khẳng định sẽ không tốt lắm, thậm chí luân hồi trận doanh cũng có gặp thảm tắm máu có thể. Ma Tôn các hạ chịu tự mình ra tay, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Đại trưởng lão đại hỉ, khom người cảm ơn. Ừ, các ngươi nguyên ngọc lưu lại, người có thể đi, chờ ta tin tức tốt. Hắc Huyết Ma Tôn phất tay một cái, liền để cho hai người rời đi. Hắn e sợ cho đại trưởng lão và Phượng Thái Hư, ở chỗ này lưu lại quá lâu,
sẽ kích động thiên cơ, bị người cố ý phát hiện. Dẫu sao ở không không lúc nào không bên trong, luân hồi trận doanh thế lực cũng là 10 phần hừng hực, đặc biệt là Nhâm Phi Phàm phi thăng sau đó, luân hồi trận doanh thế lực liền càng đáng sợ hơn. Nếu như bị luân hồi thời không người phát hiện Hắc Huyết giáo muốn ám sát Diệp Thần, vậy Hắc Huyết Ma Tôn liền khó chịu. Đại trưởng lão nhướng mày một cái, bỗng nhiên lại nói, Ma Tôn các hạ, nghe nói ngươi từng là tăng lên thực lực, dung hợp qua Hoàng Kim Thánh Huyết, vậy ngươi có thể được cẩn thận một chút, luân hồi chi chủ có một cái kêu phù sinh tuyệt mệnh binh khí, chính là Thiên Khải Chí Tôn chế tạo, vừa vặn khắc chế Hoàng Kim Huyết Mạch. Hắc Huyết Ma Tôn tu luyện dị huyết ma công, dựa vào chiếm đoạt dung hợp tất cả loại bất đồng máu, tăng lên tu vi. Hắn ở đã từng, vậy chiếm đoạt dung hợp qua Hoàng Kim Huyết Mạch, cho nên đại trưởng lão đặc biệt nhắc nhở, chỉ sợ hắn sẽ bị Diệp Thần khắc chế. Đại trưởng lão không cần lo lắng, ta sẽ không cho vậy tiểu tử vận dụng binh khí cơ hội. Hắc Huyết Ma Tôn giữ tợn cười nói, tựa hồ đã có chống lại phù sinh tuyệt mệnh phương pháp. Vậy thì tốt, lão phu cáo từ trước. Đại trưởng lão thoáng an tâm, liền dẫn Phượng Thái Hư rời đi. Ở hai người sau khi rời đi, máu đen thời không ma triều trào đáng, các loại quỷ dị u ám hơi thở hội tụ, hóa ra Hắc Huyết Ma Tôn phân thân. Cái này đạo Hắc Huyết Ma Tôn phân thân, lập tức liền biến dạng thời không, đột phá thứ nguyên vách đá, đi thái thượng thế giới. Mà ở Hắc Huyết Ma Tôn, mới vừa rơi xuống phân thân, chuẩn bị đối phó Diệp Thần thời điểm, không không lúc nào không bên trong, một nơi ẩn núp huyết nguyệt bên trong thế giới, xuất hiện một chút thiên cơ kích động, trên bầu trời màu máu mặt trăng, hiện ra một chút không tầm thường máu ban, như vậy loại nào đó điểm đại hung. Huyết nguyệt chỗ sâu, sấm sét xen lẫn, một cái phong tư anh vĩ thanh niên, đang ngồi xếp bằng, tựa hồ là ở điều dưỡng hơi thở. Là hung ác điểm, có người muốn giết Diệp Thần. Bỗng nhiên, thanh niên mở mắt ra, trong mắt lộ ra một chút lạnh lùng mũi nhọn. Cái này người thanh niên, chính là Nhâm Phi Phàm. Phượng Hoàng Nhất Mạch, Hắc Huyết Giáo. Cái này Hắc Huyết Ma Tôn, lại muốn ám sát Diệp Thần, ta phi thăng sau đó, liền Đà Đế Cổ Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn lại có thể vậy dám động thủ. Nhâm Phi Phàm cong ngón tay tính toán, nhất thời suy diễn đến tất cả nhân quả, mặt liền biến sắc, ánh mắt tức giận. Hắn con người đông lại một cái, vô tận sát ý bùng nổ, đứng lên, chuẩn bị đi máu đen thời không, ngăn cản Hắc Huyết Ma Tôn. Nhâm huynh, không thể xung động. Ngay tại lúc này, huyết nguyệt thế giới chỗ sâu, lao một cái Phật quang phóng lên cao, hiển hóa ra một tôn vĩ đại Phật Đà khí tượng. Cái này tôn Phật Đà, chính là Phật Tổ Thích Già Thiên Đế. Ở Thích Già Phật Tổ quanh thân, tinh không phù văn xen lẫn, sáng chói lóng lánh. Đó là tinh không đạo thư khí tượng. Ban đầu, hắn hỏi Diệp Thần mượn một trang tinh không đạo thư, hôm nay chính là tìm hiểu muốn chặt thời điểm. Hắn vậy tuân thủ lời hứa, cùng Nhâm Phi Phàm kết minh, trở thành Nhâm Phi Phàm trợ lực. Ngươi thương thế, còn không hết bệnh, nếu là ra tay, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Ở không không lúc nào không bên trong, có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm ngươi, ngươi hôm nay trạng thái thật không tốt, còn tiếp tục bế quan nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Thích Già Phật Tổ trầm giọng khuyên. Ban đầu Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua, chém gông trăm đạo, trực tiếp phi thăng không không lúc nào không. Thậm chí một bước lên trời, bước vào Thiên Đế chủ thần cảnh giới, trước đây lại cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, hắn thừa nhận áp lực cùng tổn thương, thật sự là quá nghiêm trọng. Lấy trước mắt hắn trạng thái, quả quyết không thể tùy tiện xuất quan, nếu không gặp phải địch nhân vây công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta là luân hồi hộ đạo, luân hồi chi chủ gặp nạn, ta há có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nhâm Phi Phàm tròng mắt lạnh lùng, nói. Thích Già Phật Tổ lắc lắc đầu nói. Ngươi tự cố còn không hạ, cưỡng ép ra tay, ngươi đây không phải là hộ đạo, mà là tuẫn đạo. Ta bị luân hồi chi chủ nơi nhờ, dốc lòng chiếu cố ngươi, ở hắn còn không phi thăng trước, ta quyết không cho phép ngươi bị thương. Nhâm Phi Phàm là Diệp Thần hộ đạo, Diệp Thần cũng ở đây báo đáp Nhâm Phi Phàm. Thích Già Phật Tổ, chính là Diệp Thần tự mình mời tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phật Tổ lại giải sầu. Liền Hồng Quân lão tổ cũng không làm gì được ta, chính là một cái Hắc Huyết giáo, làm sao đủ là mắc. Ta muốn đi một chuyến máu đen thời không, ngăn cản Hắc Huyết Ma Tôn ra tay, ta đi một chút liền hồi, Phật Tổ không cần lo lắng. Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, liền chuẩn bị lên đường. Phật Tổ nói, như một đi không trở lại.
Nhâm Phi Phàm con người trầm xuống, không trả lời, phá không rời đi. Hắn phá không xuất quan, thoáng chốc tới giữa, liền kích động thiên cơ. Không không lúc nào không bên trong, vô số thế lực sôi trào, mơ hồ cảm nhận được liền cái gì. Nhâm Phi Phàm biết mình xuất quan, khẳng định sẽ đưa tới cửu địch chú ý, cho nên chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn cả người sấm sét nổ tung, điện mang hừng hực, trực tiếp hạ xuống đến máu đen thời không bên trong. Từng đạo sấm sét đao mang, ở Nhâm Phi Phàm quanh thân chuyển động không ngừng, còn có vô số điện mang con chăn, cự long khí tượng, cực kỳ nguy nga. Đó là 33 thiên thần thuật, cuồng lôi thiên tuyệt chém khí tượng. 33 thiên thần thuật, là lôi thần thiên tôn sáng chế, Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua thời điểm, đem môn thần thuật này tu luyện cảm ngộ, vậy hoàn toàn sửa đổi đến đỉnh cấp. Nhỏ quán sách. Hôm nay, hắn cuồng lôi thiên tuyệt chém tu vi thành tựu, thậm chí vượt qua ban đầu lôi thần thiên tôn, một cái lôi đao tích đánh ra, thiên đế chủ thần trở xuống hẳn phải chết. Ở cuồng bạo sấm sét hơi thở chấn động hạ, toàn bộ máu đen thời không, kịch liệt lay động, từng cái hắc ám con sông sôi trào, vô số hắc ám máu đen đều bị bốc hơi hết, suy suy vang dội. Là huyết nguyệt thiên đế, Nhâm Phi Phàm. Hắn làm sao tới? Trời ạ, trên người hắn khí tượng, như vậy minh mông vĩ đại, hắn cuồng lôi tu vi, thậm chí vượt qua ngày xưa lôi thần thiên tôn. Máu đen thời không bên trong, rất nhiều mai phục ở trong bóng tối sát thủ, ở cảm thấy được Nhâm Phi Phàm đến, đều là rung động bộ dạng sợ hãi. Hắc huyết ma tôn, cút ra đây gặp ta. Nhâm Phi Phàm quát to một tiếng, như sấm thiên minh, nổ tung thời không. Từng luồng hắc ám khí huyết hội tụ, hóa thành một đạo âm lãnh gầy đét bóng người, cả người đen sẫm phủ văn xen lẫn, chính là hắc huyết ma tôn. Nhâm Phi Phàm, ngươi tới ta nơi này làm gì? Hắc huyết ma tôn nhìn Nhâm Phi Phàm bóng người, mặt đầy dè chừng và sợ hãi, cả người đều run rẩy, căn bản không cách nào giữ vững bình tĩnh. Bởi vì hắn từ Nhâm Phi Phàm trong con ngươi, thấy được cực kỳ lạnh lùng ý định giết người. Hắn tu vi, còn chưa tới thiên đế chủ thần bước, có thể không có biện pháp cùng Nhâm Phi Phàm chống lại. Cho dù là thông thường thiên đế chủ thần, đối mặt Nhâm Phi Phàm, cũng bất quá là con kiến hôi tồn tại, chớ nói chi là hắn. Ở ta phi thăng sau đó, liền đà đế cổ thần, cũng không dám tùy tiện hướng luân hồi ra tay, ngươi còn muốn ám sát. Nhâm Phi Phàm nhìn chằm chằm hắc huyết ma tôn, nghiêm nghị chất vấn nói. Hắc huyết ma tôn mồ hôi lạnh nhễ nhại, như lâm đại địch, hoàn toàn không nghĩ tới thiên cơ đã bị tiết lộ, nhanh như vậy liền bị Nhâm Phi Phàm phát hiện. Ta hắc huyết giáo vốn chính là tổ chức sát thủ, ta muốn giết ai, không cần ngươi đồng ý. Hắc huyết ma tôn nội tâm tuy kinh hoàng, nhưng hắn võ đạo chủ tâm, không cho phép hắn khom lưng khủy gối, cho nên đối mặt Nhâm Phi Phàm chất vấn, hắn là lãnh ngạo đáp lại, lại không chịu yếu thế. Nhâm Phi Phàm con ngươi lạnh lẽo, nói, rất tốt, ngươi nói không sai, ngươi muốn giết ai, không cần ta đồng ý, nhưng, ngươi dám động người ta muốn ngươi trả giá thật lớn. Hắn ở bước vào máu đen thời không sau đó, cũng đã cảm giác được, hắc huyết ma tôn rơi xuống phân thân, muốn tự mình đối phó với Diệp Thần. Chuyện này, đã không thể vãn hồi. Diệp Thần tình cảnh, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Nhâm Phi Phàm lo âu dưới, vừa tức giận, lúc này chém ra một đạo sấm sét đao mang, thẳng giết hướng hắc huyết ma tôn. Nhâm Phi Phàm, ngươi dám giết ta? Hắc huyết ma tôn kinh hoàng tức giận, lật đật né tránh. Lấy Nhâm Phi Phàm hôm nay thực lực, muốn giết hắn mà nói, đủ để ở ngay tức thì, đem hắn nơi có thời gian tuyến, xóa bỏ toàn bộ hết, cực kỳ khủng bố. Ngươi sẽ không sợ bại lộ, ngươi sẽ không sợ bị tầng thứ cao hơn lực lượng để mắt tới. Hắc huyết ma tôn bảo hiếu đứng lên, gân xanh nổi lên, nội tâm lại vội vàng truyền ý chí, gieo rắc tin tức, tiết lộ thiên cơ, hướng ngoại giới tiết lộ, Nhâm Phi Phàm đã tới hắn thế giới. Hắn là không đánh lại Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể gửi hy vọng vào người khác. Hắn biết, ở không không lúc nào không bên trong, có không ít người đều muốn Nhâm Phi Phàm mệnh. Ngươi dám động người ta chính là bại lộ, cũng phải ngươi để mạng lại bổ sung. Nhâm Phi Phàm nghiêm nghị không sợ, sấm sét đao mang chém ngang ra, bôn lôi kinh thiên, tử mang nổ tung. Hắc huyết ma tôn sợ hãi, khó mà ngăn cản, bàn tay một chiêu, đem chung quanh ẩn giấu hắc huyết giáo sát thủ cường giả, kéo ra, dùng làm tấm thuẫn. Phốc xích, tiếng kêu thảm vang lên, máu thịt tung tóe. Từng cái hắc huyết giáo sát thủ, như con kiến hồi yếu ớt,
bị chém chết ở Nhâm Phi Phàm sấm sét đao mang hạ. Nhưng, dù vậy, Hắc Huyết Ma Tôn vậy rất khó ngăn trở Nhâm Phi Phàm hung mãnh giết hại, toàn bộ máu đen thời không, đều có bị tắm máu nguy hiểm. Nhâm huynh, cần gì phải táo bạo như vậy? Lúc này, một đạo lạnh lùng như đao, như gió lạnh tận xương vậy thanh âm, bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Thẻ xem kỹ, máu đen thời không bên trong, từng cái hắc ám bên trong sông máu mặt, đột nhiên tuôn ra từng cây một xương trắng. Vô số xương trắng như măng mọc sau cơn mưa vậy toát ra, từng cây một xương trắng xen lẫn thành cũi, lại là đem Nhâm Phi Phàm phong tỏa ở bên trong. Nhâm Phi Phàm thế công, lập tức bị cắt đứt. Hắn con người run lên, thiên đế linh khí nổ lên, đem vậy xương trắng cũi nổ nát vụn. Hắn trước mắt, từng ngọn to lớn, quỷ dị, không thể danh trạng xương trắng điêu xem nhô lên. Một cái trên người tinh xích, bắp thịt đường cong so điêu xem còn hoàn mỹ hơn nam tử, chậm rãi từ xương trắng thế giới bên trong đi ra, chính là Cốt Thiên Đế. Ở Cốt Thiên Đế sau lưng, là hắn học trò, cũng là cổ tinh môn thánh nữ, bị ký thác vận mệnh hy vọng san hô cung mưa. Cốt Thiên Đế, là ngươi. Nhâm Phi Phàm thấy Cốt Thiên Đế hạ xuống, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mới vừa vẫn là máu đen chảy thế giới, ở Cốt Thiên Đế hạ xuống hạ, đã hóa thành một phiến kinh khủng hài cốt chi địa. Cốt Thiên Đế, cung nghênh đại giá, ha ha, hôm nay Nhâm Phi Phàm bị thương, chính là ngươi giết chết hắn thật tốt cơ hội. Hắc Huyết Ma Tôn thấy Cốt Thiên Đế tới, nhất thời cười lên, nội tâm vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhâm Phi Phàm cực kỳ cường hãn, cho dù bị thương, cũng không phải hắn có thể chống lại. Nhưng Cốt Thiên Đế không cùng. Hắn là cổ tinh môn năm đại thiên đế một trong, chân chánh đứng ở đỉnh cao thiên đế chủ thần cường giả. Nếu là hắn xuất thủ, đủ để cho Nhâm Phi Phàm rơi vào sống chết tuyệt cảnh. Nhâm huynh, người trước đây cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, nguyên khí còn không khôi phục sao? Cốt Thiên Đế nhướng mày một cái, thật ra thì hắn không hề muốn thừa dịp người gặp nguy. Theo lý mà nói, Nhâm Phi Phàm trước đây cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, đều đi qua lâu như vậy, cũng hẳn khôi phục. Nhưng, Nhâm Phi Phàm tu làm căn cơ, cũng không vững chắc, hắn ngày này đế chủ thần tu vi, là dựa vào sửa đổi đi qua, cưỡng ép một bước lên trời sông lên, hắn nếu là bị thương, khôi phục vậy so với người thường khó khăn rất nhiều. Đây là đột phá quá nhanh khuyết điểm. Ta nguyên khí xác thực còn không khôi phục, nhưng người muốn giết ta, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói. Cốt Thiên Đế nói, không dễ dàng cũng phải giết. Ngươi là ta cổ tinh môn đại hỏa tâm phúc, ngươi nguyên khí còn không khôi phục, ta giết ngươi, thắng không anh hùng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, Nhâm huynh, xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, Cốt Thiên Đế trong mắt bên trong, mũi nhọn lộ ra, sát khí nổi dậy như ong, từng cây một cốt gai, đột phá ra hắn, từ hắn trong thân thể nổ ra. Thẻ xem kỹ, trong tay hắn nắm một căn cốt mâu, rực cháy hà tách thả ra. Thiên đế linh khí như sao sông lóng lánh, nhất kích ám sát hướng Nhâm Phi Phàm tim, cốt mâu phá không, phát ra cực kỳ nhọn âm bạo thanh. Cổ tinh môn mục tiêu, là săn giết chư thiên thần minh, hồi phục trong ảo tưởng Hiên Viên Vương. Bọn họ muốn giết thần ngoài sáng mặt, võ tổ là trọng yếu một cái. Mà luân hồi trận doanh, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cứu võ tổ. Nhâm Phi Phàm là luân hồi trận doanh tuyệt đối hạch tâm, hắn tồn tại. Đối cổ tinh môn uy hiếp, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Nhâm Phi Phàm cùng bốn đại yêu tổ, cũng có giao tình, ban đầu bốn đại yêu tổ, bị cổ tinh môn chèn ép, chạy nạn rời đi. Mối thù này oán, Nhâm Phi Phàm cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Cho nên, cho dù là thắng không anh hùng, Cốt Thiên Đế cũng phải đánh chết Nhâm Phi Phàm, tuyệt không thể bỏ qua ngày hôm nay cái này cơ hội. Ta nói, người muốn giết ta, tuyệt không thể nào ung dung. Cuồng lôi thiên tuyệt chém, phá cho ta. Nhâm Phi Phàm thấy Cốt Thiên Đế cốt mâu đâm tới, không sợ chút nào, con người lạnh lùng như băng, vung tay lên, chư thiên sấm sét linh khí hội tụ, tử điện xen lẫn, phù văn sáng chói, một phiến phiến sấm sét phù văn hội tụ thành biển, hóa ra một đạo kinh thiên chém đất vạn trượng đao mang, chém chết hướng Cốt Thiên Đế. Cái này một đao, chính là lôi thần thiên tôn võ nghệ trình độ cao nhất, cuồng lôi thiên tuyệt chém. Mắt xem lôi đình này một đao chém đến, Cốt Thiên Đế con người co rúc lại, trầm giọng ói hai chữ. Người điên! Lấy hôm nay Nhâm Phi Phàm trạng thái, hắn lại vẫn muốn thi triển 33 thiên thần thuật,
đơn giản là không để ý thân thể tiêu hao, hoàn toàn là điên cuồng cử động. Như vậy mãnh liệt sấm sét một đao, liền cốt thiên đế cũng không cản được, cốt mâu tại chỗ liền bị chém nứt, máu tươi ói như điên, hơi có chút chật vật lui về phía sau một khoảng cách. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, muốn truy kích, nhưng trạng thái có hạn, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hô hấp đều có điểm ngưng động chất, cũng khó mà thừa thắng truy kích. Ha ha, Nhâm huynh, xem ra ngươi vẫn có chút miễn cưỡng à. Cốt thiên đế chậm qua một hơi, bén nhạy nhận ra được Nhâm Phi Phàm không ổn, lần nữa hiển hóa ra một cán kinh thiên cốt mâu, cả người ầm ầm thần chú tự minh, như chư thần ngâm sướng, bắn tán loạn vô tận bảo quang. Phật tổ chân kinh, diệu pháp hoa sen. Cốt thiên đế trường mâu phá giết ra, giết hại hung hãn, tay trái nhưng cầm hoa làm quyết, toát ra một đóa thuần túy xương trắng đài sen, hướng Nhâm Phi Phàm bạo giết đi. Ở không không lúc nào không bên trong, Phật tổ chân kinh toàn bộ công pháp, đều là được mở, tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Thích Già Phật tổ mong muốn, là người người thành Phật, ở trên đời bước lên vô cùng, đi tinh không bờ bên kia thế giới cực lạc. Làm thiên đế chủ thần cấp cường giả khác, cốt thiên đế vậy tu luyện qua Phật tổ chân kinh, thậm chí luyện đến tầng thứ 7 bước. Hắn diệu pháp hoa sen khí tượng, là xương trắng khí tượng, xương trắng đài sen chấn áp, uy thế mênh mông, như muốn nghiền diệt chư thiên. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, chế trụ thương thế bên trong cơ thể, từng cái cuồng lôi đao mang chém ngang ra, còn có từng cái huyết nguyệt kiếm khí, như thác vải vậy bạo rơi tự nhiên. Cốt thiên đế trường mâu giết tới, đem phiến ánh đao kiếm khí nghiền nát, diệu pháp hoa sen xương trắng đài sen, lại là tại chỗ nổ, đem Nhâm Phi Phàm cũng ép được lui về phía sau. Nhưng, hạ một sát, Nhâm Phi Phàm lại lần nữa giết tới, hai người kịch chiến. Chỉ bất quá, hai người chiến đấu, rất nhanh liền phân ra cao thấp. Nhâm Phi Phàm cuối cùng trạng thái không tốt, rất nhanh liền bị cốt thiên đế áp chế, sa sút cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc huyết ma tôn thấy vậy, nội tâm đại hỉ, trong đầu nghĩ nếu là Nhâm Phi Phàm chết, hắn đả đế thiên tông, cũng có thể ít đi một cái đại họa tâm phúc. Càng mấu chốt chính là, Nhâm Phi Phàm vừa chết, luân hồi trận doanh liền mất đi cường đại nhất hộ đạo giả, tất nhiên phải đi hướng suy sụp. Nhâm huynh, buông tha vùng vẫy đi, ta có thể cho một mình ngươi thống khoái. Cốt thiên đế lạnh lùng nói. Tuy nói thắng không anh hùng, nhưng hắn cuối cùng là sắp thắng được. Nhâm Phi Phàm không nói, ánh mắt âm lãnh, cả người có kim quang tách thả ra, nhưng chuẩn bị nếu không cố giá phải trả, sử dụng thiên đế kim luân. A-di-đà Phật. Nhưng vừa lúc đó, một đạo lành lót trang nghiêm Phật hiệu tiếng, chấn động toàn trường, để cho được trong kịch chiến Nhâm Phi Phàm cùng cốt thiên đế, động tác cũng làm một lần. Hư không Phật quang nổ lên, các loại thủy hà bốc hơi lên, kim nghê cuồn cuộn, điềm lành vạn đạo, bảo thụ lượn vòng, bồ đề linh quang chập chờn. Thích Già Phật tổ bóng người, từ trong hư không hạ xuống xuống, mang động trời Phật đạo uy thế, lồng xây chư thiên, rung động người tâm thần. Thích Già Phật tổ, hắn làm sao cũng tới. Hắc huyết ma tôn thấy Phật tổ tới, nhất thời bộ dạng sợ hãi, trong phảng phất lại bắt được thiên cơ, Phật tổ tựa hồ là đứng ở Nhâm Phi Phàm bên này. Phải biết, ở lúc trước, Phật tổ một mực giữ trung lập, từ không nhúng tay vào chư thiên nhân quả, nhưng hiện tại, hắn vẫn đứng ở liền Nhâm Phi Phàm bên người. Phật tổ thân phận, cực kỳ đặc thù, thực lực vậy vô cùng là cường hãn. Ở chín thần chí tôn, còn không sinh ra thời điểm, Phật tổ cũng đã là thiên đế chủ thần. Năm đó, đệ nhất thảo thần thiên tôn, xưng bá chư thiên, thế giới thụ liên tiếp đến mỗi cái tâm linh của người ta, tất cả người nội tâm ý tưởng, cũng sẽ bị nàng theo dõi. Chỉ có Thích Già Phật tổ, Phật tâm như lưu ly tinh khiết, liền đệ nhất cỏ thần cũng không cách nào dò xét. Hàng tỷ thế kỷ nguyên tới nay, vô số thế lực muốn lôi kéo Phật tổ, nhưng cũng bị cự tuyệt. Thích Già thiên đế, người lại có thể cùng luân hồi kết minh. Cốt thiên đế thấy Phật tổ hạ xuống, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong mắt kịch liệt co rúc lại. Đúng vậy. Phật tổ thấp mi than thở một tiếng, hắn cùng luân hồi kết minh, thật ra thì cũng không muốn bị người ngoài biết, sợ người ngoài quấy rầy hắn thanh tịnh. Nhưng hôm nay, Nhâm Phi Phàm gặp nguy hiểm, hắn không thể ngồi coi bỏ mặc, phải hạ xuống tương trợ. Hắn một hạ xuống, tất cả thiên cơ tiết lộ, cốt thiên đế lập tức liền nhìn ra, Phật tổ hỏi Diệp thần mượn một trang tinh không đạo thư, đã cùng luân hồi trận doanh kết minh. Phật tổ Phật tâm, cực kỳ cường hãn, liền Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua,
vậy tu không đổi được hắn ý tưởng, không cách nào cùng hắn kết giao. Nhưng, Diệp Thần dựa vào một trang tinh không đạo thư, liền để cho Phật Tổ cúi đầu, trở thành luân hồi đồng minh. Cho dù là Phật Tổ, cũng có chấp niệm. Hắn chấp niệm, chính là tinh không bờ bên kia. Cốt Thiên Đế, người muốn tổn thương Nhâm huynh, ta không thể ngồi coi bỏ mặc. Còn nữa, các người cổ tinh môn, nhốt Võ Tổ, cũng là thiên đại lỗi. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi một chút dạy bảo, mong rằng ngươi sau này tự thu xếp ổn thỏa. Phật Tổ trong mắt bỗng nhiên kim quang bắn ra, thần uy tách thả ra, thẳng ngất trời vũ, cao nhất thần trưởng vung ra, lòng bàn tay tinh không phủ văn xen lẫn, sáng chói lóng lánh, đánh giết hướng Cốt Thiên Đế. Cốt Thiên Đế hô hấp nhất thời nghẹt thở, cho dù là hắn đỉnh cấp thời điểm, thực lực cùng Phật Tổ so sánh, cũng là có chênh lệch không nhỏ. Huống chi hôm nay, hắn mới vừa cùng Nhâm Phi Phàm kịch chiến, linh khí tiêu hao to lớn, đối mặt Phật Tổ một trường giết tới, lại cảm thấy khó mà ngăn trở. Cốt Ma Gai, phá! Nguy cấp bên trong, Cốt Thiên Đế nhưng không có chút nào lùi bước, sử dụng một cán nhọn cốt mâu, hướng Phật Tổ thần trưởng đâm tới. Phật Tổ không nói, quanh thân tinh không đạo thư khí tượng dâng trào, từng luồng ánh sao hội tụ ở trên bàn tay, trưởng thế như muôn vàn vũ trụ trồng, rồi sau đó ngay tức thì nổ. Cuồng bạo trưởng thế gào thét ra, như hãn biển kích thiên, thẻ xem kỹ một tiếng, liền đem Cốt Thiên Đế cốt mâu, hoàn toàn oanh được nghiền. Phốc xích, Cốt Thiên Đế máu tươi ói như điên, ở cốt mâu bể tan tành ngay tức thì, Phật Tổ vậy kinh thiên trưởng lực, vậy đánh giết đến trên người hắn. Ở trong nháy mắt, hắn bị nghiền diệt mấy ngàn cái thời gian tuyến, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, đạo tâm kịch liệt lay động. Sư phụ, ở Cốt Thiên Đế sau lưng. Cổ tinh môn thánh nữ san hô cung mưa thấy vậy, nhất thời hoảng hốt, không nghĩ tới Phật Tổ như thế cường hãn, một trưởng liền bị thương nặng Cốt Thiên Đế. A-di-đà Phật. Phật Tổ một trưởng đánh chúng sau đó, gặp tốt hãy thu, không hề truy kích, lui về phía sau hai bước. Hắn cùng Cốt Thiên Đế, cùng làm Thiên Đế chủ thần, có thể ở một chiêu tới giữa bại địch, chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là hắn lấy được tinh không đạo thư, tuy chỉ có một trang, nhưng bộc phát ra uy thế. Cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước, cả ngày đế chủ thần đều có thể áp chế. Chúng ta đi. Cốt Thiên Đế khẽ cắn răng, biết Phật Tổ có tinh không đạo thư, mình tuyệt đối không phải địch thủ, lúc này mang san hô cung mưa, hơi có chút chật vật rút lui đi. Cốt Thiên Đế. Thấy Cốt Thiên Đế đi, Hắc Huyết Ma Tôn hơi có chút hoảng sợ hô kêu một tiếng. Hắn gặp Phật Tổ thần uy như vậy vô địch, trong lòng cũng là sợ, e sợ cho toàn bộ Hắc Huyết giáo đều phải bị Phật Tổ xúc diệt. Nhâm huynh, chúng ta vậy cần phải trở về. Ở đánh lui Cốt Thiên Đế sau đó, Phật Tổ cũng không có lại chiến đấu ý, nhìn Nhâm Phi Phàm một mắt, nói. Nhâm Phi Phàm biết Phật Tổ không muốn dính giết hại, cũng chỉ điểm tốt đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Huyết Ma Tôn, nói, Hắc Huyết Ma Tôn, như Diệp Thần xảy ra chuyện, ta tất xúc diệt ngươi toàn bộ Hắc Huyết giáo. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm liền đi theo Phật Tổ rời đi. Hắc Huyết Ma Tôn mồ hôi lạnh nhễ nhại, biết mình lần này, là đá tấm sắt. Ám sát Diệp Thần, giá phải trả vừa vừa thực không nhỏ. Ma Tôn đại nhân, làm thế nào? Hắc Huyết giáo một cái trưởng lão, thận trọng đi tới Hắc Huyết Ma Tôn bên người, hỏi nói. Hiện tại Nhâm Phi Phàm đã phát ra cảnh cáo, nếu như tiếp tục ám sát Diệp Thần mà nói, sợ rằng sẽ là toàn bộ Hắc Huyết giáo, mang đến tai họa ngập đầu. Ta Hắc Huyết Ma Tôn người thế nào? Há sẽ bởi vì hắn Nhâm Phi Phàm một câu nói, liền vi phạm ta chữ tín. Ta đã đáp ứng Phượng Hoàng nhất mạch, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn ám sát luân hồi. Cho dù liều mạng toàn bộ Hắc Huyết giáo tiêu diệt, ta cũng không sẽ để cho luân hồi chi chủ tốt hơn. Hắc Huyết Ma Tôn ánh mắt tàn bạo, nhưng là không có chút nào thay đổi chủ ý ý. Hắn cố ý muốn ám sát Diệp Thần, coi như Nhâm Phi Phàm cảnh cáo, hắn vậy hoàn toàn bỏ mặc. Lúc này Diệp Thần, còn ở thiên ngoại thiên, hải đường tiên đảo bên trên. 3 ngày thời gian trôi qua, phù sinh tuyệt mệnh linh khí, hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cấp. Vù vù, phù sinh tuyệt mệnh chấn động, một cổ ác liệt giết hại mũi nhọn, phóng lên cao, xuyên qua thương khung, tạo thành một đạo sáng chói mênh mông chùm tia sáng, cực kỳ nguy nga. Diệp Thần nắm phù sinh tuyệt mệnh, chỉ cảm thấy thanh binh khí này, tựa hồ thành là thân thể mình một phần chia. Cùng hắn huyết mạch đồng tình. Rất tốt, thanh binh khí này, rốt cuộc khôi phục đỉnh cấp, ta rốt cuộc có áp chế ma tổ vô thiên có thể.
Diệp Thần nhìn phù sinh tuyệt mệnh trên lưu chuyển mũi nhọn, nội tâm cũng là 10 phần mừng rỡ. Hắn ánh mắt, nhìn về Thiên Thảo Sơn Trang phương hướng, có thể rõ ràng cảm nhận được, Di La cung người, đã rời đi. Trước mắt, Thiên Thảo Sơn Trang bên kia, chỉ có ma tổ không trời vẫn còn ở. Ma tổ vô thiên tựa hồ vậy đang đợi Diệp Thần, muốn quyết chiến. Ta muốn đang cùng thiên nữ quyết chiến trước hết giết ma tổ vô thiên. Diệp Thần nội tâm lướt qua tàn bạo ý niệm, thổi một cái huýt sáo, cho đòi tới Hải Đường Tử Hoàng. Diệp Thần ca, chúng ta là muốn đi cùng ma tổ vô thiên đánh nhau sao? Hải Đường Tử Hoàng hưng phấn tung tăng, hơi có chút mong đợi nói. Ừ, cũng nên đến quyết chiến thời điểm. Diệp Thần gật đầu một cái, phù sinh tuyệt mệnh nơi tay, hắn là tràn đầy lòng tin. Vậy thì tốt quá, giết ma tổ vô thiên, chúng ta liền có thể đoạt lại tiểu thảo thần lãnh địa rồi. Hải Đường Tử Hoàng mặt mày hớn hở, lúc này hóa ra tím hoàng thần thú hình dáng. Ta đi một chuyến Thiên Thảo Sơn Trang, Hải Đường Linh Mẫu tiền bối, người giúp ta chăm sóc kỹ Tư Thanh. Diệp Thần hướng Hải Đường Linh Mẫu nói, rồi sau đó liền cưỡi Hải Đường Tử Hoàng, bay đi Thiên Thảo Sơn Trang. Kỷ Tư Thanh còn ở dung hợp Phượng Hoàng Thần Tinh, nghĩ xong toàn dung hợp, phỏng đoán còn cần mấy ngày nữa. Còn như Tiểu Thảo Thần, nàng sức chiến đấu còn không khôi phục, trước mắt cũng ở đây tiên đảo trên tĩnh dưỡng. Người thằng nhóc này, nếu là thật có thể đánh bại ma tổ vô thiên, vậy thì vô địch. Hải Đường Linh Mẫu trong mắt híp lại, nhìn Diệp Thần thân ảnh đi xa, lẩm bẩm nói nhỏ. Diệp Thần cưỡi Hải Đường Tử Hoàng, phá toái hư không, rất nhanh sẽ đến Thiên Thảo Sơn Trang. Làm hai người đi tới Thiên Thảo Sơn Trang thời điểm, nhưng phát hiện Thiên Thảo Sơn Trang, tử khí trầm trầm, một phiến điêu tàn tình cảnh, lại không có một chút thanh âm truyền ra. Ngày xưa tràn đầy sức sống cùng linh khí Thiên Thảo Sơn Trang, hôm nay bị một cổ mùi máu tanh cùng thi thể hơi thở bao phủ, trên đất khắp nơi đều là vặn vẹo không chạm thi thể. Những thi thể này, ra phơi bầy ám kim ánh sáng màu, lại đều là có hoàng kim huyết mạch ma thần, đều là ma tổ vô thiên dưới quyền. Một cái hoàng kim ma thần thi thể, tràn ngập ở Thiên Thảo Sơn Trang chung quanh, mơ hồ tới giữa, lại có thể bị bố trí thành loại nào đó cổ quái quỷ bí trận pháp, tản mát ra làm người ta bất an hơi thở, thoáng đến gần, tựa hồ thì có dính không rõ nguy hiểm. Ai yêu, nơi này quá nhiều thi thể, ma tổ vô thiên làm sao cầm người dưới tay hắn, cũng giết đi. Hải Đường Tử Hoàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, vỗ cánh quanh quẩn trên không trung, trong chốc lát không dám bay xuống đi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, mơ hồ vậy dòm ngó hôm nay cơ hội, phát hiện những thứ này hoàng kim ma thần thi thể, đều là ma tổ vô thiên bố trí. Ma tổ vô thiên đau xuống tay tàn nhẫn, lại là đưa tay hạ rất nhiều hoàng kim ma thần cường giả, toàn bộ giết sạch, lấy thi làm trận, bố trí cái này khủng bố quỷ bí trận pháp. Diệp Thần, cũng chỉ có một mình ngươi sao, ta còn lấy vì ngươi sẽ mang nhiều một chút người tới. Một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chỉ gặp Thiên Thảo Sơn Trang bên trong, một cái cả người ma khí cuồn cuộn nam tử, sải bước đi ra, chính là ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên, ngươi lấy thi làm trận, muốn dở trò quỷ gì? Diệp Thần thấy ma tổ vô thiên xuất hiện, cũng là cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, ngươi xuống liền biết, ngươi phù sinh tuyệt mệnh, không phải có thể khắc chế ta sao? Cứ việc hạ đi thử một chút. Ma tổ vô thiên nhìn Diệp Thần trong tay nắm phù sinh tuyệt mệnh binh khí, cười nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ma tổ vô thiên lấy thi làm trận, hiển nhiên là kịp chuẩn bị, nhưng đương thời giây phút, hắn cũng không khả năng lùi bước. Ngươi cố làm ra vẻ huyền bí, liền lấy là ta biết sợ liền ngươi. Phù sinh tuyệt mệnh, phá cho ta giết. Diệp Thần quát to một tiếng, nắm phù sinh tuyệt mệnh, từ bên trong mở ra, tay trái mang thương, tay phải cầm kiếm, cưỡi Hải Đường Tử Hoàng, từ chân trời bạo rơi xuống, tuyệt mệnh kiếm cùng tuyệt mệnh súng. Tuôn ra ngút trời mũi nhọn, ám sát hướng ma tổ vô thiên. Lệ! Hải Đường Tử Hoàng ngửa mặt lên trời phát ra phượng hót, vận mệnh ánh sáng tím tách thả ra, Thụy Hà nhô lên, trợ lực Diệp Thần. Ở Hải Đường Tử Hoàng trợ lực hạ, Diệp Thần hai tay bên trong, kiếm súng mũi nhọn, nổ tung tới cực điểm, ác liệt vô cùng, như muốn phá thiên. Ma tổ vô thiên nhìn Diệp Thần phá giết tới, mặt không đổi sắc, vẫn là trầm ổn đạm như vậy. Trong con người bắn ra vô cùng là tinh thuần, vô cùng là nồng nặc, vô cùng là sáng chói hoàng kim màu sắc ánh sáng, uy thế mênh mông. Đó là hoàng kim huyết mạch khí tượng. Cái này thế gian,
chân quý nhất kim loại là hoàng kim. Hoàng kim tính chất, vô cùng là ổn định. Tất cả kim loại, cũng sẽ xảy ra gì, cũng sẽ ở 5 tháng trồng hạ mài mòn. Nhưng, hoàng kim sẽ không. Loại kim loại này, từ sinh ra bắt đầu từ ngày đó, liền vĩnh viễn sẽ không mài mòn, cũng sẽ không gì xét, là chân quý nhất, nhất là ổn định, tinh khiết nhất kim loại. Hoàng kim huyết mạch, cũng là truyền thuyết bên trong, thế gian tinh khiết nhất huyết mạch, không bao giờ mài mòn. Mà tổ vô thiên trong con người quang mang hoàng kim, một tí hiển hóa, cả người khí chất nhất thời lột xác, trên da hiện ra từng đạo hoàng kim phù văn, sáng chói lóng lánh, sử dụng một chuôi hoàng kim chiến kiếm, ngăn cản Diệp Thần tuyệt mệnh kiếm cùng tuyệt mệnh súng. Đinh! Diệp Thần kiếm súng đủ giết, cùng ma tổ vô thiên hoàng kim chiến kiếm giao phong, bung ra thanh thúy tiếng vang, tia lửa văng khắp nơi, đợt khí chấn động. Ma tổ vô thiên thân thể, sừng sững không nhúc nhích. Ngược lại thì Diệp Thần, bị đẩy lui một khoảng cách. Phốc đích một tiếng, bên cạnh lại có một cái hoàng kim ma thần thi thể, quỷ dị nổ tung, chảy ra các loại màu vàng kim cổ quái chất lỏng. Ừ! Diệp Thần nhìn ma tổ vô thiên khí định thần nhàn hình dáng, lại nhìn xem bên cạnh bạo liệt hoàng kim ma thần thi thể, ánh mắt nhất thời co rúm một cái. Hắn phù sinh tuyệt mệnh, theo lý mà nói, cũng có thể khắc chế hoàng kim huyết mạch, đây là thiên khải chí tôn chuyên tâm chế tạo binh khí, đối hoàng kim ma thần khắc chế hiệu quả đặc biệt rõ rệt. Nhưng giờ phút này, ma tổ vô thiên nhưng không có gì bị khắc chế hình dáng. Cái này thi trận, thay hắn chặn lại phù sinh tuyệt mệnh giết hại. Diệp Thần nhìn vậy bạo liệt ma thần thi thể, cũng biết nguyên nhân. Lúc đầu ma tổ vô thiên khí cơ, cùng cái này thi thể trận pháp tương liên, ở nhận chịu phù sinh tuyệt mệnh công kích sau đó, liền đem công kích khí tức giết hại, chuyển tới thi thể trên trận pháp mặt. Cho nên, chỉ muốn cái này thi thể trận pháp vẫn tồn tại, hắn là có thể miễn dịch phù sinh tuyệt mệnh khắc chế. Dĩ nhiên, cái loại này miễn dịch thủ đoạn, giá phải trả cực kỳ to lớn. Ngươi giết như thế nhiều hoàng kim ma thần, liền không sợ bọn họ phản bội ngươi sao? Diệp Thần nhìn đầy đất hoàng kim ma thần thi thể, con ngươi lạnh lẽo, nói. Chỉ cần có thể giết ngược ngươi, hết thảy vấn đề cũng không là vấn đề. Ma tổ vô thiên vẫn là khí định thần nhàn, cả người ra hoàng kim phù văn sáng chói, trong tay hoàng kim chiến kiếm mang cuồn cuộn ma khí, như sóng chiều vậy gào thét, chém chết hướng Diệp Thần. Hắn giết chết như thế nhiều hoàng kim ma thần. Lấy thi thể cấu trúc trận pháp, giá phải trả dĩ nhiên là to lớn, thậm chí có thể đưa tới hoàng kim ma thần sợ hãi cùng bất mãn. Nhưng, nếu như hắn có thể giết ngược Diệp Thần, bất cứ giá nào đều là đáng. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, mắt xem ma tổ vô thiên khua kiếm giết tới, vội vàng cưỡi hải đường tử hoàng bay lên trời né tránh. Không được, cái này ma tổ vô thiên, cực kỳ lợi hại, Diệp Thần ca, chúng ta có thể không phải là đối thủ à? Hải đường tử hoàng kinh hô lên. Ma tổ vô thiên là cao cấp tiên đế, hơn nữa hôm nay hoàng kim máu thần năng lượng mở hết, uy thế cực kỳ khủng bố, từng chiêu từng thức đều có tan biến thời không uy năng, nàng chỉ cảm thấy nghẹt thở. Kinh khủng hơn phải, ma tổ vô thiên dưới chân thi thể trận pháp, vượt quá là hắn chuyển giá tổn thương, còn vì hắn hoàng kim máu thần, tăng thêm uy lực. Như vậy trợ lực dưới, ma tổ vô thiên sức chiến đấu, đã đến một người vô cùng hắn kinh khủng bước. Cho dù là bướng bỉnh như hải đường tử hoàng, hôm nay cũng có ý sợ hãi, muốn chạy trốn. Không, không cần trốn. Ta có thể phá hỏng hắn thi trận. Ngạo thế cửu trọng thiên, ngạo thế thiên cung, hạ xuống đi. Diệp Thần quát to một tiếng, hoàn toàn tuôn ra ngạo thế cửu trọng thiên bí pháp, một cổ động trời thần thuật khí lưu, phóng lên cao, xuyên qua thiên thảo sơn trang bầu trời vân tiêu, vô số tầng lưu vân trồng, mây trời tới giữa. Trên trời cao, hiển hóa ra một tòa cung điện hư ảnh. Tòa cung điện kia, là chân chánh trên trời cung điện, nguy nga, vô số quy luật vần quanh, chư thần chúc phúc ngâm sướng, kim quang lan tràn, ngân hà lượn quanh chuyển, trên thiên cung mặt lại có một đạo thiên địa pháp tướng bóng dáng. Đó chính là Diệp Thần thiên địa pháp tướng, trừng vạn trượng cao, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, như ngạo thị thiên hạ chí tôn, cực kỳ bá đạo. Ngạo thế thiên cung vừa ra, Diệp Thần giống như hóa thân ngạo thị càn khôn quân vương, cực kỳ thô bạo. Ngạo thế cửu trọng thiên môn thần thuật này, vậy mang theo cực mạnh uy áp hiệu quả, vừa thi triển ra, nhất thời thiên địa rúng động, ma tổ vô thiên dưới chân thi thể trận pháp, vậy đi theo một hồi lay động. Ngạo thế thiên cung, rơi. Diệp Thần vung tay lên, to lớn nguy nga ngạo thế thiên cung,
liền như sao vẫn vậy từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng ma tổ vô thiên đập tới, phải đem hắn cùng dưới chân hắn thi thể trận pháp, cũng cùng nhau nghiền nát. Khổng lồ ngạo thế thiên cung, liền trực tiếp nghiền nổ không khí, mang động trời uy thế bạo rơi xuống. Ngạo thế cửu trọng thiên, ngươi lại có thể luyện thành môn thần thuật này. Bất quá, 33 thiên thần thuật, ta cũng có. Thần ma mục nát thiên lưu, chư thiên bại mục nát, ta là chí tôn, phá. Ma tổ vô thiên thấy ngạo thế thiên cung nện xuống tới, trong mắt lướt qua một chút che lấp, lại không có bất kỳ lùi bước, cả người ma khí đột nhiên nổ, đổi được đậm đà không biết nhiều ít lần, dưới chân một cái hoàng kim ma thần thi thể, vậy thẻ xem kỹ xét đi theo nổ tung, từ bên trong chảy xuôi các loại quỷ bí hoàng kim thi khí, cùng hắn dung hợp với nhau. Giờ khắc này, ma tổ vô thiên trên mình, lại cũng là bộc phát ra cực kỳ kinh khủng thần thuật hơi thở, hoàn toàn không kém gì Diệp Thần ngạo thế cửu trọng thiên. Đó là truyền thuyết bên trong, thần ma mục nát thiên lưu hơi thở. Thần ma mục nát thiên lưu, 33 thiên thần thuật một trong, từ thiên ma trong tinh hải ra đời, đại biểu thế gian kinh khủng nhất dơ bẩn. Nghe nói, cái này thần ma mục nát thiên lưu, đủ để ô nhiễm phai mở thế gian hết thảy đồ, thậm chí liền người làm phép đều phải bị ô nhiễm. Năm đó nham thần thiên tôn, đang nắm trong tay thiên ma tinh hải sau đó, vậy nắm giữ thần ma mục nát thiên lưu. Nhưng cho dù là nham thần thiên tôn, vậy cho tới bây giờ không sử dụng qua một chiêu này. Bởi vì một chiêu này, uy lực mặc dù khủng bố, nhưng tác dụng phụ cực kỳ to lớn, sẽ làm tự thân đạo tâm ô nhiễm, gặp to lớn cắn trả. Ma tổ vô thiên không ngừng ăn cắp thiên ma tinh hải năng lượng, đã sớm lĩnh ngộ thần ma mục nát thiên lưu, nhưng trước kia cho tới bây giờ không có thi triển qua, chính là bởi vì môn thần thuật này, tác dụng phụ chân thực quá lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại có thể thi triển ra. Thần ma mục nát thiên lưu khí tượng bùng nổ, cuồn cuộn ma khí ngất trời, diễn hóa ra vô số đầu thần ma cự tượng, ở chân trời bào hiếu gào thét, ma thôn nhật nguyệt, ma sắp thiên hạ, hùng bá chư thiên. Một đạo thao thao bất tuyệt ma đạo khí lưu, như sông dài vậy từ ma tổ vô thiên quanh thân nổi lên, rồi sau đó như thất luyện ngất trời, cuộn sạch hướng Diệp Thần ngạo thế thiên cung. Thi triển ra thần ma mục nát thiên lưu ma tổ vô thiên, vẫn là khí định thần nhàn, lại có thể không có một chút bị cắn trả hình dáng. Chỉ là, dưới chân hắn thi thể trận pháp, đang không ngừng làm tan rã, một cái hoàng kim ma thần thi thể, không ngừng nổ tung. Diệp Thần thất kinh, cũng biết ma tổ vô thiên, là lợi dụng rất nhiều hoàng kim ma thần thi thể, thành tựu hiến tế, thi triển ra cửa này động trời ma đạo thần thuật. Bởi vì có rất nhiều hoàng kim ma thần hiến tế, cho nên hắn tiếp nhận áp lực, đặc biệt nhỏ. Hơn nữa, bởi vì hoàng kim huyết mạch, bản thân liền vô cùng là tinh khiết, cả ngày ma tinh biển đều không thể ô nhiễm. Cho nên, ở rất nhiều hoàng kim ma thần hiến tế trợ lực hạ, ma tổ vô thiên huyết mạch, cũng là tinh khiết tới cực điểm, hạt bụi nhỏ không dính, lại là chịu đựng được thần ma mục nát thiên lưu cắn trả. Kinh khủng thần ma mục nát thiên lưu, lập tức liền xông lên đánh vào Diệp Thần ngạo thế thiên cung phía trên. Hu hu hu! Ngạo thế thiên cung phát ra từng cơn khí lưu ô minh. Nguyên bản huy hoàng sáng chói ngạo thế thiên cung, ở thần ma mục nát thiên lưu dưới sự xung kích, lập tức liền bị ô nhiễm, tất cả chói lọi, toàn bộ ám đạm đi xuống. Cả tòa ngạo thế thiên cung, đổi được hắc ám, sơ bẩn, mục nát, cuối cùng ùm vang dội, băng diệt thành một chồng cướp xám, theo gió tản đi. Nhưng, thần ma mục nát thiên lưu giết hại, cũng không có vì vậy kết thúc. Kinh khủng à đạo nước lũ, mang hung hãn hắc ám ma uy, hung hăng hướng Diệp Thần cuốn tới. Uy lực thật là đáng sợ. Diệp Thần mắt đồng co rúc lại, hoàn toàn không nghĩ tới ma tổ vô thiên thần ma mục nát thiên lưu, lại có thể bá đạo lợi hại đến tình cảnh này, không hổ là từ thiên ma tinh hải bên trong sản sinh ra thần thuật. Thiên quân phong thần bia, cho ta ngăn trở. Mắt xem thần ma mục nát thiên lưu cuốn tới, Diệp Thần nguy cấp bên trong, sử dụng thiên quân phong thần bia, bảo vệ ở trước mặt mình. Suy suy suy, thiên quân phong thần bia ánh sáng rực rỡ tách thả ra, ngăn cản vậy ma đạo nước lũ đánh vào. Nhưng, thần ma mục nát thiên lưu, uy thế quá hung mãnh, thiên quân phong thần bia cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở, không hề thiếu kinh khủng à đạo khí lưu, đi Diệp Thần thân thể tập sát tới, làm được hắn từng cơn nghẹt thở. Diệp Thần cũng không hơn gì, bất quá, hắn vậy bén nhạy phát hiện, ma tổ vô thiên tình cảnh, giống vậy không ổn. Vì thi triển thần ma mục nát thiên lưu,
Ma tổ Vô Thiên hiến tế đại lượng hoàng kim ma thần thi thể, dưới chân ma thần thi trận, cơ hồ muốn tan vỡ, đổi được vô cùng yếu kém. Không có cái này ma thần thi trận bảo vệ, nếu như ma tổ Vô Thiên lại gặp đến công kích, hắn lại không thể rời đi tổn thương, phải hoàn toàn mình chịu đựng. Cơ hội. Phù sinh tuyệt mệnh, giết cho ta. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lập tức bắt được cơ hội, bước chân đạp một cái, thân thể bão tố bắn ra, trong tay tuyệt mệnh kiếm cùng tuyệt mệnh súng, bính hợp chung một chỗ, bộc phát ra sáng chói ác liệt mũi nhọn, giống như muốn phá toái hư không vậy, hướng ma tổ Vô Thiên đâm thẳng tới. Không tốt. Ma tổ Vô Thiên mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy huyết mạch chỗ sâu, truyền đến từng cơn quý động, đó là hắn hoàng kim huyết mạch, gặp phải phù sinh tuyệt mệnh khắc chế. Nếu như là tại mới vừa, hắn gặp phải khắc chế thời điểm, có thể đem tổn thương đổ lỗi đến hoàng kim ma thần trên thi thể. Nhưng hiện tại, dưới chân hắn ma thần thi trận, đã tan vỡ, hắn muốn một mình chịu đựng phù sinh tuyệt mệnh giết hại. Ở phù sinh tuyệt mệnh khắc chế hạ, ma tổ Vô Thiên chỉ cảm thấy hô hấp ngưng động chất. Nhưng, hắn cũng không có lùi bước. Bởi vì hắn biết, một khi lui về phía sau, mất đi mũi nhọn, vậy sẽ phải bị Diệp Thần một mực áp chế, lại cũng không có phản kích cơ hội. Thần ma mục nát trời, chư thiên bại mục nát, táng diệt luân hồi. Ma tổ Vô Thiên hoàng kim chiến kiếm giết ra, trên thân kiếm lượn lờ một cổ hắc ám kinh khủng à khí, đó là thần ma mục nát thiên lưu khí tức kinh khủng, đủ để ô nhiễm diệt hết thảy tồn tại. Hắn liều mạng bị khắc chế mặt trái trạng thái, cũng phải đem thần ma mục nát thiên lưu, bùng nổ đến mức tận cùng, thề phải giết ngược Diệp Thần. Đinh! Diệp Thần phù sinh tuyệt mệnh, hung hăng cùng ma tổ Vô Thiên hoàng kim chiến kiếm, đụng vào nhau, giao tranh kịch liệt. Phù sinh tuyệt mệnh mũi nhọn, cùng thần ma mục nát thiên lưu hắc ám ma khí, ngất trời nổ lên, xuyên qua thiên vũ, khí tượng hung hãn vô cùng. Diệp Thần cùng ma tổ Vô Thiên, cũng là ngay tức thì rơi vào kịch liệt hỗn chiến bên trong. Hai người đều là không để ý tánh mạng, không để ý giá phải trả, điên cuồng muốn giết lục đối phương. Cuồng bạo chiến đấu khí lưu, để cho được trên bầu trời hải đường tử hoàng, vậy hoàn toàn không cách nào đến gần. Không được, Diệp Thần ca, đánh như vậy đi xuống, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hải đường tử hoàng kêu to, tấn công động cánh, trong con ngươi tràn đầy lo âu. Ma tổ Vô Thiên thần ma mục nát thiên lưu, hàm chứa thiên ma tinh hải cực hạn dơ bẩn. Hắc ám năng lượng đặc biệt khủng bố, để cho được Diệp Thần hộ thân Thiên Quân Phong Thần Bia, cũng là nhanh chóng rơi vào ám đạm. Nếu như Thiên Quân Phong Thần Bia bị hoàn toàn ô nhiễm nói, Diệp Thần liền mất đi bảo vệ, chỉ có thể bị hắc ám cuộn sạch. Dĩ nhiên, ma tổ Vô Thiên cũng không chịu nổi. Ở phù sinh tuyệt mệnh mũi nhọn giết chóc, hắn cả người khắp nơi bị thương, khắp cả người máu tươi, hình dáng khá là dữ tợn. Cuộc chiến đấu này, hai người cũng như là điên cuồng. Rất nhiều ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương có thể. Mà ở Diệp Thần và Ma Tổ Vô Thiên, kịch liệt hỗn chiến thời điểm, một đạo hắc ám bóng mờ, chảy xuôi vết máu, lặng yên không một tiếng động hạ xuống đến hải đường tiên đảo trên. Cái này đạo hắc ám bóng mờ, vặn vẹo lay động một tí, hiển hóa ra hình người, chính là hắc huyết giáo giáo chủ, hắc huyết ma tôn. Cái này hắc huyết ma tôn, cũng không phải là bản thể, mà là phân thân. Nhưng cho dù là phân thân, uy năng cũng là cực kỳ cường hãn, không phải vậy tiên đế có thể chống lại. Luân hồi chi chủ sau cùng thiên cơ hơi thở, hẳn chính là chỗ này, nhưng người khác đâu. Hắc huyết ma tôn con người lạnh lẽo, nhìn xung quanh hải đường tiên đảo, cẩn thận bắt, nhưng không phát hiện Diệp Thần tồn tại, chỉ là cảm nhận được một chút cùng luân hồi tương quan nhân quả. Hải đường tiên đảo bên trên, Kỳ Tư Thanh ở dung hợp Phượng Hoàng Thần Tinh, Tiểu Thảo Thần ở tĩnh tâm điều dưỡng. Hải đường linh mẫu ở nơi nào đó trong động thiên tu luyện. Hắc huyết ma tôn đến, vậy cổ hắc ám âm lệ hơi thở, nhưng là kinh động ba người. Ta đi ra ngoài xem, các ngươi không nên ra ngoài. Hải đường linh mẫu cảm thấy có chút nguy hiểm, truyền ra ý chí, liền một mình đi ra ngoài. Rất nhanh, hải đường linh mẫu liền ở tiên đảo lối vào, thấy được hắc huyết ma tôn. Hắc huyết ma tôn không hề che giấu hơi thở thân hình. Bởi vì hắn cảm thấy, căn bản không cần. Hắn đường đường không không thời không cường giả, hắc huyết giáo một chút chủ, đà đế thiên tông hộ pháp giả xoa đứng đầu, ỷ mình tu vi mạnh mẽ, căn bản không đem thế giới hiện thật người đặt ở bên trong mắt. Ngươi là người nào? Hải đường linh mẫu thấy hắc huyết ma tôn, mơ hồ suy tính đến sau lưng đối phương, có vô số cái phức tạp nhân quả mạch lạc,
đều là cùng luân hồi nghịch phản, trong lòng nhất thời kinh hãi, họ hét chất vấn nói. Hi hi, luân hồi chi chủ ở địa phương nào? Hắc huyết ma tôn cười gần hỏi ngược lại. Ngươi là không không thời không sát thủ, ngươi muốn giết luân hồi chi chủ. Hải đường linh mẫu mắt đẹp co rúc lại, đã bắt được sát khí nhân quả, sắc mặt đại biến. Hi hi, đã đoán đúng, ngươi là luân hồi trận doanh người. Thôi, ta trước hết giết ngươi, lại thi triển siêu hồn thuật pháp, tự nhiên có thể biết hết thảy. Hắc huyết ma tôn trong mắt lướt qua sâm nghiêm ý định giết người, lập tức liền không nói nhảm, bàn tay gào thét giết ra. Hắn tu luyện dị huyết ma công, một trường giết ra, cuồng bạo khí huyết năng lượng, chính là bạo dũng ra. Ùm ùm, thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, lại có thể ngay tức thì bị máu tươi nhuộm đen. Màu đen máu tràn ngập thương khung, mùi máu tanh nồng nặc tản ra, quỷ bí máu tươi hơi thở, đủ để cho nhân tinh thần tan vỡ. Ở hắc huyết ma tôn máu tươi trưởng thế bao phủ hạ, hải đường linh mẫu chỉ cảm thấy nghẹt thở, đạo tâm kịch liệt lay động, lại có thể không cách nào chống lại. Thật là khủng khiếp hơi thở, không hổ là không không thời không cường giả. Hải đường linh mẫu nội tâm đại chấn, ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, hắc huyết ma tôn cái này đạo phân thân, sức chiến đấu chỉ có phổ thông tiên đế tiêu chuẩn. Nhưng, bởi vì hắn đến từ không không lúc nào không, nắm giữ rất nhiều quỷ bí bí thuật quy luật. Ra tay một cái liền làm người ta tan vỡ, hoàn toàn không cách nào chống lại. Phượng Hoàng Thánh Bôi, sắc. Nguy cấp bên trong, hải đường linh mẫu sử dụng Phượng Hoàng Thánh Bôi, linh khí bơm vào đi vào, Phượng Hoàng Thánh Bôi nổ lên ngút trời lửa cháy mạnh, nghịch sông lên thương khung, đem trên bầu trời bao phủ máu đen, cũng chọc thủng một cái lỗ thùng. Thiên Khải Chí Tôn chế tạo pháp bảo, ha ha, cũng không quá như vậy. Hắc huyết ma tôn thấy vậy Phượng Hoàng Thánh Bôi. Ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng chợt lại lộ ra một chút khinh thường diễn cảm. Cái này Phượng Hoàng Thánh Bôi, chính là không vô thần khí, uy năng đúng là lợi hại, nhưng hải đường linh mẫu cuối cùng còn không phi thăng không không, nàng không thể nào phát huy ra Phượng Hoàng Thánh Bôi toàn bộ uy lực. Hỗn độn thiên ma máu, cho ta trấn áp. Hắc huyết ma tôn quát lên một tiếng lớn, một giọt quỷ bí bóng tối máu tươi nổ ra, hóa thành một chuôi huyết đao, phá không chém đánh tiếp. Chuôi này huyết đao, thân đao bên trên, lại là tỏa ra hỗn độn thiên ma quỷ bí đồ đằng, cực kỳ hung hãn. Hắc huyết ma tôn tu luyện dị huyết ma công, lại là liền hỗn độn thiên ma máu tươi, vậy từng dung hợp hấp thu qua. Giờ khắc này, hắn thi triển hỗn độn thiên ma máu uy, hải đường linh mẫu liền lại cũng không đỡ được. Huyết đao chém xuống, vậy một tôn Phượng Hoàng Thánh Bôi, tại chỗ liền bị đánh bay. Hung hãn hỗn độn ma huyết oai, nổ tung ra. Điều điều màu máu đao khí tích giết tới hải đường linh mẫu trên mình. Suy rồi. Hải đường linh mẫu thân thể, nhất thời xuất hiện từng cái vết thương, ngũ quan bởi vì đau nhức mà vặn vẹo. Chết đi. Hắc huyết ma tôn nanh cười một tiếng, huyết đao lần nữa vùng chém ra, muốn đem hải đường linh mẫu chém eo. Dừng tay. Vừa lúc đó, một cái màu xanh lá cây dây leo, cách không phóng tới, bọt đích một tiếng, chặn lại hắc huyết ma tôn đao. Tiểu thảo thần, hải đường linh mẫu quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái non nớt cô gái, đạp không ra, chính là tiểu thảo thần xanh nghiên. Hắc huyết ma tôn, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, ngươi đi thôi. Tiểu thảo thần xanh nghiên nhìn chằm chằm hắc huyết ma tôn, thanh âm lạnh đạm nói. Tiểu thảo thần, hì hì, lúc đầu ngươi vậy đầu phục luân hồi trận doanh. Bất quá, hôm nay ngươi, trạng thái tựa hồ nhìn như không ổn à. Người có tư cách thay người khác ra mặt sao? Hắc huyết ma tôn nhìn từ trên xuống dưới tiểu thảo thần, cười lạnh. Hắn có thể cảm nhận được, tiểu thảo thần trạng thái cũng không tốt. Trên thực tế, tiểu thảo thần lực lượng, mỗi ngày đều ở suy thoái. Vậy thảo thần thiên tôn quyền bính, đối nàng mà nói, nhưng thật ra là một cái phiền toái, cho nên nàng mới cần gấp tìm truyền nhân. Trước đây cùng ma tổ vô thiên đánh nhau, tiểu thảo thần lại là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho tới bây giờ còn không khôi phục, đối mặt hắc huyết ma tôn, nàng chưa chắc là địch thủ. Bàn về sức chiến đấu, ta có thể không địch lại ngươi, nhưng, ta dẫu sao là thảo thần thiên tôn, ngày hôm nay liền để cho ngươi xem, chín thần lực lượng. Nhân quả luật giết hại, biến mất cho ta đi. Tiểu thảo thần con ngươi lạnh như băng, thon nhỏ trên thân thể, bỗng nhiên toát ra từng cái quỷ bí quy luật, đó không phải là thế giới hiện thật quy luật, mà là không không thời không quy luật. Hàm chứa kinh khủng nhân quả luật chập chờn.
Bàn về cứng trọi cứng sức chiến đấu, tiểu thảo thần có thể là nhỏ yếu, nhưng nàng dẫu sao là chín thần một trong, nàng nắm giữ quy luật, thuật pháp, nhân quả luật, thần thông biến hóa, xa so với người thường mạnh mẽ. Giờ khắc này, nàng lại có thể thi triển ra nhân quả luật, muốn tiêu diệt hắc huyết ma tôn. Nàng thi triển nhân quả luật, chính là muốn để cho hắc huyết ma tôn biến mất. Từng cái quỷ bí quy luật, như vận mệnh sợi tơ vậy, xen lẫn ở hắc huyết ma tôn trên thân thể. Không tốt. Trong thoáng chốc, hắc huyết ma tôn thần sắc đại biến. Bởi vì hắn cảm thấy, mình thật giống như bị trong chỗ u minh vận mệnh dây dưa, gặp phải nhân quả luật nghiền ép, muốn hoàn toàn biến mất. Hắn thân thể, đang dần dần đạm hóa, tại chỗ thì có biến mất nguy hiểm. Hải đường linh mẫu thấy một màn này, thầm kinh hãi, trong đầu nghĩ tiểu thảo thần tuy yếu, nhưng dẫu sao là chín thần, cũng không phải là người bình thường có thể khi dễ. Hắc huyết ma tôn ở tiểu thảo thần uy áp hạ, đã có vô căn cứ biến mất nguy hiểm, hắn trong mắt tràn đầy khiếp sợ sợ hãi, còn có tức giận. Tiểu thảo thần, người muốn xóa bỏ ta, còn không như vậy dễ dàng. Thiên tội cổ kiếm, hạ xuống đi. Hắc huyết ma tôn bỗng nhiên bảo hiếu đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn triệu hoán thiên tội cổ kiếm lực lượng. Thiên tội cổ kiếm, là đà đế thiên tông trấn phái thần khí, cũng là bốn đại chí cao thần khí bên trong, kinh khủng nhất cường đại tồn tại. Hắc huyết ma tôn là đà đế thiên tông hộ pháp đứng đầu, hắn có triệu hoán thiên tội cổ kiếm lực lượng tư cách. Ung ung, bầu trời chấn động, một món phong cách cổ xưa, huy hoàng, sát phạt kiếm khí bén nhọn, chậm rãi từ chân trời phá giết xuống. Đó chính là thiên tội cổ kiếm kiếm khí. Ở thực tế phép tắc hạn chế hạ, hơn nữa hắc huyết ma tôn, cũng không có thích hợp vỏ kiếm thành tựu đồ đựng, cho dù là hắn, cũng không cách nào triệu hoán hoàn chỉnh thiên tội cổ kiếm. Nhưng, muốn triệu hoán một món kiếm khí, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thiên tội cổ kiếm một món kiếm khí, giết hại thần uy đều là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, cực kỳ ác liệt hung mãnh. Chỉ gặp vậy một món thiên tội kiếm khí, mang vô cùng uy thế xuyên qua, tại chỗ liền đem tiểu thảo thần nhân quả luật phá hư. Hắc huyết ma tôn thân thể, khôi phục bình thường, không có lại đạm hóa biến mất nguy hiểm. Tiểu thảo thần phốc xích một tiếng, bị cắn trả, phun ra máu tươi, non nớt thân thể lảo đảo lắc lư, thiếu chút nữa muốn rơi xuống. Hi hi, tiểu thảo thần, thần thông của ngươi biến hóa, đúng là tuyệt diệu, nhưng không có đầy đủ ngạnh thật lực, ngươi có thể đỡ nổi thiên tội cổ kiếm sao? Hắc huyết ma tôn cười gằn, thiên tội kiếm khí chém xuống, phải đem tiểu thảo thần cùng hải đường linh mẫu, cũng cùng nhau chém rớt. Phượng hoàng thần tinh, vận mệnh đại lộ, ngự. Mắt xem tiểu thảo thần và hải đường linh mẫu, sẽ bị thiên tội kiếm khí nơi chém, vừa lúc đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp một viên sáng chói tinh thần, còn quấn vô số phượng hoàng khí tượng, còn có từng cái vận mệnh đại lộ sông dài, phá không tới. Chặn lại hắc huyết ma tôn thiên tội kiếm khí. Cái ngôi sao kia, chính là Phượng Hoàng Thần Tinh. Phượng Hoàng Thần Tinh bên trên, hiển hóa ra kỷ tư thanh lạnh lùng bóng người. Phượng Hoàng Thần Tinh, mệnh vận chi chủ. Hắc huyết ma tôn thấy kỷ tư thanh xuất hiện, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Phượng Hoàng Thần Tinh, chính là vận mệnh thất tinh một trong, ở kỷ tư thanh trong tay, có thể bộc phát ra cường đại nhất uy thế, lại là cả ngày tội kiếm khí cũng tạm thời chặn lại. Đi mau. Ở chặn lại hắc huyết ma tôn một kiếm sau đó, kỷ tư thanh nhưng không chút do dự nào, lập tức đem hải đường linh mẫu và tiểu thảo thần, dẫn cho đòi đến phượng hoàng thần tinh thượng, sau đó phải dẫn các nàng rời đi. Bởi vì, nàng dung hợp phượng hoàng thần tinh, còn không hoàn toàn hoàn thành, hôm nay hơi thở thượng không vững chắc, cũng không thích hợp chiến đấu. Đối mặt hắc huyết ma tôn, nàng cũng chỉ có tạm lánh mũi nhọn. Ha ha, viên này phượng hoàng thần tinh. Lúc đầu ngươi còn không dung hợp hoàn thành. Vừa vặn, mang về cho ta hiến tặng cho cổ thần bệ hạ, cũng cho ta lưu lại đi. Hắc huyết ma tôn thấy vậy, nhất thời nhìn ra liền đầu mối, cảm nhận được kỷ tư thanh hơi thở chưa ổn. Xuy xuy xuy. Hắn vung tay lên, thiên tội kiếm khí phân quang hóa ảnh, lại là huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm quang, như nước lũ thác nước vậy, hướng kỷ tư thanh, hải đường linh mẫu, tiểu thảo thần ba phụ nữ chỗ ở phượng hoàng thần tinh. Kịch liệt gào thét đi. Kỷ tư thanh khẽ cắn răng, thúc giục vận mệnh đại lộ, hóa thành từng tầng một phượng hoàng bảo vệ, như vách ngăn vậy, bảo vệ phượng hoàng thần tinh. Đốc đốc đốc, hắc huyết ma tôn thiên tội kiếm quang, như thác vải vậy bắn tới,
đem từng tầng một vách ngăn xuyên qua, uy thế cực kỳ khủng bố. Kỷ Tư Thanh gương mặt bạc màu, nàng cuối cùng còn không cùng Phượng Hoàng thần tinh hoàn toàn dung hợp, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không ngăn được Hắc Huyết Ma Tôn công kích. Dẫu sao thiên tội cổ kiếm mũi nhọn, thật sự là quá mức ác liệt. Hắc Huyết Ma Tôn đã phán đoán rõ ràng thế cục, biết mình cho gọi ra thiên tội kiếm khí sau đó, liền chiếm hết ưu thế. Ở tiêu diệt luân hồi chi chủ trước, ta trước cầm các ngươi giết. Hi hi, không, đang giết chết các ngươi trước, ta trước đem các ngươi hung hăng lăng nhục một phen, không biết vậy luân hồi chi chủ, biết sau đó, sẽ là cái gì diễn cảm, ha ha ha. Hắc Huyết Ma Tôn cười lớn, ngàn vạn đạo thiên tội kiếm quang, lồng che thiên địa, đem Phượng Hoàng thần tinh vây lại. Chỉ cần phá hỏng Phượng Hoàng thần tinh bảo vệ, hắn liền có thể đánh bại Kỷ Tư Thanh ba người, là tùy ý là. Kỷ Tư Thanh, Hải Đường Linh Mẫu, Tiểu Thảo Thần ba phụ nữ, đều cảm tình thế gay gắt. Ta đi gọi Diệp Thần trở về. Hải Đường Linh Mẫu khẽ cắn răng, hôm nay cái này nguy cục, có lẽ chỉ có mời Diệp Thần trở về, mới khá phá giải. Không, không nên đi quấy rầy hắn, hắn vẫn không thể thoát thân. Kỷ Tư Thanh ngăn cản Hải Đường Linh Mẫu, nàng bén nhạy cảm thấy được, Diệp Thần đang cùng ma tổ vô thiên kịch chiến, hoàn toàn không cách nào thoát thân trở về. Nếu như để cho Diệp Thần biết, các nàng bên này có nguy hiểm nói, ngược lại có thể ảnh hưởng Diệp Thần đạo tâm, thậm chí sẽ để cho hắn thua ở ma tổ vô thiên dưới quyền. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ở chỗ này chờ chết sao? Hải Đường Linh Mẫu nhìn bên ngoài Hắc Huyết Ma Tôn, vậy đôi âm ngoan dâm tả ánh mắt, nội tâm liền cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét. Nàng cũng không sợ chết, nhưng chỉ sợ trước khi chết bị lăng nhục. Không bằng ta hướng đi Tím Hoàng Tiên Cung cầu cứu. Tiểu Thảo Thần bỗng nhiên nói. Tím Hoàng Tiên Cung. Nghe được Tiểu Thảo Thần mà nói, Kỷ Tư Thanh và Hải Đường Linh Mẫu đều có điểm ngây ngẩn. Bởi vì các nàng biết, Tím Hoàng Tiên Cung cùng Diệp Thần tới giữa, hiềm khích không nhỏ, đạo đức thiên tôn hận giết không được chết Diệp Thần, lại làm sao sẽ xảy ra tai tương trợ. Ừ, đúng vậy, Tím Hoàng Tiên Cung. Tuy nói chúng ta luân hồi trận doanh, và Tím Hoàng Tiên Cung tồn tại mâu thuẫn. Nhưng, bất kể như thế nào, Tím Hoàng Tiên Cung đều phải bảo vệ mồi lửa ổn định. Mà không không thời không xâm lược, ắt phải ảnh hưởng đến mồi lửa, bọn họ sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Tiểu Thảo Thần con ngươi nhìn về Hắc Huyết Ma Tôn, Hắc Huyết Ma Tôn thân là không không thời không sát thủ, nhưng phải hướng thế giới hiện thật người động thủ, đã phá hư quy củ. Quy củ phá hoại, tất nhiên ảnh hưởng thế giới hiện thật ổn định, cuối cùng đưa đến mồi lửa xuất hiện rối loạn. Nếu là để cho Tím Hoàng Tiên Cung người, biết Hắc Huyết Ma Tôn tồn tại, bọn họ không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Tím Hoàng Tiên Cung thật chịu xuất thủ không? Kỷ Tư Thanh mày liễu hơi cao lại, biểu thị hoài nghi. Các ngươi kiên trì nữa chốc lát, ta lập tức đi Tím Hoàng Tiên Cung cầu viện. Tiểu Thảo Thần cảm giác sâu sắc thế cục nguy cấp, ở phân phó một tiếng sau đó, thân thể liền hóa thành một món lục quang, tại chỗ biến mất. Phượng Hoàng Thần Tinh bên ngoài hư không, hoàn toàn bị từng đạo thiên tội kiếm quang phong tỏa, nhưng cái này cổ phong tỏa, hiển nhiên không cách nào ngăn trở ở Tiểu Thảo Thần bước chân. Muốn đi rời cứu binh sao? Hắc Huyết Ma Tôn thấy Tiểu Thảo Thần rời đi, cũng không biết nàng phải đi nơi nào, nhưng mơ hồ cảm giác được không ổn. Thiên tội kiếm đổ sát, phá cho ta. Hắc Huyết Ma Tôn cả người linh khí phóng thích, từng đạo thiên tội kiếm khí kiếm quang, nhất thời bộc phát ra nhất là ác liệt khí tức giết hại, hung hăng hướng Phượng Hoàng Thần Tinh phá giết đi. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, muốn đuổi ở Tiểu Thảo Thần cứu binh đến trước đem Hải Đường Linh Mẫu và Kỷ Tư Thanh giết. Vô số thiên tội kiếm khí, như sao rơi bạo rơi, đột phá Phượng Hoàng Thần Tinh tầng ngoài vách ngăn, giết rơi vào Phượng Hoàng Thần Tinh bề mặt trái đất trên. Trong thoáng chốc, Phượng Hoàng Thần Tinh bề mặt trái đất trên, khắp nơi sơn hà bể tan tành, mặt đất văng tung tóe, một mảnh hỗn độn. Từng cái thiên tội kiếm khí, mang cao nhất khí tức giết hại, chém chết hướng Kỷ Tư Thanh cùng Hải Đường Linh Mẫu. Xong rồi. Hải Đường Linh Mẫu hoảng hốt, thiên tội kiếm khí giết hại quá đáng sợ, đại biểu thế gian cao nhất thần kiếm mũi nhọn, hoàn toàn không phải nàng có thể ngăn cản. Nàng và Kỷ Tư Thanh, đều có bị tru diệt nguy hiểm. Phượng Hoàng Thánh bôi cho ta. Nguy cấp bên trong, Kỷ Tư Thanh một tiếng quát mắng, đầu ngón tay một chiêu, đem Hải Đường Linh Mẫu Phượng Hoàng Thánh bôi, hấp dẫn tới đây, vận mệnh đại lộ quy luật quấn quanh đi lên, rồi sau đó trực tiếp hiến tế. Vù vù.
Phượng Hoàng Thánh Bội bị hiến tế, bên trong hàm chứa vận mệnh lực cùng Phượng Hoàng Thánh Viêm, thiên hà vậy cuồn cuộn bạo dũng ra, tạo thành một tầng bình phong che chở, đem Kỳ Tư Thanh cùng Hải Đường Linh Mẫu bảo vệ được. Hi hi, còn muốn sắp chết phùng vẫy sao? Hắc Huyết Ma Tôn cười gằn, thúc dục thiên tội kiếm khí, điên cuồng chém đánh tiếp, phải đem cuối cùng này một tầng bình phong che chở, hoàn toàn phá hủy. Kỳ Tư Thanh và Hải Đường Linh Mẫu, nhất thời lâm vào sống chết tuyệt cảnh, sợ rằng chống đỡ không tới Tím Hoàng Thiên Cung cứu binh hạ xuống. Lúc này, xa ở Thiên Thảo Sơn Trang Diệp Thần, đang cùng Ma Tổ Vô Thiên kịch liệt đánh giết. Hai người sống chết tỉ thí, đều là cả người đẫm máu, thương tích khắp người. Ma Tổ Vô Thiên lá bài tẩy dốc hết, đem Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, điên cuồng triệu hoán xuống, nguyên phiến Thiên Thảo Sơn Trang, đã bị hắc ám dơ bẩn đại dương chìm ngập. Kinh khủng Thiên Ma Tinh Hải năng lượng, hội tụ thành đủ để mục nát diệt thần ma nước lũ, không ngừng đánh vào Diệp Thần. Ở Ma Tổ Vô Thiên thần ma mục nát thiên lưu dưới sự xung kích, Diệp Thần Thiên Quân Phong Thần Bia, sớm đã là một mảnh tối đạm, mất đi tất cả linh quang, thân thể thừa nhận đáng sợ áp lực, ra khắp nơi văng tung tóe, thậm chí thấm lộ ra máu đen, đan điền vậy gặp phải cực kỳ nghiêm trọng ô nhiễm. Nhưng, Ma Tổ Vô Thiên cũng không chịu nổi. Diệp Thần tay cầm phù sinh tuyệt mệnh, ác liệt vô cùng tuyệt mệnh mũi nhọn, gắt gao khắc chế huyết mạch hắn, để cho hắn hô hấp đều co quắp, cả người mỗi một chỗ vết thương, cũng sâu thấy tới xương, cực kỳ kinh khủng dữ tợn. Hải Đường Tử Hoàng bay bay trên không trung, hoàn toàn không xen tay vào được, chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn. Hôm nay Diệp Thần và Ma Tổ Vô Thiên, có thể nói là lưỡng bại câu thương, rất nhiều ngọc đá cùng vỡ kết quả.